bây giờ hắn một người bốn thú bốn kiếm, đều đã đạp thiên, chiến lực đại tăng. Hắn tự nhiên không kịp chờ đợi, muốn đem chính mình chiến đấu lực trọng yếu tạo thành bộ phận Đông Hoàng kiếm, cho cầm về. Đông Hoàng kiếm Đông Hoàng vòng xoáy, đế vực kiếm Hoàng kết giới, nhất tâm nhị dụng, đế quân kiếm ngục, đều đối với hắn có tác dụng lớn. Rời đi Huy Quang Điện, hắn phát hiện toàn bộ Huy Nguyệt Thành, cơ hồ đã bị bụi mù bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Huy Nguyệt gia tộc khắp nơi đều là phế tích, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí phiêu tán, mơ hồ còn có tiếng khóc từ đằng xa truyền đến. Đều thời gian dài như vậy, cái kia tránh người, đã sớm tránh tốt. Cho nên, cái này Huy Nguyệt Thành không có trước đây như vậy ồn ào. Nhưng là, tại cái kia Huy Nguyệt gia tộc chỗ sâu, chiến trường tựa hồ vẫn còn tiếp tục. Vẫn có tiếng chém giết, tiếng oanh minh, theo bên kia truyền đến. Lý Thiên Mệnh mơ hồ nhìn đến, mấy cái cao lớn thức thần, còn tại hư không chiến đấu, tối thiểu 300-400 mét. Kiếp! Lý Thiên Mệnh nhớ tới Khương Phi Linh những ngày này chịu khổ, lên cơn giận dữ. Hôm nay là người Huy Nguyệt gia tộc gặp nạn ngày. Có điều, người đã bất nhân, vậy cũng đừng trách ta, đổ dầu vào lửa. Hắn biến mất trong gió, đi tìm Huy Nguyệt kiếp tung tích. Cuồng phong, hô hô theo bên tai thổi qua đi. Kiếp, đi nhanh đi, yên tâm đi, cha bọn họ nhất định có thể làm được, khác vô lại ở nơi này, quá nguy hiểm, loại cấp bậc này chiến đấu, chúng ta giúp không được gì. Huy Dạ Âm lôi kéo Huy Nguyệt kiếp cánh tay, nước mắt đều gấp đi ra, tận tình nói. Huy Nguyệt kiếp một đôi tươi tròng mắt màu đỏ, nhìn chòng chọc vào nơi xa. Chiến trường kia địch nhân, hủy đi Nguyệt thần điện, đó là thù không đợi trời chung. Thù này, khó tiêu a. Hung thủ kia mới xuất hiện, chúng ta thì lấy truyền tin thạch thông chi hy hoàng, cường giả của hoàng tộc nhất định tại trên đường chạy tới, hắn đều tàn phá bừa bãi thời gian dài như vậy, tiếp viện của chúng ta, rất nhanh liền đến. Ca, đừng có lại cái này mù đợi, nơi này rất nguy hiểm. Huy Dạ Âm bối rối nói. Trong mắt nàng huynh trưởng, vẫn nhìn chằm chằm phá nát Nguyệt thần điện xuất thần. Dù là trưởng bối thu hồi một nửa thiên hồn, nhưng Huy Nguyệt gia tộc, vẫn bị một lần trọng thương, căn cơ đều bị bẻ một nửa. Thua ở tự đại, thua ở ngạo mạn. Đó là hắn từ nhỏ đến lớn tu hành địa phương, hắn lòng đang dỉ máu, thậm chí cho đến bây giờ, trưởng bối của hắn, bao quát phụ thân ở bên trong. Còn tại liều chết ngăn cản sát thủ, không cho hắn đổ sát nhiều người hơn. Đi thôi, Tôn Nhi, đây là mệnh, đến nhận, đối thủ này, chúng ta Huy Nguyệt Thành không đối phó được, chỉ có thể để Hy Hoàng bệ hạ xử lý. Nàng là Nguyệt Chi thần cảnh nữ hoàng, đây là chức trách của nàng. Nguyệt Hà bà đồng dạng khuyên bảo. Ta muốn thấy lấy hắn chết, Huy Nguyệt kiếp thanh âm khàn khàn nói. Quá nguy hiểm, tối thiểu nhất, trước tiên lui ra Huy Nguyệt cung điện, các loại hung thủ vừa chết. Chúng ta tùy thời trở về. Nguyệt Hà bà an ủi. Huy Nguyệt kiếp hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này mới quay người, cùng nãi nãi, muội muội, còn có 10 cái gia tộc thân thuộc, hướng mặt ngoài bỏ chạy. Bọn họ đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, là Huy Nguyệt gia tộc tương lai. An toàn của bọn hắn, cực kỳ trọng yếu. Được đi trên đường, nguyên bản như là mộng cảnh giống như cung điện, bây giờ tất cả đều là phế tích, còn có thi thể chồng chất. Từng cảnh tượng ấy, đều khiến người ta phẫn nộ, táo bạo, để Huy Nguyệt kiếp trong lòng, cừu hận như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Bọn họ rời khỏi gia tộc lộ tuyến, sẽ đi ngang qua Huy Quang Điện. Làm đám người này theo Huy Quang Điện vội vàng mà qua thời điểm. Một cái xem ra rất non nớt thiếu niên tóc trắng, bỗng nhiên theo Huy Quang Điện mặt bên, đi ra. Hắn liếc mắt liền thấy được Huy Nguyệt kiếp. Đứng lại, thiếu niên hô một tiếng. Huy Nguyệt kiếp chính tâm phiền ý loạn. Tâm tình táo bạo, khuôn mặt dữ tợn, chợt nghe một tiếng này, đứng lại. Bọn họ cái đội ngũ này, đều là tộc vương một nhà nhân vật trọng yếu, hoặc là Huy Nguyệt thiên ngự thê thiếp, hoặc là hắn con nối dõi. Tại Huy Nguyệt thành địa vị, có thể nói khá cao. Mà lại, còn có Nguyệt Hà bà tại. Ngoại trừ Huy Nguyệt thiên ngự, ai dám đối bọn hắn hô một tiếng, đứng lại. Bao quát Huy Dạ Âm ở bên trong, đang đuổi đường thời điểm, đều ngơ ngác một chút. Bọn họ dừng bước, hướng mặt bên xem xét, liền nhìn đến Huy Quang Điện trước, một cái kia sắc mặt bình thản, có một đôi kim tròng mắt màu đen thiếu niên. Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Hà bà ba người bọn hắn, đều nhận ra hắn tới. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Cút nhanh lên xa một chút, nếu không đem đầu ngươi cho rút. Huy Dạ Âm lập tức chửi rủa. Tóc của nàng đồng dạng không có mọc ra, những ngày qua nghĩ đến Lý Thiên Mệnh, vẫn tức giận bất bình.
muốn không phải Huy Nguyệt kiếp không cho, nàng đã sớm hô người, lại tìm Lý Thiên Mệnh phiền toái. Huy Nguyệt kiếp, phiền phức đem kiếm của ta, đưa ta một chút. Lý Thiên Mệnh liếc một chút đều không phản ứng Huy Dạ Âm, trực tiếp đối Huy Nguyệt kiếp vươn tay. Huy Nguyệt kiếp một đôi đỏ tươi hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn. Hắn nguyên bản sắc mặt trầm thấp, nghe nói như thế về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, đến đạp thiên chi cảnh rồi hả? Tốc độ có thể, coi xong thành ta cho ngươi thiết định mục tiêu, bất quá, khác quá gấp, một năm ước hẹn, còn có 11 tháng. Ta hôm nay thì muốn lấy đi, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn câu nói này nói ra miệng, Huy Nguyệt kiếp liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Lý Thiên Mệnh, đừng làm rộn, hiện tại tình thế nghiêm trọng, ngươi cũng tìm một chỗ trốn đi. Kết thúc sẽ chậm chậm nói. Nguyệt Hà bà hơi có chút phiền, đối Lý Thiên Mệnh ra lệnh. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, ra hiệu để Huy Nguyệt kiếp, khác vào lúc này phản ứng Lý Thiên Mệnh. Tạm thời tới nói, vẫn là rời đi quan trọng. Đối mặt Nguyệt Hà bà phân phó, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nói, đúng, bà, vậy ta tạm thời cho rằng, hôm nay Huy Nguyệt kiếp không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Hắn gan sợ. Nói xong, hắn lui về phía sau mấy bước, xoay người rời đi. Đứng lại. Lúc này thời điểm, đến phiên Huy Nguyệt kiếp hô hai chữ này. Làm Lý Thiên Mệnh quay đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến hắn càng thêm táo bạo, hắn trên thân tinh luân nguyên lực uy áp, đã ngăn cách vài trăm mét, chấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ngươi vừa mới, nói cái gì? Huy Nguyệt kiếp từng chữ nói ra hỏi. Ta nói, ngươi không dám, ngươi sợ. Lý Thiên Mệnh méo một chút đầu, chậm rãi nói. Làm càn, Huy Dạ Âm rít lên một tiếng, nói, ngươi tới, đem cái này mục vô tôn ti, sao thiểu năng trí tuệ, tháo thành tám khối. Lý Thiên Mệnh trên mặt nổi đáp ứng Nguyệt Hà bà, vẫn còn khiêu khích Huy Nguyệt kiếp, lá gan thực sự quá lớn. Cái này khiến Nguyệt Hà bà, đều có chút giận. Bà không nên tức giận, ta chỉ là sốt ruột, muốn cầm lại binh khí của ta. Mời thông cảm, Lý Thiên Mệnh nói. Lần sau đi, chúng ta không có thời gian. Nguyệt Hà bà ngữ khí, lúc này mới dịu đi một chút. Cái gì lần sau, lần này? Huy Nguyệt kiếp bỗng nhiên trầm giọng nói một câu. Sau đó tại chỗ hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Ca, đánh như tử hắn. Huy Dạ Âm kêu lên. Nãi nãi, ngươi cũng đừng thúc giục, cái này không thức thời đồ chơi, tự cho là thiên phú tốt, liền có thể làm sằng làm bậy, liền ngươi đều dám không tôn kính, ca ca trừng trị hắn, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, chậm trễ không được công phu. Huy Dạ Âm vội vàng nói. Quả thật có chút nhẹ nhàng, kiếp nhi cho hắn một năm, lúc này mới không đến một tháng. Vừa tới đạp thiên chi cảnh thì dám khiêu khích. Gần nhất một mực truyền, nói cái này ngoại tộc hài tử thiên phú tốt, nhưng IQ quá yếu, làm sao có thể sẽ có tốt thiên phú đâu. Ta nhìn lần này, các ngươi đều nhìn lầm. Huy Nguyệt Thiên Ngự mấy cái thiếp thất, cũng mồm năm miệng 10 đàm luận. May mắn nơi này, đã rời xa chiến trường, không có nguy hiểm như vậy. Bỗng nhiên gặp phải không có mắt Lý Thiên Mệnh, sự kiên nhẫn của các nàng cũng đỡ một ít. Kiếp nhi ngay tại đang tức giận. Lý Thiên Mệnh tiểu gia hỏa này, có chút không phân biệt được thời điểm, đụng mũi thương lên. Đoán chừng phải chịu một lần thảm ngược, cũng coi như cho một năm sau ước chiến, lại làm nền một cái đi. Nguyệt Hà bà nghĩ đến đây, liền không quan tâm. Bọn họ thân phận có khác, nhất định phải là rất lớn cửu oán, mới có thể thúc đẩy Lý Thiên Mệnh mất lý trí, dám can đảm phế bỏ Huy Nguyệt Kiếp một kiếp vòng. Cho nên, Huy Nguyệt Kiếp vốn là cần phải không ngừng châm lửa. Cầm tù Khương Phi Linh một năm, chỉ là món ăn khai vị. Mấy ngày nay, Huy Nguyệt Kiếp mới suy nghĩ cách thức khác, vừa vặn lúc này táo bạo thời điểm, hắn dự định toàn bộ đưa cho Lý Thiên Mệnh. Ta phải để ngươi hận chết ta, để ngươi liền thân phận của ta đều không để ý, muốn tìm ta liều mạng. Hắn nhưng lại không biết, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, kỳ thật, một bàn tay cũng đủ. Lại tra tấn Khương Phi Linh, đã chọc giận tới nghịch lân của hắn. Cứ như vậy. Trong lòng hai người thiêu đốt lấy hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, cứ như vậy đụng vào nhau. Đến, kiếm trước trả lại ngươi, bất quá ngươi đã chủ động khiêu khích, các loại ngươi thua, ta chẳng những lại muốn cầm lại ngươi thanh kiếm này, ta còn phải giúp ngươi đầy miệng răng, thời gian một năm, đầy đủ ngươi giải ra răng mới a. Huy Nguyệt Kiếp cùng hắn lúc nói chuyện, trong đầu tràn đầy Nguyệt Thần Điện phá nát, Nguyệt Thần tộc tử thương vô số biệt khuất cùng phẫn nộ. Hắn rất khó không giận chó đánh mèo đến Lý Thiên Mệnh trên thân. Bất quá, hắn đổ là đầy đủ tự tin, tại chiến đấu trước đó, trước tiên đem Đông Hoàng kiếm ném cho Lý Thiên Mệnh.
Lý Thiên Mệnh lấy được hắn Đông Hoàng kiếm, hắn có thể hiện tại liền chạy sao? Đương nhiên không thể. Huy Nguyệt Kiếp đã bị chọc giận, hắn đi không được. Cái kia nữ, là tỷ tỷ của ngươi đúng không? Một tháng này bị xem như tiểu cẩu một dạng buộc lấy, dễ chịu sao? Huy Nguyệt Kiếp dẫm lên trầm trọng cước bộ, huyết khí ngập trời hướng về Lý Thiên Mệnh chấn áp mà đến. Hắn tính cách nguyên bản không có như thế nóng này. Nhưng là hôm nay, Huy Nguyệt gia tộc trọng thương, tim của hắn, bóp méo. Những lời này, từng bước một thiêu động Lý Thiên Mệnh thần kinh, để hắn cái này hơn nửa tháng tâm lý lửa, toàn bộ đốt lên. Hắn dứt khoát cầm lấy Đông Hoàng kiếm, cái này đem song kiếm trong tay một phân thành hai. Không ngoài dự liệu, Đông Hoàng vòng xoáy, buông xuống. Đây là Đông Hoàng kiếm, phụ gia tại Lý Thiên Mệnh lực lượng của thân thể, trước kia tại trong thánh cung hình thành vòng xoáy. Mà bây giờ, mỗi một cái giới tử bên trong, bốn tầng ngôi sao vòng dưới, lại điệp ra một tầng vòng xoáy, trở thành Lý Thiên Mệnh lực lượng một bộ phận. Hắn tinh luân nguyên lực, bởi vậy càng rộng rãi. Tuy nhiên số lượng không coi là nhiều, nhưng là tính thượng phẩm chất, đã so đạp thiên tầng thứ ba cao hơn, tới gần tầng thứ tư. Cùng lúc đó, ngoại trừ Miêu Miêu bên ngoài, mặt khác ba đầu cộng sinh thú, toàn bộ xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Đại thụ cắm rễ, hai đầu cự long nương theo, trên đỉnh đầu còn có một con chim. Lý Thiên Mệnh cái này hoàn toàn là nghiêm chỉnh ngự thú sư. Đương nhiên, cái này cũng là hắn bản chức. Làm hắn tinh luân nguyên lực, đang xoay tròn bên trong bắt đầu tiêu tán thời điểm. Huy Nguyệt Kiếp có thể phát giác, cỗ lực lượng này sự mạnh mẽ, đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Huyết thần khế ước cộng sinh thú, làm cho hắn trong cùng cấp bậc, chiến đấu lực cường nhiều như vậy. Lúc trước, âm, đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại, chẳng phải là có thể đối phó Tứ Phong Thiên. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, bọn họ không hiểu rõ lắm bản nguyên thú tộc, chỉ biết là, coi như đồng cấp cơ hồ vô địch, vậy cũng không có khoa trương đến loại trình độ này. Cho nên, Huy Nguyệt Kiếp sẽ càng cho rằng, khả năng này là một loại ảo giác. Chân chính mạnh yếu, muốn trong chiến đấu, mới có thể bình tĩnh rốt cuộc. Phẫn nộ của hắn cùng sao động, để hắn vô cùng vội vàng, muốn đem hết thảy, khuynh tả tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Hắn không đối phó được sát thủ kia, hắn thì đối phó Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, hắn nắm chặt song quyền, khuôn mặt hoàn toàn méo mó, khóe mắt da thịt hoàn toàn nhíu lại, ánh mắt càng thêm tinh hồng. Lý Thiên Mệnh, người cái này không biết trời cao đất rộng ếch ngồi đáy giếng, hôm nay ta liền để ngươi thấy rõ ràng, cái gì mới là Nguyệt Thần tộc thiên tài chính thức lực lượng. Lục Kiếp, Huyết Nguyệt. Tại bây giờ Nguyệt Chi Thần Cảnh, hắn là gần với Hy Hoàng nhóm đầu tiên tồn tại. Tại Huy Nguyệt Kiếp nộ hống thời điểm, hắn kiếp vòng phát sinh kịch biến. Huy Nguyệt Kiếp kiếp vòng, trên mặt của hắn, mỗi một con mắt dưới, đều có ba cái giọt nước mắt hình dáng điểm đỏ, từ trên xuống dưới sắp xếp. Mà bây giờ, cái này hết thảy sáu cái yêu dị điểm đỏ, tiêu tán ra máu màu đỏ vũ khí. Sáu cái huyết sắc thức thần, theo cái này nhỏ bé điểm sinh ra, sau đó rút dài đến 200 mét, trở thành sáu cái nguy nga cự nhân. Ong ong ong, coi như là, phát tiết một trận đi. Sáu cái kiếp vòng, liên tiếp lấy sáu đại thức thần. Cái này mỗi một cái thức thần, đều cao cao tại thượng, toàn thân xương máu mãnh liệt. Đây là dài đến lớn nhất giống người thức thần, thậm chí còn có một đầu tinh hồng sắc tóc rối bời, thức thần cao đến 200 mét, mỗi cái thức thần tóc máu, đều có 100 mét bao dài. Những thứ này thức thần, mọc ra bén nhọn răng nanh, có điểm giống quỷ thần, hắn mi tâm còn một tháng nữa răng ký hiệu. Xuống chút nữa nhìn, mỗi cái thức thần, đều có 8 cánh tay. Nhưng bọn hắn không có tay cầm. Thay vào đó 8 cái gai nhọn. Thậm chí còn có thể nhìn đến, bọn họ cầm giữ có giống như độc hạt một dạng cái đuôi, dài đến 200 mét trở lên. Đây là đỉnh cấp, thiên chi thức thần, tên là Huyết Nguyệt Thiên Ma. Đây là Huy Nguyệt Kiếp bảng hiệu, cũng là hắn bị Hy Hoàng coi trọng địa phương. 6 cái Huyết Nguyệt Thiên Ma, thủ hộ tại Huy Nguyệt Kiếp sau lưng, huyết khí ẩm vang lăn lộn. Không thể không nói, cái này thức thần ra sân, tướng chủ người tôn lên đẹp trai hơn. Huy Nguyệt Kiếp xem ra, tựa như là trong biển máu đi ra thần linh. Càng kinh khủng chính là, hắn kiếp vòng, biến hóa. Trước kia tại ánh mắt hắn hạ 6 cái điểm đỏ, lúc này bỗng nhiên mở rộng, mỗi một cái điểm đỏ, vậy mà đều biến thành ánh mắt. Cái này khiến Huy Nguyệt Kiếp trên mặt, hai bên song song, hết thảy có 8 cái tròng mắt màu đỏ ngòm.
cái này xem ra, so lục mục quỷ thần tộc địa tạng, đều còn nhiều hơn ra hai con mắt. Cái này khiến huyết khí lăn lộn huy nguyệt kiếp, xem ra càng thêm yêu dị. Hình thù như vậy, khó trách huy dạ âm sẽ nhìn đến thét lên, đánh vào thị giác lực xác thực rất mạnh. Nhất là tại huy nguyệt kiếp tức giận thời điểm, càng hung hãn ba phần. Kiếp này vòng biến thành ánh mắt thủ đoạn, Lý Thiên Mệnh suy đoán, đây cũng là phá kiếp thiên phú, cùng loại huyết ma biến. Ngũ huyền thiên, cảnh giới huy nguyệt kiếp, có máu tanh như thế khí chất, cũng không ra ngoài Lý Thiên Mệnh đoán trước. Tại hắn đối diện, huy nguyệt kiếp tay cầm, minh nguyệt yêu đao, kháng trên bờ vai, tay trái ngón tay, còn nắm bắt ba cái nguyệt nha hình hình dáng ám khí, huyết nguyệt quỷ nha. Xương máu bao phủ phía dưới, hắn ngẩng đầu, tám đôi mắt, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi, sợ sao? Một người một đao, sáu đại huyết nguyệt thiên ma chấn thủ. Huy nguyệt kiếp tám cái, hồng trần huyết đồng, đều là nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú. Đưa tới cửa nơi chút giận, lại có thể lãng phí, bao nhiêu thời gian. Huy nguyệt kiếp còn cảm thấy, chính mình vì, một năm ước hẹn, điểm lửa, thực sự quá ít. Tự triệu hoán thức thần sau một khắc, hắn liền lấy tám cái tròng mắt nhìn kỹ Lý Thiên Mệnh. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tấn mãnh huyết quang, xông về Lý Thiên Mệnh. Trên đỉnh đầu, sáu đại, huyết nguyệt thiên ma, mỗi người phát ra tức giận gào thét, như là ở trên cao nhìn xuống thần linh. Cái kia tám cánh tay phía trên gai nhọn, hóa thành đầy trời đỏ như máu điểm sao, hướng về Lý Thiên Mệnh cùng nó cộng sinh thú đâm tới. Đây là một môn chiến quyết, tên là truy tinh huyết thứ. Sáu đầu huyết nguyệt thiên ma đồng thời sử dụng, hơn 40 cánh tay gai nhọn, thậm chí lại thêm sáu đầu hạt vĩ, cùng một chỗ đâm xuyên mà đến. Mỗi một điểm gai nhọn, đều điểm ra hơn ngàn huyết hồng điểm sao. Trong lúc nhất thời, cái này giống như là toàn màu đỏ tươi tinh không, vô số mang theo huyết quang sao băng đập xuống. Thế mà, đến đạp thiên chi cảnh sau lần thứ nhất giao thủ, Lý Thiên Mệnh thì rõ ràng cảm giác được, chính mình, mệnh hồn thái nhất, cái kia thuộc về phá kiếp sau bạo phát, đến cùng kinh người tới trình độ nào. Cái kia chính là, hắn chưa từng thấy, truy tinh huyết thứ cái này chiến quyết. Nhưng là, huyết nguyệt thiên ma thi triển quỹ tích, tốc độ, trong đó huyền ảo chỗ khó, trong mắt hắn, biến đến rất rõ ràng rất rõ ràng. Hắn thậm chí biết, nếu có pháp quyết lời nói, hắn học tập cái môn này thần cấp chiến quyết, cơ bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Rõ ràng nhất chính là, lục đạo sinh tử kiếm quyết, phía trước bốn kiếm Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một năm trở lên. Bây giờ hắn vừa thành thần, trước đây mê hoặc chỗ khó, bỗng nhiên quán thông. Lục đạo kiếm thần trong kiếm ý, hắn chỗ lĩnh hội, giảng thuật hàm ý, nguyên bản giống như là nhất trọng mê chướng. Bên trong có rất nhiều tối nghĩa đồ vật, nhưng bây giờ một chút hồi tưởng một chút, liền một chút thì thông. Tiểu mệnh kiếp, hắn tác dụng lớn nhất, vốn chính là tăng lên lĩnh ngộ thiên phú. Trật tự thiên tộc cùng nguyệt thần tộc tăng lên cảnh giới nhanh như vậy, còn sẽ tu luyện rất nhiều chiến quyết, đều cùng tiểu mệnh kiếp có quan hệ. Mà phương diện này, ta hẳn là mạnh nhất. Thái cổ hỗn độn cự thú duy nhất không cho Lý Thiên Mệnh mang tới, chính là loại này lĩnh ngộ thiên phú. Đến thượng thần chi cảnh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, xem như cho hắn đem duy nhất, khiếm khuyết, cho bổ đến tối cao. Làm Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng xem thấu cái này, truy tinh huyết thứ thời điểm. Gặp chiêu phá chiêu, thì biến đến rất dễ dàng. Cứ như vậy, huy nguyệt kiếp duy nhất so với hắn ưu tú, cũng là ngũ huyền thiên tinh luân nguyên lực. Cái này là tuyệt đối lực lượng. Quỳ xuống đi. Huy nguyệt kiếp gặp hắn, sững sờ, tại nguyên chỗ, còn tưởng rằng hắn bị dọa. Lại không nghĩ rằng, tại cái này giao thủ trong nháy mắt, khởi nguyên thế giới thụ thánh quang đằng mạn cùng vệ huyết kiếm vũ, liền cùng lúc buông xuống. Lý Thiên Mệnh cùng tiên tiên tâm linh tương thông. Tại chiến đấu thời điểm, hầu như không cần ngôn ngữ giao lưu. Hắn có thể nhìn ra đồ vật, lan truyền cho tiên tiên chỉ cần trong nháy mắt. Như thế cái kia thánh quang đằng mạn cùng vệ huyết kiếm vũ, cơ hồ tránh né huyết nguyệt thiên ma vết thương chí mạng, quất đánh, đâm xuyên ở tại trên thân. Nhất là vệ huyết kiếm vũ nổ tung, cho huyết nguyệt thiên ma đợt thứ nhất thương tổn. Tiên tiên có, sinh linh kiếp, sinh mệnh chớ chú. Đối với, không phải sinh mệnh, thức thần tới nói, cơ hồ không có hiệu quả. Bất quá, làm cái kia kiếp vòng văn tự, xuất hiện tại nó dây leo, vệ huyết kiếm vũ phía trên thời điểm. Tựa hồ đối với hắn lực sát thương, vẫn là có nhất định tăng lên. Lam Hoang không cần phải nói, Sơn Hải Kiếp, Tinh Hải Thôi Sán, hộ thể, lại mở ra thiên trọng tinh hoàn, còn có thanh linh tháp thủ hộ,
nó trực tiếp thi triển Trạm Lam Hải Ngục, trưởng khống chiến trường. Từng mảnh Nguyệt Chi Thần Cảnh bùn đất, hóa thành biển cả. Cái này biển cả tựa như là nó tinh hải. Nó cơ hồ không nhìn Huyết Nguyệt Thiên Ma Truy Tinh Huyết Thứ, cứ thế mà đỉnh đi lên, nhào về phía cái kia sáu đại thức thần. Đương đương đương. Trong lúc nhất thời, nanh vuốt cùng gai nhọn giao phong, phát ra âm thanh chói tai. Thức thần nửa linh hồn công kích, đối Lam Hoang có nhất định thương tổn. Nhưng là, gia hỏa này đủ cứng, quản đối thủ của hắn là mấy canh giờ, trực tiếp xông lên đi cứng rắn chính là. Tối thiểu nhất, cái kia Huyết Nguyệt Thiên Ma Truy Tinh Huyết Thứ, đâm vào trên người của nó, dù là xuyên thấu tinh hải thôi sán vảy rồng, ngũ huyền thiên lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể vào đi vài mét. Loại này thương tổn, rất khó đánh chết Lam Hoang. Tránh thức có thể cho thức thần, tạo thành vết thương chí mạng, vẫn là huỳnh hỏa. Nó thì đi theo đệ đệ muội muội sau lưng, đế tinh thiểm diệu vừa mở, luyện ngục hỏa ảnh phân tán, tất cả đều là vũ trụ hỏa nhận lông vũ, thi triển phần thiên vũ linh, nổ bắn ra, trực tiếp gào thét ra ngoài. Ngay đầu tiên, nó liền đem trước mắt ba cái Huyết Nguyệt Thiên Ma xuyên thủng. Luyện ngục hỏa bám vào ở phía trên, phần phật thiêu đốt. Đương nhiên, thức thần so sánh cộng sinh thú tới nói, bị xuyên thủng, loại hình thương tổn, bọn chúng tổn thất rất có hạn. Lại thêm bọn họ số lượng nhiều, trực tiếp đạt đến 6 cái, mà Lý Thiên Mệnh bên này thiếu một cái Miêu Miêu. Miêu Miêu lôi đình thần thông oanh tạc, đối thức thần lực sát thương, có thể nói mạnh nhất. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Lấy đạp thiên chi cảnh to lớn phẩm giai khác nhau, nếu như mình không có khai mở thức thần, một người bốn thú đánh tan tứ phong thiên vẫn còn. Phổ thông ngũ huyền thiên, hẳn là có thể đối kháng. Nhưng, gặp phải huy nguyệt kiếp loại này, ngũ huyền thiên cơ hồ vô địch tồn tại, tuyệt đối sẽ rất cố hết sức. Dù sao, gia hỏa này 50 năm tu hành, từ nhỏ Nguyệt Tinh Nguyên cùng Nguyệt Thần Điện bồi dưỡng, cũng không phải ăn chay. Huy Nguyệt kiếp liếc một chút liền biết, chính mình chiếm cứ ưu thế. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh cái này một bày ra thực lực, đã để hắn kinh tâm động phách. Lúc này mới một tháng. Tuy nhiên hắn đem chính mình thiết lập vì Lý Thiên Mệnh bàn đạp, nhưng hôm nay vẫn chưa tới một tháng. Mà lại, hiện tại vẫn là Huy Nguyệt gia tộc gặp đại nạn, trong lòng của hắn chính thức giận thời điểm. Lần này thì bại bởi Lý Thiên Mệnh, để hắn dẫm lên chính mình đi lên. Huy Nguyệt kiếp biết rõ, đây có lẽ là một cái cơ hội. Nhưng là, hắn nội tâm cự tuyệt. Ta là muốn bại, muốn cầu đến tân sinh, nhưng là như vậy, quá kém đi. Lần sau, ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng của hắn hung ác, trực tiếp quyết định toàn lực xuất thủ. Ngũ huyền thiên lực lượng cái này một bạo phát đi ra, cùng các loại cảnh giới Huyết Nguyệt Thiên Ma, từng cái vượt qua cộng sinh thú tứ trọng. Bọn họ cắn xé, đâm xuyên, dẫn động toàn thân cự lực. Thậm chí, có ba đầu Huyết Nguyệt Thiên Ma, đem Lam Hoang chết đè lại, chuyên môn chọn con mắt của nó, miệng, đem hạt vĩ cùng gai nhọn, hướng những thứ này nhược điểm phía trên đâm. May mắn huỳnh hỏa cùng tiên tiên trợ giúp, một cái lôi đi máu me đầy đầu Nguyệt Thiên Ma, một cái lấy thần thông oanh tạc. Sáu đạo hỏa diễm cùng luyện ngục mệnh hỏa, gần như đồng thời tại máu me đầy đầu Nguyệt Thiên trên ma thân nổ tung. Dẫn đến cái kia thức thần kêu thảm một tiếng, xương máu tiêu tán, ảm đạm không ít. Đây càng nói rõ, thần thông lực lượng so đao kiếm cận chiến, đối thức thần bị thương lớn hơn. Cho nên, huỳnh hỏa thần hỏa kiếp cùng tiên tiên sinh linh kiếp, tại đối phó cộng sinh thú cùng nhân thể thời điểm, lực sát thương càng hung mãnh. Đương nhiên, dựa theo cái này suy luận, Miêu Miêu, Bôn Lôi kiếp, Vạn Giới Lôi bạo, kiếp vòng văn tự hoàn toàn tăng cường thần thông uy lực, đoán chừng lại là thức thần ác mộng. Nhưng trùng hợp, nó hôm nay không tại. Bất quá, đối phó thức thần, còn có một loại phương pháp. Cái kia chính là, một loại khác thức thần. Làm linh thể thức thần, trên bản chất là địa hồn cùng thức thần chi lực kết hợp. Nó có thể sinh ra linh hồn công kích, thì sẽ biết sợ công kích giống nhau. Lý Thiên Mệnh một chút đo thử một chút, chính mình không tính cả thức thần thực lực, tại cùng Huy Nguyệt kiếp giao phong bên trong, hoàn toàn chính xác ở vào hạ phong. Đã như vậy, hắn lập tức không chút do dự, dẫn động thức thần. Lúc này Lý Thiên Mệnh, vốn là xông về Huyết Nguyệt Thiên Ma ngọn nguồn, cái kia chính là tám đồng tử Huy Nguyệt kiếp. Hắn tay cầm Minh Nguyệt yêu đao, cùng Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm giao phong mấy lần. Ngũ huyền thiên chi lực, điệp ra hắn phá kiếp thiên phú, hồng trần huyết đồng, uy lực, đối Lý Thiên Mệnh tạo thành nhất định trấn áp. Bản sự coi như không tệ, nhưng là, ở trước mặt ta, còn chưa đủ nhìn. Lý Thiên Mệnh, ngươi không được,
một năm sau lại đến đi. Huy Nguyệt Kiếp Âm lãnh cười một tiếng. Hắn làm ra quyết định kỹ càng, hôm nay muốn bước ra Lý Thiên Mệnh càng lớn lửa giận. Lý Thiên Mệnh lá gan rất lớn, rất xúc động, hắn rất hài lòng. Làm Huy Nguyệt Kiếp chuyển động Minh Nguyệt Yêu Đao, một tay vung chạm, lại lần nữa ép về phía Lý Thiên Mệnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh trên thân, đột nhiên kiếm quang bao phủ. Lập lòe kiếm khí bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, bốn thanh dài 20 mét cự kiếm, theo hắn trên thân gào thét xông ra, vờn quanh tại Lý Thiên Mệnh bên người. Cái này bốn thanh kiếm đột nhiên xoay chuyển. Tại trong chấn động, cái kia lưỡi kiếm sắc bén, nhắm ngay Huy Nguyệt Kiếp. Ong ong ong, bàng bạc kiếm khí, theo cái này tứ phương thần kiếm thức thần phía trên bạo phát. Kim hồng sắc có phượng hoàng vũ rực đông thần thái hạo kiếm. Đen nhánh âm lãnh, hung sát vô biên tây minh tổ ma kiếm. Một nửa hắc một nửa trắng, âm dương chi khí vẩn quanh nam thiên hỗn động kiếm. Còn có quanh thân băng lam, thảo mộc sen lẫn bắc cực vĩnh sinh kiếm. Bọn chúng hình dáng, khí thế, so thiểm quang kiếm không biết muốn siêu việt gấp bao nhiêu lần. Nhưng nói thật, tại, binh khí thức thần, lĩnh vực, kỳ trường độ cùng thể thích, thường thường là cường đại hay không quan trọng. Chỉ có dài 20 mét thức thần, chỉ là sinh tử kiếp cảnh mức độ, còn không bằng Huy Dạ Thi đây. Thức thần. Cái này bốn cái thức thần vừa ra, để Huy Nguyệt Kiếp cùng Nguyệt Hà bà bọn họ, cũng hơi sửng sốt một chút. Huy Dạ Thi trước kia nói qua, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là thuần chủng bản nguyên thú tộc. Mọi người đều biết, hắn đến tiếp sau biết lái tích thức thần. Nơi này chính là Huy Quang Điện, rất rõ ràng, đây chính là vừa khai mở thức thần. Thậm chí, khả năng còn chưa kịp, hấp thu đầy đủ nguyệt tinh nguyên, bổ sung thức thần chi lực. Ta hiểu được, đây chính là người tự tin nguyên nhân. Binh khí thức thần, ha ha. Huy Nguyệt Kiếp không nhịn được cười. Hắn ghen ghét Lý Thiên Mệnh thiên phú. Có thể luận kiến thức, hắn cũng không thể không nói, Lý Thiên Mệnh thật không hổ là, giếng hồn sơn, người tới. Khai mở bốn cái binh khí thức thần, liền coi chính mình một bước lên trời. Tại Huy Nguyệt Kiếp tâm lý khinh bỉ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm hai trong một. Hắn một đôi lạnh lùng trong mắt, để mắt tới Huy Nguyệt Kiếp cùng cái kia sáu đại huyết nguyệt thiên ma. Huy Nguyệt Kiếp thực lực, nhiều lắm là tương đương với hai cái huyết nguyệt thiên ma. Cho nên, bọn họ là một cái chỉnh thể. Giống như Lý Thiên Mệnh, cùng cái này bốn thanh kiếm, đồng dạng là một cái chỉnh thể. Hắn không rên một tiếng, xông vào, xuất kiếm. Lý Thiên Mệnh cái này nhất sát, kiếm chiêu bao trùm phạm vi, bao gồm Huy Nguyệt Kiếp cùng huyết nguyệt thiên ma. Ong ong ong. Đông Nam Tây Bắc tứ phương thần kiếm, nương theo bên cạnh thân. Tại Lý Thiên Mệnh vung vẩy Đông Hoàng kiếm, thi triển địa ngục luân hồi kiếm thời điểm, cái này tứ phương thần kiếm, mỗi một bước động tác, đều cùng trong tay hắn Đông Hoàng kiếm, duy trì nhất trí. Huy Nguyệt Kiếp có thể cùng huyết nguyệt thiên ma, phân biệt thi triển khác biệt chiến quyết, đây là cao đoan cách chơi, Lý Thiên Mệnh tạm thời không dùng. Thế mà, chỉ là đồng bộ thi triển kiếm quyết, làm hắn cái này thập phương kỷ nguyên thần kiếm uy lực bạo phát lúc đi ra, vẫn chấn động toàn trường. Đông Hoàng kiếm phía trên 18 đạo vòng xoáy, mỗi một tầng vòng xoáy, đều là địa ngục kiếm ý. Vòng xoáy này không tính lớn, nhưng càng tinh nhuệ hơn. Ẩn chứa trong đó, Đông Hoàng kiếm cùng Lý Thiên Mệnh bốn loại tinh luân nguyên lực, hỗn hợp phía dưới, lực sát thương rất mạnh. Bên cạnh hắn tứ phương thần kiếm, hết thảy có tầng mấy chục địa ngục kiếm ý vòng xoáy, tuy nhiên chỉ có 20 mét, lại thi triển ra giả thiên tế nhật cảm giác, hơn nữa còn mỗi người không giống nhau. Đông thần thái hạo kiếm vòng xoáy địa ngục kiếm ý, quả nhiên có loại như ngọn lửa thần thông hiệu quả. Trong đó, mặt trời huy diệu. Tây minh tổ ma kiếm, địa ngục luân hồi kiếm, thì ma khí ngập trời. Loại này ma cùng miêu miêu ma hoàn toàn khác biệt, miêu miêu là một loại hung, mà loại này ma, là tà ác. Còn có trắng đen xen kẽ nam thiên hỗn động kiếm, còn có băng lãnh, âm u, như là đóng băng thế giới giống như bắc cực vĩnh sinh kiếm. Thẳng thắn tới nói. Ngay từ đầu tùy thân mang theo 6 cái huyết nguyệt thiên ma, trên mặt 8 cái hồng trần huyết đồng Huy Nguyệt Kiếp, khí độ vô cùng nổ tung. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh sáng chói sáng lóng lánh, như địa ngục tử thần buông xuống, quanh thân mười mấy cái khác biệt địa ngục luân hồi kiếm ý, hội tụ một thể. Cuồng phong loạn vũ thời khắc, hắn tóc trắng phấn khởi, càng là đẹp trai đến nổ tung. Muốn là Huy Dạ thì tại cái này, nàng chỉ sợ ngụm nước đều phải chảy ra. Nói thật. Lý Thiên Mệnh thức thần sự mạnh mẽ, đã để Huy Nguyệt Kiếp tê cả ra đầu. Hắn duy nhất kiêu ngạo, cũng là, để. Hắn, để, Lý Thiên Mệnh,
đánh tan chính mình. Nhưng khi hắn phát hiện, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần một năm, hắn tại 20 mấy ngày về sau, cũng đủ để khiêu chiến quyền uy của hắn, thậm chí có cùng mình tử chiến thực lực về sau, hắn tất cả kiêu ngạo, tại lúc này đều bị đâm bị thương. Hắn chỉ muốn nói, lần tiếp theo đi. Chí ít lần này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt cái kia 8 cái hồng trần huyết đồng vậy mà tại động, sau cùng tạo thành một cái bế vòng. Hồng trần huyết đồng, 8 mắt huyễn thần. Trong tay nguyệt nha ám khí, huyết nguyệt quỷ nha, đã sớm lấy, mộng hoa quỷ ảnh, chi chiến quyết, tại thương thiên phía trên bay múa. Tại cái này giao phong thời khắc, theo Lý Thiên Mệnh sau lưng tập kích tới. Hắn 8 mắt huyễn thần, chính là một loại mê huyễn năng lực, rất dễ dàng khiến người ta xa vào đến, hắn con mắt này trong vòng xoáy. Ánh mắt của hắn bên trong, chính là ngập trời biển máu. Nhưng là rất đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh mệnh hồn có thần hồn tháp tọa chấn, không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn thức thần chính là thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mỗi một cái đều từ hồn phó hoặc là địa hồn mà thành, tại linh hồn lực lượng phía trên, tựa hồ đầy đủ kiên cố. Hồng trần huyết đồng vô hiệu, huy nguyệt kiếp chỉ có thể cắn răng một cái, hai tay nắm ở minh nguyệt yêu đao. Tại phía sau hắn, cái kia huyết nguyệt thiên ma 8 cánh tay gai nhọn, vậy mà đồng thời biến hóa thành chiến đao, cùng huy nguyệt kiếp bày ra giống nhau thức mở đầu. Khấp huyết, vạn đao chảm. Hắn mãnh liệt quát một tiếng, một đao chặt chém. Hồng trần huyết đồng phía trên 8 đạo huyết quang, tuôn hướng hắn minh nguyệt yêu đao. Va chạm thời khắc, một đạo huyết sắc loan nguyệt đao cương, đột nhiên xuất hiện. Xé rách khắp nơi, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, 6 đại huyết nguyệt thiên ma, đồng thời thi triển cái này đẫm máu và nước mắt vạn đao chảm. Một trong đao, bao hàm vạn đao. Một đao nổ tung, liền có hơn vạn nguyệt nha đao cương, như đầy trời phong nhận, bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh chẳng những có thức thần, hắn còn có cộng sinh thú A. Làm huy nguyệt kiếp đem tất cả chú ý lực, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên người thời điểm, huỳnh hỏa xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh sau lưng. Nó vì Lý Thiên Mệnh, đánh bay huy nguyệt kiếp chí mạng ám khí, huyết nguyệt quỷ nha. Kỳ thật, lúc này xoáy huyết nguyệt quỷ nha, mới là huy nguyệt kiếp chí mạng nhất tập kích. Một bên khác, tiên tiên tất cả thánh quang đằng mạn cùng màu đen sợi rễ, một cái ở trên trời quất đánh mà đến, một cái tại đất phía trên toát ra. Chính nó đều bắt chết 2 đầu huyết nguyệt thiên ma. Để cái này 2 cái quái vật to lớn, trực tiếp nện xuống đất. Thậm chí, có màu đen sợi rễ lan tràn đến huy nguyệt kiếp trên thân, đâm vào huyết nhục của hắn. Lúc này thời điểm, cái kia, sinh linh kiếp, uy lực mới xuất hiện. Tuy nhiên thời gian ngắn, khó có thể giết chết huy nguyệt kiếp, nhưng đối với hắn chiến quyết thi triển, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lam Hoàng thì càng không cần phải nói. Nó vẫn luôn tại cùng 2-3 con huyết nguyệt thiên ma chiến đấu. Lúc này thời điểm, huyết nguyệt thiên ma vậy mà phân thân đi đối phó Lý Thiên Mệnh, nó làm sao có thể đồng ý. Con hàng này trực tiếp theo dưới nước vọt ra, từ phía sau lưng cắn 2 cái huyết nguyệt thiên ma, trực tiếp lăn đến trong nước đi. Làm linh thể, huyết nguyệt thiên ma tuy nhiên có thể tùy ý vặn vẹo thân thể, có thể nó tương đương với một miếng thịt bị Lam Hoang cắn lên, lại thế nào vặn vẹo, đều không nhổ ra được. Trừ phi nó bỏ qua khối thịt kia. Nhưng, khối thịt kia, nhưng thật ra là nó thức thần chi lực. Cho nên, huy nguyệt kiếp rõ ràng kinh thiên địa khiếp quỷ thần một chiêu, lại bị Lý Thiên Mệnh 2 đầu cộng sinh thú, sinh sinh tan rã rơi mất một nửa lực lượng. Đây chính là 2 đầu đạp thiên cấp 1 cộng sinh thú, thì đè xuống 4 cái đạp thiên tầng thứ 5 thức thần. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cái này, địa ngục luân hồi kiếm, cũng chỉ có 2 cái huyết nguyệt thiên ma, có thể trợ giúp huy nguyệt kiếp. Dạng này tình hình chiến đấu hoàn toàn nói rõ, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú cố nhiên cường đại, mà lại loại hình khác biệt, chiến đấu tổ hợp năng lực mạnh, nhưng là, làm hắn thức thần có thể tăng phúc bản thể chiến quyết năng lực thời điểm, bọn họ cả cái đoàn thể chiến đấu lực, sẽ có to lớn thuế biến. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thành một cái bạo phá điểm. Kiếm cùng thú, các ti kỳ chức, không có chút nào xung đột. Nếu như hắn thức thần, cũng là thiên chi thức thần. Vậy thì cùng cộng sinh thú, có nhất định xung đột, không có hiện tại bổ sung hiệu quả. Thức thần linh hồn lực sát thương, lại càng dễ triệt để tan rã thức thần. Binh khí thức thần sở trường cũng là lực sát thương, điểm yếu là tác dụng duy nhất, không có thiên chi thức thần như vậy thăng bằng. Có thể chính là bởi vì như thế, mới có thể để cho Lý Thiên Mệnh chiến đấu lực, theo tứ phong thiên, nhảy lên đến ngũ huyền thiên. Luận thăng bằng, cái này tứ đại cộng sinh thú tổ hợp, cũng đã là lớn nhất thăng bằng. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa,
Cuộc chiến đấu này, hoàn toàn đặt vững Lý Thiên Mệnh tương lai phương thức chiến đấu. Để hắn hiểu hơn, như thế nào làm tốt kiếm cùng thú sử dụng thăng bằng. Lên đi! Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh một người bốn kiếm địa ngục luân hồi kiếm, Huỳnh Hỏa Tại vì Lý Thiên Mệnh giải quyết huyết nguyệt quỷ nha về sau, vậy mà theo bên cạnh lấp lóe tới. Mà lại, nó còn thi triển cùng Lý Thiên Mệnh một dạng địa ngục luân hồi kiếm. Nó vì cái gì có thể học nhanh như vậy? Đó là bởi vì, đạp thiên con đường cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, phá kiếp, đồng dạng cho nó năng lực lĩnh ngộ tăng vọt. Hoang mang một trừ rơi, một kiếm này tùy tiện thì phát huy ra. So với Lý Thiên Mệnh, nó một kiếm này đồng dạng đáng sợ. Bởi vì ẩn chứa thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận. Một kiếm này, đối thức thần thương tổn so sánh có hạn, nhưng là đối huy nguyệt kiếp, thương tổn to lớn, hoàn toàn có thể muốn mạng. Giờ phút này, lại thêm một kiếm. Vài kiếm hợp nhất. Địa ngục luân hồi kiếm vòng xoáy, tại thời khắc này hoàn toàn phủ lên đẫm máu và nước mắt vạn đao chảm. Cái kia gào thét huyết nguyệt, bởi vì Lam Hoang cùng tiên tiên ảnh hưởng, cắt giảm hơn phân nửa, căn bản ngăn không được Lý Thiên Mệnh trùng sát. Phanh phanh phanh. Máu đỏ tươi nguyệt, bị kiếm khí rảo sát vỡ nát. Cái kia hai đại huyết nguyệt thiên ma, ngăn tại huy nguyệt kiếp trước người. Sau một khắc, gào thét phi nhanh tứ phương thần kiếm, xé rách bọn họ tám cái cánh tay phòng ngự, trực tiếp mang theo địa ngục luân hồi kiếm uy lực, xuyên thủng mà qua. Phốc phốc. Mỗi cái huyết nguyệt thiên ma, đầu một kiếm, ở ngực một kiếm. Trung kiếm, xuyên thủng. Đã từng huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, nhẹ nhõm xuyên thủng bọn họ, nhưng là bọn họ tổn thương không lớn. Thế nhưng là làm cái này thức thần tứ phương thần kiếm xuyên qua thời điểm, bọn họ địa hồn bản thân bị hao tổn, thậm chí cái này tứ phương thần kiếm phía trên còn có kiếp vòng văn tự, tràn vào huyết nguyệt thiên ma trong thân thể, sinh ra nổ tung. Ô ô, hai cái huyết nguyệt thiên ma trong tiếng kêu thảm, thì cùng bị đánh trúng căn bản giống như, tại chỗ nổ thành xương máu. Ong ong ong, xương máu bay múa đầy trời. Đương nhiên, chém giết thức thần duy nhất phương thức, là phá hư kiếp vòng. Cho nên cái này hai cái huyết nguyệt thiên ma, nhưng thật ra là trọng thương. Nhưng, cái kia cũng cần 1-2 tháng, mới có thể triệt để khôi phục, một lần nữa thành mọc trở lại. Tối thiểu nhất, tại cuộc chiến đấu này bên trong, cái này hai đầu huyết nguyệt thiên ma, hoàn toàn tan rã. Không có huyết nguyệt thiên ma bảo hộ, huy nguyệt kiếp hoàn toàn bại lộ tại, Lý Thiên Mệnh huỳnh hỏa song sát phía dưới. Giờ khắc này, Đông Hoàng kiếm chặt chém mà đến, cùng huy nguyệt kiếp minh nguyệt yêu đao chính diện giao phong. Nói thật, huy nguyệt kiếp ngũ huyền thiên năng lực vẫn là rất hung mãnh. Đơn thể quyết đấu Lý Thiên Mệnh song kiếm này bạo sát, không có có thể bắt lấy hắn, ngược lại để hắn đẫm máu và nước mắt vạn đao chảm bước trở về. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh còn có huỳnh hỏa. Tại Lý Thiên Mệnh cùng huy nguyệt kiếp đao kiếm giao phong, thanh âm vô cùng chói tai thời điểm, huỳnh hỏa lập lòe mà đến, từ phía sau thi triển địa ngục luân hồi kiếm. Cút! Huy nguyệt kiếp quay người một đao, bổ vào huỳnh hỏa trên cánh. Làm. Huy Nguyệt Kiếp quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây là một cái cộng sinh thú. Nó lông vũ, so đao của hắn còn kiên cường. Hắn căn bản không có chấn kinh thời gian, ngay tại hắn tiếp được huỳnh hỏa một kiếm thời điểm, con chim nhỏ này bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Trên đầu nó lông vũ bỗng nhiên thoát ly, tại cái này gần trong gang tấc tình huống dưới, ba mảnh vũ trụ hỏa nhận phút chốc đâm vào Huy Nguyệt Kiếp thân thể. Nguyệt hồn long giáp. Huy Nguyệt Kiếp dưới sự kinh hãi, hắn quần áo trên người, đột nhiên biến thành cùng loại, nguyệt hồn huyết long, áo giáp. Trong nháy mắt bảo vệ toàn thân. Nhưng là, huỳnh hỏa lông vũ, vậy mà như cắt chém đậu hũ một dạng, tại chỗ đâm xuyên tháng này hồn long giáp. Thậm chí theo mặt khác một bên, đâm đi ra. Liên tục xuyên thủng 2 lần. Huy nguyệt kiếp ngực bụng nhói nhói. Có thiên tinh luân chi thể về sau, tu luyện giả sinh mệnh lực sẽ vô cùng ương ngạnh, hắn sẽ không chết. Huỳnh hỏa có thể không cần thiết giết hắn. Nó cùng Lý Thiên Mệnh, có thể không có ngu như vậy. Ngay tại cái này Huy Nguyệt Kiếp đau kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch thời điểm, ở sau lưng của hắn, Lý Thiên Mệnh một đôi Đông Hoàng kiếm lại lần nữa đánh tới. Trong đó, màu đen Đông Hoàng kiếm trực tiếp đập vào Huy Nguyệt Kiếp trên mặt, cho hắn càng hung ác một bàn tay. Cùng lúc đó, kim sắc Đông Hoàng kiếm dọc theo Huỳnh hỏa xuyên thủng vết thương, đâm vào Huy Nguyệt Kiếp bụng. Hô hô hô. Đế quân kiếm ngục kiếm hình thiên văn, cấp tốc tràn vào Huy Nguyệt Kiếp thân thể, nhưng lại cấp tốc biến mất xuống dưới. Tại Viêm Hoàng Đại Lục thời điểm, Lý Thiên Mệnh thì triệt để trưởng khống đế quân kiếm ngục. Nói trắng ra là,
đây chính là cái cùng loại linh tâm chú, tùy thời đều có thể muốn khác nhân mạng thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh đã cho Huy Dạ Âm gieo. Hắn hiện tại, đều có thể tùy tiện để Huy Dạ Âm chết. Mà lần này, hắn đem càng nhiều đế quân kiếm ngục, đưa cho Huy Nguyệt Kiếp. Làm đế quân kiếm ngục tiến vào Huy Nguyệt Kiếp thân thể thời điểm. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hắn đã chết. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh không có khả năng ở trước mặt mọi người giết hắn. Nếu không, hắn cũng là không muốn sống nữa. Thù này không báo không phải quân tử, nhưng là báo thù, phải có thủ đoạn. Huy Nguyệt Kiếp, chờ ngươi chết tại cái kia trời tối người yên không người thời khắc, sẽ không có người biết, là ta Lý Thiên Mệnh, giết ngươi. Cái kia hung hoành ánh mắt, sau cùng nhìn Huy Nguyệt Kiếp liếc một chút. Sau đó, quất ra Đông Hoàng Kiếm, thu hồi thức thần, cấp tốc lui lại. Vừa rồi những cái kia lời trong lòng, đương nhiên sẽ không để Huy Nguyệt Kiếp nghe được. Nói thật, tuy nhiên thời gian có chút không thích hợp, nhưng Lý Thiên Mệnh xác thực chỉ là tại phó ước. Mà lại, theo ở bề ngoài nhìn, hắn cũng không có đối Huy Nguyệt Kiếp, hình thành hủy diệt tính đả kích. Hành vi của hắn, đối Huy Nguyệt gia tộc tới nói cũng không quá phận. Dù sao, hắn hiện tại cũng là Huy Nguyệt gia tộc người. Nếu như Huy Nguyệt gia tộc liền bình thường giao đấu, cũng không thể cho. Cái kia Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nơi này càng không có ở lại tất yếu. Tranh đấu còn về sau, hắn nắm chặt trong tay Đông Hoàng Kiếm, hỏi thăm Huy Nguyệt Kiếp. Thắng bại đã phân, Huy Nguyệt Kiếp, ta hiện tại, có thể lấy đi binh khí của ta đi. Phương xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mà bên này, 10 cái Huy Nguyệt gia tộc dòng chính, cũng đã lặng ngắt như tờ. Huy Nguyệt Kiếp che ngực cùng bụng huyết, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Hắn ngốc trệ mà mờ mịt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời, không còn gì để nói. Đến mức những người khác, sắc mặt thì càng thú vị. Lớn nhất thú vị đương nhiên là Huy Dạ Âm. Nàng mới vừa rồi còn gọi đến kịch liệt, hiện tại cắn môi, trừng to mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng thậm chí xoa nhẹ nhiều lần ánh mắt, đều phát hiện, người này, cũng là một tháng trước, đánh bại chính mình cái vị kia. Bà ba, 17 tuổi, hắn mới 17 tuổi. Mấy cái nữ quyến, lúc này thời điểm hàm răng đều đang phát run. Hắn vậy mà có thể đánh bại Huy Nguyệt Kiếp, thế này thì quá mức rồi. Theo Lý Thiên Mệnh thức thần uy lực bày ra bắt đầu, bọn họ liền đã có chút hít thở không thông. Trên thực tế chứng minh, Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng Đại Lục sáng tạo kỳ tích, đi tới nơi này Nguyệt Chi thần cảnh, vẫn có thể đánh phá bọn họ tam quan. Như thế một đám Huy Nguyệt gia tộc dòng chính, cùng Nguyệt Hà bà cùng một chỗ, trầm mặc quá lâu quá lâu. Huy Nguyệt Kiếp đồng dạng, hỏng mất rất lâu. Hắn là muốn, để, Lý Thiên Mệnh, một năm sau, may mắn thắng chính mình a. Kết quả, để. Cái này khiến Huy Nguyệt Kiếp, hoàn toàn thành một chuyện cười. Hắn có tư cách gì, để, Lý Thiên Mệnh đánh bại hắn. Nói trắng ra là, Lý Thiên Mệnh căn bản cũng không biết, cái này tôm tép nhãi nhép tâm lý phức tạp như vậy. Đế quân kiếm ngục đã gieo xuống, đối phương sinh tử, đều tại hắn trưởng khống bên trong. Đông Hoàng Kiếm đã về đến tay. Hắn thật không muốn, lưu tại cái chỗ chết tiệt này. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đối Nguyệt bờ sông bà nói. Bà, xin thứ lỗi, ta chỉ là muốn cầm lại chính mình Đông Hoàng Kiếm, ta đối Huy Nguyệt gia tộc trung thành tuyệt đối, ta tin tưởng ta hôm nay, đã dùng thực lực của mình, đạt được Huy Nguyệt Kiếp tôn trọng, hy vọng hắn về sau sẽ không lại tìm ta phiền phức. Có lẽ cùng ta hắn ở giữa, chỉ là có chút, hiểu lầm, để trong lòng ta phẫn uất. Hôm nay đột phá, nhịn không được động thủ. Nhưng mời bà tin tưởng, ta không sẽ bởi vì chuyện này, cùng các vị trưởng bối sinh ra khúc mắc. Bây giờ cái kia vạn ác sát thủ còn tại tác nghiệt, tâm sự của ta cũng kết, mời các vị nhanh điểm rời đi, miễn cho bị sát thủ phát hiện. Hắn lời nói này, có thể nói là phi thường vừa vặn. Dạng này thiên tư, hắn tin tưởng Huy Nguyệt gia tộc, không lại bởi vì hắn, nhẹ nhàng, trả thù Huy Nguyệt Kiếp, thì lấy mạng của hắn. Đến mức cái này trả thù, là nhẹ là trọng, sau này hãy nói. Để Khương Phi Linh khó chịu một tháng, liền đâm một kiếm có thể nguôi giận. Cái kia làm sao có thể? Để Lý Thiên Mệnh dạng này mở miệng trước, Nguyệt Hà bà có thể nói hết sức khó xử. Nàng hỏi, thì đâu? Nàng trốn trước, Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Hà bà muốn tìm Huy Dạ Thi, thì là muốn cho hỏi nàng, nàng đến cùng có thể hay không lưu lại Lý Thiên Mệnh. Bất quá bây giờ. Cục thế hỗn loạn, Huy Nguyệt thành đại họa, nàng cũng không cách nào quản, chỉ có thể nói. Việc này ngày mai lại nói, ngươi tranh thủ thời gian đi trước thi bên kia,
cùng nàng cùng một chỗ trốn tránh, sáng mai, ngươi tìm đến ta. Đúng, bà. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra. Nàng cái này là nghĩ, triệt để buộc lại chính mình. Dù sao, 17 tuổi đánh bại Đạp Thiên tầng thứ 3 Huy Dạ Âm, là một loại khái niệm. Đánh bại Đạp Thiên tầng thứ 5 Nguyệt Chi Thần Cảnh trước 3 ngày mới Huy Nguyệt Kiếp, đó là một loại khác khái niệm. Muốn không phải hôm nay đại loạn, việc này lập tức sẽ oanh động toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh, đạt thành bọn họ ông cháu ba người, muốn cái kia hiệu quả. Kỳ thật, Huy Nguyệt Kiếp chờ không phải liền là một ngày này sao? Khác nhau chỉ là, thời gian trước thời hạn. Mà lại, hắn là thật bị đánh tan. Ngay tại Lý Thiên Mệnh, chuẩn bị rời đi thời điểm. Huy Nguyệt Kiếp cái kia thảm liệt ánh mắt, đột nhiên ngưng thực, lộ ra 10 phần bi thương. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ở tạm, ta còn không có thua, chạy đâu? Hắn nhấc lên Minh Nguyệt yêu đao, trực tiếp bạo khởi, hóa thành huyết ảnh, trùng sát mà đến. Một đao bổ về phía Lý Thiên Mệnh. Bị thương thế ảnh hưởng, hắn một đao kia sơ hở trăm chỗ. Rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Lúc này thời điểm đánh lén, nhân phẩm thực sự quá kém. Lý Thiên Mệnh đều đã cùng Nguyệt Hà bà nói tốt, kết quả đối phương bỗng nhiên đến như vậy vừa ra. Tại cái này khẩn cấp phía dưới, hắn đột nhiên quay người, trong tay một đôi Đông Hoàng kiếm đột nhiên giết ra. Một kiếm bổ ra Minh Nguyệt yêu đao, mặt khác một kiếm đâm về Huy Nguyệt Kiếp. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn đem đối phương bức lui. Bất quá, có thể là hắn xuất thủ quá hung mãnh, lại hoặc là Huy Nguyệt Kiếp thua về sau, khó chịu phía dưới đã mất đi lý trí. Lúc này thời điểm, hắn vậy mà dùng đầu, tới đón Lý Thiên Mệnh một kiếm này. Lý Thiên Mệnh thu kiếm không kịp, Đông Hoàng kiếm mũi kiếm, đâm vào hắn một kiếp vòng phía trên. Đinh! Kiếp vòng nổ tung! Huyết nhục tung bay! Một kiếp vòng sụp đổ, trực tiếp nổ rớt không ít huyết nhục. Cái này khiến Huy Nguyệt Kiếp thê thảm ngã trên mặt đất, quả thực vô cùng thê thảm. Hắn kêu thảm một tiếng, kêu khóc ra tiếng âm tới. Cái gì? Sự biến hóa này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lý Thiên Mệnh vội vàng lui lại mấy bước. Nhìn đến Huy Nguyệt Kiếp cái này thảm trạng, hắn vội vàng hướng Nguyệt Hà bà nói, bà, ta không phải cố ý. Hắn thực sự có chút mộng. Bởi vì, hắn chỉ là bình thường phản kích, không nghĩ tới sẽ tạo thành hiệu quả như vậy. Kiếp vòng bị hủy diệt một cái này Huy Nguyệt Kiếp thiên phú tầng thứ, liền muốn hạ xuống đến Huy Dạ Âm trình độ. Cái này đối với hắn mà nói, chính là đả kích chí mạng. Ca, Huy Dạ Âm không rõ chân tướng, trực tiếp hét thảm một tiếng, tròn mắt tận nứt. Giết hắn, nàng giận dữ hét. Đã từng hâm mộ huynh trưởng, hiện tại co quắp mà ngã trên mặt đất, máu và nước mắt rơi xuống đất. Còn có thảm hại hơn sự tình sao? Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Mặc cho hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ đến cái này Nguyệt Chi Thần Cảnh phía trên, có một cái để Huy Nguyệt Kiếp hoảng sợ hy hoàng. Hắn vốn là dự định muốn đi, không nghĩ tới xuất hiện loại ý này bên ngoài. Cái này hỗn loạn phía dưới, hắn còn có rất nhiều mê hoặc. Đừng đi, những người khác xông tới. Thật tốt cục diện, bởi vì kiếp vòng phá nát, biến đến rất khó đối phó. May mắn những người này không tính quá mạnh, Nguyệt Hà bà cũng suy yếu rất nhiều. Lý Thiên Mệnh tâm lý vội vàng đang muốn chạy trốn đi kế sách. Đừng làm rộn, đều là mệnh a. Nguyệt Hà bà thê thảm nói. Bà, đừng nói nữa, cái này là chính hắn tạo nghiệt, thua thì thua, làm gì lại đánh lén, rơi mất chúng ta Huy Nguyệt gia tộc thể diện, ai? Nguyệt Hà bà nước mắt tuôn đầy mặt nói. Nãi, ngươi tại sao như vậy? Hắn nhưng là ngươi cháu trai ruột, ca ca thảm như vậy, ngươi còn giúp trợ ngoại nhân nói, ngươi. Huy Dạ Âm khí tuyệt. Thì phải làm thế nào đây đâu? Việc đã đến nước này, giết hắn sao? Nguyệt Hà bà nói. Qua. Huy Dạ Âm khóc giống. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh thiên phú, nghiền ép Huy Nguyệt Kiếp. Làm Huy Nguyệt Kiếp phá kiếp vòng về sau, điều này sẽ đưa đến, Huy Nguyệt gia tộc, có thể sẽ càng coi trọng Lý Thiên Mệnh. Đây hết thảy, đều là theo ngày nào đó, Huy Nguyệt Kiếp để cho nàng khi dễ Huy Dạ Thi bắt đầu. Gia tộc đại loạn, sát thủ đồ sát, phụ thân còn tại tử chiến, thân huynh trưởng lại bị hủy một kiếp vòng. Mấu chốt là, nãi còn tại che chở Lý Thiên Mệnh, Huy Dạ Âm quả thực khó chịu muốn chết. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh một mặt vô tội. Xin lỗi. Việc này có chút đột nhiên, Lý Thiên Mệnh trong miệng đang nói xin lỗi, tâm lý cũng rất mê hoặc. Chỉ là, thiếu khuyết đối hy hoàng hiểu rõ, hắn không có khả năng nghĩ đến thông chuyện này.
Người đi trước đi, Nguyệt Hà bà nói. Cảm ơn bà. Lão nhân này, thật bởi vì thiên phú của mình, hồi tâm chuyển ý, quyết định trèo chống chính mình. Vẫn là nàng thật cho rằng, đánh lén đáng xấu hổ. Những thứ này đều không trọng yếu. Nàng đều để cho mình đi, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này trầm tư suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh đương nhiên lập tức rời đi. Hắn đi về sau, Nguyệt Hà bà lập tức đối người bên cạnh nói, tìm người, cho ta giám thị hắn. Lập tức phong bế Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, đổi thành bình chướng trạng thái, không phải chân chính Nguyệt thần tộc, người nào đều không thể đi ra ngoài. Vâng. Phân phó song song về sau, Nguyệt Hà bà đối với những khác người nói, các người đi trước, ta lưng Tôn Nhi ta rời đi. Mọi người bi thương bên trong, nghe theo nàng phân phó. Trước kia Huy Dạ Âm không nguyện ý đi, nhưng cũng để cho Nguyệt Hà bà quát lớn rời đi. Cho đến lúc này, tại Nguyệt Hà bà vô cùng đau lòng trong ánh mắt, Huy Nguyệt Kiếp mới lật người tới. Hắn máu me đầy mặt nước mắt, trên mặt rất khó coi, thế mà hắn lại giang hai cánh tay, nhìn qua thương thiên, khanh khách nở nụ cười. Nãi nãi, ta rất thảm, đúng không? Hắn có chút điên nói. Nguyệt Hà bà ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc dài của hắn. Thế nhưng là, cái kia vây khốn ta cả đời ác mộng, từ giờ trở đi, rốt cục tỉnh. Chúc mừng ngươi. Nguyệt Hà bà thở dài một tiếng, nước mắt trượt xuống. Huy Nguyệt gia tộc, Nguyệt Thần Điện. Đã từng như thánh địa một dạng Nguyệt Thần Điện, bây giờ lại là một vùng phế tích. Trướng khí mù mịt, thây ngã khắp nơi trên đất. Huy Nguyệt gia tộc, triệt để ngã xuống phế tích bên trong. Trên chiến trường những thi thể này, rất nhiều đều là thất diệu thiên trở lên cường giả. Bây giờ bọn họ lại trừng to mắt, nguyên một đám đã mất đi âm thanh, chết không nhắm mắt. Phanh phanh phanh, thanh âm điếc tai nhức óc, theo phá nát nguyệt ở giữa thần điện truyền đến. Tại cái kia phế tích bên trong, một cái toàn thân bao phủ tại trong sương mù trắng thon dài nam tử, hắn vươn như bạch ngọc ngón tay, gắt gao kềm ở một cái chòm râu trung niên cổ. Cái kia chòm râu trung niên toàn thân đều là vết máu, một thân chiến giáp đã phá nát. Bộ mặt của hắn đã vặn vẹo. Một cánh tay bị xé đứt, kiếp vòng toàn bộ hủy diệt, cơ bản đã sắp chết trạng thái. Hắn là Huy Nguyệt Thành thành chủ, Huy Nguyệt phân tộc tộc vương, Huy Nguyệt thiên ngự. Hắn là Huy Nguyệt Thành vạn dân trụ cột. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ có một ngày như vậy. Chỉ có hắn thủ hạ bộ hạ thi thể, chứng kiến tình cảnh này. Không sai, vây công, sát thủ, người, đến thời khắc này đến, ngoại trừ Huy Nguyệt thiên ngự bên ngoài, đã chết sạch. Cái kia người áo bào trắng trên thân cũng tràn đầy vết máu. Nhưng là rất rõ ràng, cái kia đều không phải là máu của hắn. Ngay tại vừa mới, cái kia người áo bào trắng kềm ở Huy Nguyệt Thiên Ngự cổ, đem hắn xách trong tay, sau đó như lạnh lùng máy móc một dạng, liên tục 10 quyền, cứ như vậy thẳng tắp đánh vào Huy Nguyệt Thiên Ngự trên thân. Cái này bàng bạc quyền lực, đem Huy Nguyệt Thiên Ngự ngũ tạng lục phủ, xương sống, bao quát trái tim ở bên trong, toàn bộ đánh rách tả tơi thành mảnh vỡ. Vô số thiên tinh luân tan rã, lực lượng tiêu tán. Cứ như vậy, Huy Nguyệt Thiên Ngự trên cơ bản tương đương chết rồi, thì một hơi treo. Cho đến lúc này, tử chiến thật lâu người áo bào trắng, mới hô vừa mở khí, hắn đại khái là hơi mệt chút, nói. Nguyệt thần thiên thành hoàng tộc, trợ giúp thực sự quá chậm, bái bọn họ ban tặng, hôm nay, ta giết sướng rồi. Ây! Huy Nguyệt Thiên Ngự sắc mặt trắng bệch, khóe miệng giữ lấy máu đen. Ánh mắt của hắn tán loạn, tay lại tại làm cố gắng cuối cùng, giãy giụa lấy muốn nâng lên, kéo ra người áo bào trắng trên mặt mê vụ, đi thấy rõ ràng hắn là ai. Ngươi là quỷ thần. Đây là Huy Nguyệt Thiên Ngự trong chiến đấu, lấy được đáp án. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn không có cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Để ngươi đoán đúng rồi. Người áo bào trắng nói xong câu này, trên mặt hắn mê vụ dần dần tiêu tán, một cái như là bạch ngọc đầu. Xuất hiện tại Huy Nguyệt Thiên Ngự trước mắt. Hắn tái nhợt ánh mắt lạnh lùng như vậy. Chỉ thấy hắn một tay bóp lấy Huy Nguyệt Thiên Ngự, một tay sờ lấy tóc của hắn, ôn nhu cười nói. Đời sau, đừng làm Nguyệt thần tộc. Ta muốn biết vì cái gì. Huy Nguyệt Thiên Ngự giãy giụa lấy thanh âm khàn khàn nói. Ngươi sẽ không tin, người áo bào trắng nói. Ta tin, toàn bộ Nguyệt chi thần cảnh, chỉ có chúng ta Hy Hoàng có thể chế trụ ngươi, ngươi nói cái gì. Ta đều tin. Huy Nguyệt Thiên Ngự ánh mắt đỏ thẫm, nước mắt chảy ngang. Thật sao, người áo bào trắng vươn tay, lau đi hắn khóe mắt nước mắt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói,
là theo 9 tầng trong địa ngục đi ra, các ngươi người, giết thê tử của ta cùng huynh đệ, vừa vặn, cùng 200.000 năm phong cấm mối thù, cùng tính một lượt. Ta lần này trở về, thì là muốn cho các ngươi Nguyệt thần tộc diệt tộc. Thì theo Huy Nguyệt Thành bắt đầu. Hiển hách, Huy Nguyệt Thiên Ngự trầm trọng hô hấp lấy. Hắn trừng to mắt, lấy ánh mắt sợ hãi nhìn lấy người áo bào trắng, bờ môi đều đang phát run. Nói thật, nếu như không là đối phương tự mình nói ra miệng, mặc cho ai nói cho hắn biết, loại cường giả cấp bậc này, đến từ một cái bị phong cấm 200.000 năm 9 tầng địa ngục, hắn đều sẽ không tin. Ngươi sẽ bị, trật tự chi địa, diệt. Huy Nguyệt Thiên Ngự run rẩy nói. Vậy cũng không nhất định, cầm các ngươi Nguyệt Tinh Nguyên, khởi động lại chúng ta 9 tầng địa ngục, chúng ta liền đi vô tự thế giới, dù là đi không có cuối thế giới lang thang, đều so không có nhà vườn súc sinh, muốn hạnh phúc nhiều, không phải sao. Bồ Đề nói xong câu này, nhẹ nhàng buông tay. Lạch cạch, Huy Nguyệt Thiên Ngự ngửa nằm trên mặt đất. Ánh mắt của hắn bắt đầu tán loạn. Cái kia mơ hồ trong tầm mắt, cái kia đầu chọc nam tử, ở trên cao nhìn xuống, lấy thương xót ánh mắt nhìn lấy hắn. Hắn giết rất nhiều người, hắn rất thống khổ, giống như là hắn tại phổ độ chúng sinh. Chết! Huy Nguyệt Thiên Ngự hô lên một chữ cuối cùng, trước mắt lại triệt để đen. Hắn ra sức giơ lên tay, mềm mại rơi xuống. Hắn chết! Hoàng tộc đến! Huy Dạ Âm bọn họ mới ra gia tộc, bất ngờ liền thấy trên trời có một đám siêu cấp cường giả buông xuống. Bọn họ tiến vào Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, sau đó lập tức tiến về Nguyệt Thần Điện. Về sau, Nguyệt Thần Điện phương hướng, có một đạo bạch quang đi nhanh. Cái kia mấy chục cái hoàng tộc, trực tiếp đuổi theo. Không biết nữ hoàng bệ hạ đã tới chưa? Huy Dạ Âm hưng phấn nói. Giống như đến, ta nhìn thấy bóng người của nàng. Trong mắt mọi người, lập lòe lên hy vọng ánh dạng đông. Sát thủ kia chạy, bệ hạ nhất định sẽ tru sát hắn, chúng ta không dùng né. Mau đi xem một chút, có bao nhiêu người thụ thương a? Đúng, cha ta. Huy Dạ Âm bọn họ 10 phần khẩn trương, vội vàng trở về chạy, còn đụng phải Nguyệt Hà bà cùng Huy Nguyệt Kiếp. Ca, ngươi thấy được sao? Bệ bỏ vào, Huy Dạ Âm hưng phấn nói. Thấy được, Huy Nguyệt Kiếp ánh mắt tán loạn, thanh âm khàn khàn nói. Sát thủ đã chạy, bệ hạ đang đuổi giết, chúng ta Huy Nguyệt Thành không sao, nhanh cùng cha đoàn tụ đi, ta sợ hắn thụ thương. Huy Dạ Âm nói. Trở về xem một chút. Nguyệt Hà bà tâm lý lo lắng. Có nàng mở miệng, tăng thêm sát thủ kia rõ ràng đi, bọn họ mới dám can đảm trở về. Lúc này thời điểm, tôn này Thiên Huy Nguyệt kết giới truyền đến động tĩnh khổng lồ, thanh âm đến từ phương Bắc. Điều này nói rõ, sát thủ kia rất có thể tại hoàng tộc truy sát dưới, muốn từ phương Bắc lao ra. Chỗ đó khoảng cách Nguyệt Thần Điện rất xa, Nguyệt Hà bà bọn họ thì càng yên tâm hơn, vội vàng trở về Nguyệt Thần Điện vị trí. Đi tới nơi này phụ cận về sau, không ít trở về người. Trực tiếp mất tiếng. Dọc theo con đường này, quá nhiều thi thể, đều là trưởng phu của bọn hắn, trưởng bối. Là bọn họ bình thường ngưỡng mộ người. Cha ta đâu, hắn cùng hoàng tộc cùng một chỗ truy đi ra sao? Huy Dạ Âm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quá nhiều thi thể, để cho nàng tâm hoảng ý loạn, nội tâm phanh phanh đang nhảy, liền đi bộ cũng không quá lưu loát. Ca, ngươi lo lắng cha sao? Huy Dạ Âm lại hỏi. Hắn là thập đạo thiên cảnh giới. Nguyệt thần tộc bài danh 10 vị trí đầu, hắn xuất lĩnh nhiều người như vậy vây công, phải trả ra chuyện, vậy đối phương cũng quá nghịch thiên. Huy Nguyệt Kiếp hữu khí vô lực nói. Hy hoàng tới, hắn muốn bắt đầu biểu diễn. Hiện tại, hắn là một cái ủ rũ người. Coi như thế, hắn đối phụ thân, vẫn tràn đầy tự tin. Chỉ là, ánh mắt của hắn, bỗng nhiên quét đến Nguyệt ở giữa thần điện. Một cái thân ảnh quen thuộc, an tĩnh nằm ở chỗ đó. Huy Nguyệt Kiếp hít một hơi lãnh khí. Hắn thì cùng như bị điên, hướng về bên kia phóng đi, sau cùng trượt chân, trực tiếp lăn ra ngoài. Làm hắn lại lần nữa lúc bò dậy, đã 100% xác định, cỗ thi thể kia, cũng là phụ thân hắn. Cha! Huy Dạ Âm gào lên thê thảm, ghé vào Huy Nguyệt Thiên Ngự trên thân, khóc đến phát run. Ây! Huy Nguyệt Kiếp quỳ trên mặt đất. Hắn cảm thấy, hắn giải thoát rồi. Thế mà! Hắn cùng Nguyệt thần tộc ác mộng, giống như vừa mới bắt đầu. Phốc, khí huyết công tâm, một ngụm máu đen phun ra, rơi vào trên bàn tay của chính mình. Toàn bộ Huy Nguyệt Thành, tựa hồ cũng tại vì một trận chiến này người chết mà khóc thảm. Hầm cầu, địa cung. Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại cửa, trực tiếp gõ cửa.
Sau đó không lâu, Khương Phi Linh cùng Huy Dạ Thi cùng đi mở cửa. Linh Nhi, đi. Lý Thiên Mệnh kéo một phát tay của nàng, đem Khương Phi Linh kéo ra ngoài. Làm xong, Đông Hoàng kiếm, Khương Phi Linh có chút mộng. Đúng. Nghe được một chữ này, nàng triệt để yên tâm, liền nhanh chóng đến Lý Thiên Mệnh bên người. Này này, ta đây. Huy Dạ Thi ủy khuất nói. Coi như biết rõ, bọn họ muốn rời đi, Huy Dạ Thi vẫn không nỡ. Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, nếu như Nguyệt Hà bà hỏi tới, ngươi liền nói, ta đến Huy Nguyệt Thành, làm tiểu thiếp của ngươi, chính là vì tại Nguyệt Thần Điện tu luyện, ta không thích ngươi, hiện tại Nguyệt Thần Điện không có, ta cũng đắc tội Huy Nguyệt kiếp, cho nên ta không muốn tại Huy Nguyệt gia tộc ngây người, liền đem ngươi đá. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi thậm chí có thể nói, Linh Nhi mới là ta chân ái, ta chính là lợi dụng ngươi lại vứt bỏ ngươi. Qua, không muốn đi. Dạng này ta rất mất mặt a, hoàn toàn mất mặt. Huy Dạ Thi quyết miệng nói. Mệnh quan trọng, vẫn là mặt mũi quan trọng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là mạng nhỏ. Huy Dạ Thi nói. Thi Thi, lần này ngươi giúp ta đại ân, hữu duyên giang hồ gặp lại, ta sẽ báo đáp ngươi. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Báo đáp thì miễn đi, cái kia nguyền rủa. Huy Dạ Thi nắm bắt phái nói. Hiện tại chỉ nàng biết Lý Thiên Mệnh chân thực lai lịch. Vạn nhất không có linh tâm chú trói buộc, nàng muốn là công bố quỷ thần sự kiện chân tướng, Viêm Hoàng đại lục sẽ rất phiền phức. Đây là ức vạn tính mạng con người vấn đề. Lần sau, tin tưởng ta, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hừ, hẹp hòi đi a, số phôi đản, ta chúc các ngươi hai cái sớm ngày chia tay. Huy Dạ Thi cả giận nói. Lý Thiên Mệnh cười. Gặp lại, Thi Thi. Khương Phi Linh đối nàng vẫy tay từ biệt. Mau mau cút. Ta ngửi đủ các ngươi mùi hôi ái tình vị đạo, tuyệt đối đừng về tới tìm ta. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh sau cùng nhìn nàng một cái, sau đó nắm Khương Phi Linh tay, biến mất tại góc đường. Ca ca, kỳ thật, Linh Tâm Chú, ta đã giải khai. Khương Phi Linh nhẹ nói. Ta biết, nhưng lại không thể để cho nàng biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bọn họ ngược lại là tâm hữu linh tê. Đối Huy Dạ Thi, bọn họ âm thầm giải khai chú ngữ. Tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế mà, nhân tộc vận mệnh không phải nói đùa, tại không đến lúc đó máy trước, không thể để cho Huy Dạ Thi biết, trên người nàng không có trói buộc. Đi chưa được hai bước, Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Miêu miêu đâu? Còn ở cung điện dưới lòng đất bên trong ngủ. Khương Phi Linh mơ hồ nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi trở về. Vừa vào địa cung, Huy Dạ Thi ngay tại hướng trên đầu mình. Lau một đống xanh mơn mởn, sinh sôi linh túy. A, à, nàng bị giật nảy mình, đem cả cái đầu đều cho lau tái rồi. Qua, ta không sống được, phụng trộm lau cái nón xanh, các ngươi còn muốn chuyên trở về chê cười ta. Huy Dạ Thi hỏng mất. Mặn mặn sinh sôi linh túy, lung tung hướng trong miệng rót. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thiên Mệnh đến nơi hẻo lánh, đem nằm ngáy o o miêu miêu vớt lên, chớp mắt rời đi. Miêu miêu bị ném vào cộng sinh không gian. Nó duỗi lưng một cái, chờ mình, tiếp tục nằm ngáy o o. Mèo đệ, tỉnh, ngươi chứng không có. Huỳnh Hỏa tiến đến nó bên tai, như tên trộm mà nói. Mèo zzzz. Miêu miêu phấn sắc trong lỗ mũi thổi lên một cái ngâm một chút, tiếp tục giấc ngủ dài. Mèo ca, ngươi chứng hết rồi. Lam Hoàng hai cái to lớn đầu, tiến đến nó bên tai, nổi giận gầm lên một tiếng. Qua a chà chà miêu miêu ngày thương thiên làm khắp nơi mắng sát phách dựa vào cái quỷ gì a ta mèo cái đi. Miêu miêu kinh hồn nhảy lên, một trận kêu rên. Duỗi tay lần mò. May mắn, trứng vẫn còn ở đó. Lý Thiên Mệnh sau khi đi. Nơi xa một bóng người, trong gió lấp lóe đi theo. Huy Nguyệt Thành rất hỗn loạn. Ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hắn cũng không có tới gần. Nhưng, hắn không biết. Lý Thiên Mệnh sớm liền phát hiện hắn. Huy Nguyệt gia tộc, Nguyệt Thần Điện. Thê thảm không khí, bao phủ toàn trường. Chiến đấu kết thúc, chiến trường một mảnh hỗn độn. Rất nhiều vừa rồi trốn đi Huy Nguyệt gia tộc người, bây giờ vây quanh nơi này thi thể, thất thanh khóc giống. Bọn họ tộc vương, Huy Nguyệt Thiên Ngự, bên người, vây quanh nhiều nhất người. Trưởng bối của hắn, thê thiếp, con nối dõi, sắc mặt đau thương, khóc thành một đoàn. Quỳ ở chung quanh. Còn có mấy tuổi hài tử. Huy Nguyệt gia tộc, vốn tại Bát Nguyệt Thiên Thành, bài danh cuối cùng. Lần này bị tàn sát, bị trọng thương, càng là họa vô đơn chí.
liền trụ cột cũng không có, trước kia kiêu ngạo, lần này, bị triệt để đánh nát. Cho nên, coi như, giải thoát rồi, Huy Nguyệt kiếp, lại nghênh đón lớn nhất thống khổ. Hắn quỳ gối trước mặt phụ thân, nhìn lấy hắn chết không nhắm mắt hai mắt. Hắn vô pháp tưởng tượng, vị này hắn chỗ kính trọng người, trước khi chết đến cùng đã trải qua hạng gì nội tâm tra tấn. Huy Nguyệt kiếp bả vai run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Đúng vào lúc này, có người hô. Bệ hạ giá lâm. Bốn chữ này, cho dù là tại loại này bi ai không khí dưới, đều bị Huy Nguyệt kiếp run lên một cái. Hắn liền vội vàng chuyển người đến, hướng về thanh âm nơi phát ra địa phương quỳ xuống. Tất cả Huy Nguyệt gia tộc tộc nhân, đều cùng hắn cùng một chỗ, nghênh đón bọn họ nữ hoàng đến. Miễn đi. Một cái lười biếng, mềm mại, lại dẫn quyền uy thanh âm, tuy nhiên không lớn, lại tại mỗi người trong tai vang lên. Huy Nguyệt kiếp khẽ run, chậm chạp ngẩng đầu. Ngày hôm đó một bên, tại mấy chục cái đứng đầu cường giả chen chúc phía dưới, một cái vùi ở hoa trong kiệu nữ nhân, xuất hiện tại hắn trước mắt. Bốn cái nhấc kiệu thiếu niên, đều tuổi trẻ mà tuấn mỹ, mỗi một cái đều là như Huy Nguyệt kiếp một dạng nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bọn họ thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, trong mắt có thần. Dạng này thiên chi kiêu tử, bây giờ lại là cái kia trong kiệu nữ tử lá xanh. Kiệu hoa phía trên, chuông gió trong gió ngâm khẽ. Theo nhấc kiệu động tác, tư thế đến xem, bốn người thiếu niên này thuần thục mà chuyên nghiệp, rõ ràng thời gian rất dài ra. Làm kiệu hoa rơi trên mặt đất thời điểm, cái kia vạn chúng chú mục nữ tử, rốt cục duỗi ra lưng mỏi, đứng lên. Bên trong một cái thiếu niên, thuần thục ngồi xổm ở kiệu hoa trước đó, để nữ tử dẫm lên phần lưng của hắn, từ phía trên xinh đẹp đi xuống. Khi nàng kéo ra màn rèm một khắc này, dường như toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh quang mang, đều rơi trên thân nàng. Đây là một cái cực cao nữ tử, tối thiểu có 1m8 trở lên. Nàng người mặc vô cùng khinh bạc lam quần dài trắng, váy xẻ tà phi thường cao, cái kia váy chập chờn thời điểm, thon dài mà tròn trịa chân dài như ẩn như hiện. Một đôi hoàn mỹ chân ngọc lại không có giày, dẫm tại cái này phế tích bên trên, liền có một loại liên hoa ra nước bùn cảm giác. Lại hướng lên nhìn, liền có thể nhìn đến cái kia trắng như tuyết trong ngón tay, nắm bắt một thanh vũ phiến. Ngón tay của nàng dài nhỏ mà yêu nhiêu, giữ lấy rất dài móng tay, phía trên xăm lên hoa anh đào đồ án, cũng là cái này phế tích bên trong điểm sáng. Nàng trên thân cũng hết sức mát mẻ, liếc một chút nhìn sang, dường như đầy mắt đều là ngọn núi, quần áo vẻn vẹn chặn không đến 1/3 mà thôi. Đây là Huy Nguyệt kiếp gặp qua sâu nhất hạp gốc. Thế mà, hắn một hơi thời gian, cũng không dám nhìn nhiều. Mỗi người, đều biết nàng yêu nhiêu, khuynh thành. Biết nàng có nhất làm cho người khí huyết mênh mông tư thái, thế nhưng có lẽ đều là độc dược. Nhìn nhiều, đó là muốn mất đầu. Dạng này nữ tử hoàn mỹ, mặt của nàng, nhất định điên đảo chúng sinh a. Thế nhưng là mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy, cái kia một đầu trắng như tuyết đến eo tóc dài, lại không nhìn thấy mặt của nàng. Bởi vì trên mặt của nàng, mang theo một cái, bạch miêu mặt nạ. Cái này khiến nàng xem ra thần bí, cô lạnh mà giảo hoạt. Không ai có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Có lẽ có người sẽ hỏi, nàng đã đeo 300 năm mặt nạ, nàng có lẽ là cái người quái dị sao? Đáp án dĩ nhiên không phải. Chí ít nàng 200 tuổi trước, hắn khuynh thành chi dung diện mạo, đều là Nguyệt Chi thần cảnh, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tại khí huyết tràn đầy và khuôn mặt đẹp dụ hoặc trước mặt, tuổi tác lớn nhỏ căn bản không có ý nghĩa. Có người 50 tóc trắng, có người 500 chính thanh xuân. Khi nàng xuất hiện ở nơi này thời điểm, không dùng bất luận kẻ nào giới thiệu, bất kể là ai gặp, đều sẽ minh bạch, nàng là cái này cái tinh thần thế giới người thống trị. Tất cả mọi người quỳ nàng dưới làn váy, phủ phục tại cái kia một đôi tinh xảo chân ngọc trước, hèn mọn đến sắp đem đầu, cho vùi vào trong đất bùn. Hành lễ về sau, chàng diện một lần tĩnh mịch. Mọi người nửa cúi đầu, nghe một trận hương hoa giống như mùi thơm cơ thể, từ xa mà đến gần. Mọi người đều biết. Bọn họ nữ hoàng, đã đứng ở Huy Nguyệt kiếp trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua Huy Nguyệt thiên ngự thi thể, quan sát một chút hắn thương thế, sau đó quay người nói. Hung thủ bị thương rời đi, cũng không có đền tội, bất quá, chấm, sẽ cho Huy Nguyệt gia tộc, một cái công đạo. Ngô hoàng vạn tuế. Mọi người khẽ kêu. Nói cách khác, bọn họ đuổi theo, thậm chí đã thương hung thủ, nhưng vẫn là để hắn chạy. Mà lại, hẳn còn chưa biết thân phận của hắn. Nhưng nữ hoàng mở miệng, sẽ bị Huy Nguyệt gia tộc một cái công đạo, tại chỗ đại đa số người đều yên tâm. Bao quát Huy Nguyệt kiếp,
ngẩng đầu lên. Một tiếng lười biếng như mèo thanh âm, tại Huy Nguyệt Kiếp bên tai vang lên. Huy Nguyệt Kiếp vừa thấp đầu, chỉ có thể lại nâng lên. Hắn hiện tại mặt, có thể nói 10 phần hỏng bét. Phía trên tràn đầy vết máu, một kiếp vòng biến mất, hết sức rõ ràng. Phát sinh cái gì rồi? Thi Hoàng khẽ khom người, vươn tay, nắm bắt Huy Nguyệt Kiếp cái cằm, ôn nhu hỏi. Từ góc độ này, càng có thể nhìn đến, thân thể của nàng đoạn tỷ lệ, quả thực như giống như ma quỷ. Những cái kia tự nguyện tiến nàng thâm cung nam nhân, ai không muốn âu yếm đâu. Dù cho dưới tình huống như vậy, Huy Nguyệt Kiếp đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Ta, thua, Huy Nguyệt Kiếp thống khổ nói. Ồ, miêu tả một chút, Thi Hoàng nói. Mặt của nàng ngăn cách mặt nạ, Huy Nguyệt Kiếp cảm giác mình tựa như là, đang cùng một cái vũ mị bạch miêu đang nói chuyện. Thanh âm hắn khàn khàn, đem chính mình cùng Lý Thiên Mệnh xung đột nói một lần. Trong thanh âm, tràn đầy không cam lòng cùng bi thương. Hắn rất khẩn trương, bởi vì hắn không xác định, phải chăng có thể vượt qua kiểm tra. Thi Hoàng giống như là một cái lắng nghe người, kiên nhẫn nghe xong. 17 tuổi, bản nguyên thú tộc, còn có thức thần, đạp thiên cấp 1, đem ngươi đánh bại, còn phế bỏ ngươi một kiếp vòng. Thi Hoàng nhẹ giọng thuật lại một lần. Dưới mặt nạ, không có người biết nét mặt của nàng, đây mới là đáng sợ nhất. Ta, để bệ hạ thất vọng, ta không có thủ trụ bản tâm. Huy Nguyệt Kiếp nói, biết rõ hổ thẹn sau dũng, về sau Huy Nguyệt gia tộc trọng kiến sứ mệnh, áp ở trên thân thể ngươi. Thi Hoàng nói, tuân mệnh. Huy Nguyệt Kiếp, thống khổ, gật đầu. Nhưng hắn biết, hắn thành công, giải thoát rồi. Trọng kiến Huy Nguyệt gia tộc, đương nhiên không cần đi nàng Hy Hoàng cung. Cái này Lý Thiên Mệnh, hắn ở đâu đâu? Thi Hoàng hỏi thăm mọi người. Nguyệt Hà bà cảm khái, quả nhiên không hổ là Hy Hoàng, không có chút nào che giấu, chính mình đối tuổi trẻ thiên tài yêu thích. Thì một hồi này, liền đem Huy Nguyệt Kiếp, cấp quên mất đến ngoài 9 tầng mây. Bẩm bệ hạ. Hắn tại Huy Nguyệt Thành bên trong, ta có sắp xếp tộc nhân theo dõi hắn, đang chuẩn bị đem này thiên tài, hiến cho Hy Hoàng bệ hạ đây. Nguyệt Hà bà nói. Mang tới, Hy Hoàng nói. Tuân mệnh, lão nô lập tức đi an bài. Nguyệt Hà bà vội vàng nói. Hết thảy đều dựa theo Huy Nguyệt Kiếp nghĩ như vậy phát triển. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, sau lưng đã một thân mồ hôi lạnh. Nguyệt Hà bà đã đi mang Lý Thiên Mệnh. Tràng diện giống như lại tĩnh mịch. Thi Hoàng không nói chuyện, những người khác cũng không dám nói. Chỉ thấy ánh mắt của nàng, lần nữa rơi vào Huy Nguyệt Kiếp trên thân. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, mềm mại đáng yêu thanh âm, theo trong mặt nạ truyền ra. Lần sau không dùng tự cho là thông minh, ta có tốt hơn bảo bối, chướng mắt ngươi. Một câu nói kia, tựa như là 10.000 thanh kiếm, cắm vào Huy Nguyệt Kiếp trên thân. Hắn sắc mặt tái nhợt, vội vàng đầu dạp xuống đất quỳ xuống, toàn thân phát run. Nước mắt nước mũi chảy ngang. Bệ hạ, ta sai rồi, tha mạng. Hắn một đôi tay, nắm thật chặt trên đất khô cằn, thanh âm khàn khàn nói. A, Thi Hoàng cười khẽ một tiếng, quay người rời đi. Huy Nguyệt Kiếp chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia lau nhà váy, biến mất tại chính mình tầm nhìn bên trong. Hắn cô dám lại ngẩng đầu, trong lòng của hắn biết, hôm nay chính mình chỗ lấy nhặt về một cái mạng, là bởi vì Huy Nguyệt gia tộc, đã chết quá nhiều người. Hắn, may mắn còn sống. Hắn hiểu hơn một cái đạo lý. Cùng nữ nhân này đùa bỡn tâm kế. Đơn thuần, muốn chết. Một phút trước, Huy Nguyệt Thành hỗn loạn, ầm ĩ trên đường phố, Lý Thiên Mệnh lôi kéo Khương Phi Linh tay, hai người chạy nhanh, hướng về phương Nam mà đi. Trong cuồng phong, Khương Phi Linh sợi tóc bay múa, nàng một đôi mắt đẹp thời khắc đều tại nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Không biết khi nào, nàng yêu mến dạng này dắt tay chạy. Tựa hồ theo Chu Tước Quốc đi ra bắt đầu từ ngày đó, Lý Thiên Mệnh cứ như vậy nắm nàng, bước lên hành trình. Bàn tay của hắn rất dùng lực, để Khương Phi Linh có vô cùng thỏa mãn cảm giác an toàn. Nàng biết, hắn mãi mãi cũng sẽ không buông ra chính mình. Dạng này một khắc, nàng cảm thấy đây là nhân sinh ảnh thu nhỏ, hết thảy đều rất tốt đẹp. Không được hoàn mỹ chính là, có người đang giám thị bọn họ. Ca ca, cái kia Huy Nguyệt Hải, còn theo chúng ta sao? Khương Phi Linh nhíu mày hỏi. Huy Nguyệt Hải, chính là Huy Nguyệt Độ đường đệ, Huy Nguyệt Dục phụ thân. Chút thời gian trước, còn cầm qua Huy Dạ thi quyền giám hộ. Đúng, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn như vậy lấy, ngươi còn nắm ta, hắn sẽ hoài nghi chúng ta quan hệ a.
Khương Phi Linh hỏi. Sẽ, rất rõ ràng chúng ta là người yêu, để hắn cho rằng như vậy, đối Thi Thi sẽ tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì đây? Chúng ta bây giờ là phản bội chạy trốn người, Thi Thi tốt nhất đừng cùng chúng ta dính líu quan hệ, cách chúng ta càng xa càng an toàn, liền để nàng làm một cái bị trêu đùa, bị ném bỏ, bị lợi dụng nhân vật, nàng lộ ra càng ngu xuẩn, thì càng an toàn. Lý Thiên Mệnh quyết tâm rời đi nơi này, nguyên nhân có mấy cái. Đệ nhất, Nguyệt Thần Điện hủy, đối với hắn tác dụng có hạn. Thứ hai, hắn hai đại mục tiêu, Đạp Thiên Chi Cảnh cùng Thức Thần, đều đã hoàn thành. Thứ ba, Huy Nguyệt gia tộc người, đối với hắn cũng không tốt. Hiện tại Huy Nguyệt kiếp kiếp vòng, đều bị chính mình phá, rất rõ ràng, hắn tại Huy Nguyệt Thành, không có tương lai. Mặc dù nói rời đi Huy Nguyệt Thành, lại muốn một lần nữa tìm ra đường, nhưng bây giờ hắn phá kiếp, đối Nguyệt Thần Điện loại này tư nguyên ỉ lại, thấp xuống rất nhiều. Ăn nhờ ở đậu, sinh tử khó liệu. Quả quyết rời đi, có lẽ mới có sinh lộ. Huy Nguyệt kiếp kiếp vòng chuyện này, tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng càng làm cho hắn có cảm giác nguy cơ. Hắn không cảm thấy mình đây coi là qua sông đoạn cầu. Hắn thành tựu Đạp Thiên cùng khai mở Thức Thần, Huy Nguyệt gia tộc cũng không có cái gì tổn thất. Ngược lại, Khương Phi Linh bị Nguyệt Hồn Huyết Long cầm tù, lại không người vì đó chủ trì công đạo sự kiện này, để Lý Thiên Mệnh đối Huy Nguyệt gia tộc, triệt để thất vọng. Loại địa phương này, tại có tư bản về sau, thật không cần thiết ở lại. Mà lại, Nguyệt Hà bà lập tức liền để Huy Nguyệt Hải đến giám thị chính mình, điều này nói rõ cái gì? Căn bản không có nhân tình. Nếu như mình đào tẩu, Huy Nguyệt Hải đối với mình hạ sát thủ, Lý Thiên Mệnh cũng không ngoài ý liệu. Không ngoài dự liệu, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới đã đóng lại. Lý Thiên Mệnh nghe được, tại cùng hắn ngược lại phương Bắc, vừa rồi sát thủ chính đang tấn công kết giới, tựa hồ phế đi công phu rất lớn, mới liền xông ra ngoài. Loại này thủ hộ kết giới, trên cơ bản đều có thể theo, bình chướng, trạng thái cùng, thủ hộ, trạng thái ở giữa chuyển biến. Thủ hộ trạng thái, cũng là uy lực toàn bộ khai hỏa, để mà tác chiến. Bình chướng trạng thái, chủ yếu là phong cấm. So như bây giờ, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, cũng là bình chướng trạng thái. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, khẳng định là bình chướng trạng thái, so thủ hộ trạng thái dễ đối phó. Huy Nguyệt gia tộc coi là đem kết giới phong bế, ta liền không khả năng rời đi Huy Nguyệt Thành, hơn nữa còn để Huy Nguyệt Hải giám thị, ta xác thực thành bọn họ cá trong chậu. Thế mà, Lý Thiên Mệnh là trộm thiên nhất tộc. Hắn cuối cùng đã tới Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới biên giới. Bây giờ trong thành đại loạn, căn bản không có người để ý hắn. Lý Thiên Mệnh lôi kéo Khương Phi Linh, lập tức đem tay trái hắc ám tí đặt ở Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới phía trên. Đây là thần cấp kết giới, cường độ cùng Thiên Nguyên Chấn Ngục kết giới tương đương, nhưng Lý Thiên Mệnh so lúc ấy còn mạnh hơn nhiều. Đủ rồi. Đúng vào lúc này, Huy Nguyệt Hải theo phía sau bọn họ, chắp tay sau lưng xuất hiện. Hắn sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lẽo xem kỹ Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Các ngươi tại cái này làm cái gì? Đây là muốn phá hư chúng ta Huy Nguyệt Thành thủ hộ kết giới a? Huy Nguyệt Hải lạnh giọng cười khẩy nói. Đó cũng không phải, ta chiêm ngưỡng một chút kết giới này phong thái. Lý Thiên Mệnh quay người, khẽ cười nói. Được rồi, người hết thảy, ở trước mặt ta bại lộ đến không sai biệt lắm, cùng ta trở về, bị phạt đi. Huy Nguyệt Hải không nhịn được nói. Lần trước Huy Dạ Thi sự tình, để Lý Thiên Mệnh phá hư, hắn nhi tử Huy Nguyệt Dục còn bị đánh bại, hắn đã rất phiền Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh đánh bại Huy Nguyệt kiếp, đồng thời hủy đi hắn một kiếp vòng sự tình, Huy Nguyệt Hải biết. Trong lòng của hắn đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ là, hắn không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì, hắn cửu thị Lý Thiên Mệnh. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh tiếp tục trì hoãn thời gian hỏi. Còn giả ngu đâu, ngươi hai người này, tướng mạo một chút liên hệ đều không có, còn tỷ tỷ đệ đệ. Ta xem các ngươi mới là chân tình lữ a, còn muốn lừa gạt Thi Thi đâu? Ngươi lừa gạt Thi Thi cảm tình, không phải là vì tại chúng ta Huy Nguyệt gia tộc tu luyện sao? Hiện tại đắc tội tộc phương một nhà, liền muốn chạy. Vạn vạn không nghĩ đến a, trước kia kết giới chỉ có thể ra không thể vào, hiện tại triệt để phong bế, các ngươi không ra được. Huy Nguyệt Hải âm u nói. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng hắn loại ý nghĩ này. Dù sao, Huy Dạ Thi giúp đỡ rất nhiều, hắn cũng không thể hố người ta. Ngươi nói bậy. Lý Thiên Mệnh làm bộ phẫn nộ nói. Có phải hay không nói bậy, trở về đối chất liền biết, ta theo dõi các ngươi,
thì muốn nhìn các ngươi một chút muốn dở trò quỷ gì, nguyên lai là nghĩ ra thành. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, còn dám phế kiếp một kiếp vòng, ngươi cho dù có thông thiên thiên tư, không cho chúng ta Huy Nguyệt gia tộc sử dụng, đều là một đầu xúc vật. Nói xong, hắn trực tiếp thân thủ, hướng về Lý Thiên Mệnh bắt mà đến. Huy Nguyệt Hải thực lực, phải cùng Liễu Y Chiếu, Vũ Sinh La tương đương, đều là đạp thiên chi cảnh cấp 6, lục hợp thiên, cảnh giới. Cảnh giới này, đã thuộc về Nguyệt Chi Thần cảnh tinh anh tầng thứ. Dù là hắn thiên phú không bằng Huy Nguyệt Kiếp, hơn 200 tuổi kinh nghiệm cùng tạo hóa tại thân, vừa ra tay, rõ ràng so Huy Nguyệt Kiếp còn cường đại hơn một mảng lớn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nguy hiểm. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Thiên Mệnh xé mở Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, mang theo Khương Phi Linh Lâm vào trong đó. Huỳnh Hỏa thậm chí xuất hiện tại hắn trong ngực, một miệng lục đạo hỏa liên phun ra ngoài, che đậy Huy Nguyệt Hải ánh mắt. Làm sao có thể? Huy Nguyệt Hải ngây người. Một cái 17 tuổi người trẻ tuổi, phá giải Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, chạy ra ngoài. Tại Tôn Thiên Huy Nguyệt trong kết giới bên ngoài đều phong bế tình huống dưới, chỉ có bọn họ Nguyệt thần tộc bản tộc, trên trán có Nguyệt Nha đồ án, mới có thể ra đi. Huy Nguyệt Hải tuy nhiên ngốc trệ, nhưng hắn vẫn là lập tức kịp phản ứng. Tuyệt đối không thể để cho người này, rời đi Huy Nguyệt Thành. Nghĩ tới đây, hắn xông vào biển lửa. Làm hắn tiếp xúc đến kết giới bình chướng thời điểm, trên trán Nguyệt Nha đồ án lập lòe quang mang, tự động mở đường. Hô hô hô! Huy Nguyệt Hải miệng đắng lưỡi khô, nộ khí lăn lộn, đuổi theo. Một sát thủ, tùy ý đồ sát, trêu đùa chúng ta Huy Nguyệt gia tộc. Hiện tại, thì cái này một đứa bé, còn dám tại trên đầu chúng ta đi ị. Hắn nhưng không biết Nguyệt Hà bà bọn họ nội tình cùng kế hoạch, hắn chỉ biết là Huy Nguyệt Kiếp bị trọng thương, bị phá một kiếp vòng, tiền đồ bị hủy diệt một nửa. Giờ khắc này, sát tâm điên cuồng sinh sôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, làm Lý Thiên Mệnh triệt để rời đi kết giới thời điểm, một đầu toàn thân lôi đỉnh quấn quanh màu đen cự thú, hình dáng như sư hổ báo hợp thể, xuất hiện tại Huy Nguyệt Hải trước mắt. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, ngồi lên Miêu Miêu đế ma hỗn độn thân thể. Sau đó, mau chóng đuổi theo. Nắm giữ, bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, về sau, Miêu Miêu thần thông cùng tốc độ, vốn là nghịch thiên. Lúc này thời điểm càng bị vô hạn phóng đại. Cái kia kiếp vòng văn tự dung hội tại lôi đình về sau, trong lúc nhất thời như thiểm điện phong bạo, tốc độ nhanh đến nổ tung. Tại đi qua sung túc giấc ngủ về sau, Miêu Miêu tích xúc vô số lôi đình, lúc này thời điểm phóng xuất ra, tại thiểm điện lôi bạo bên trong, một cái chớp mắt mấy ngàn thước. Quá nhanh, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không chịu nổi. Hắn cùng Khương Phi Linh ngồi tại Miêu Miêu trên thân, Khương Phi Linh ở phía trước, hắn ở phía sau. Hắn một cái tay bắt lấy Miêu Miêu lông tóc, một tay nắm ở Khương Phi Linh eo nhỏ, mới miễn cưỡng bảo trì, hai người có thể cố định tại cái này tuyệt thế nhanh mèo trên thân. Tại bản mèo tốc độ xuống run rẩy đi, các phàm nhân. Miêu Miêu dương mi thổ khí, càng lúc càng nhanh. Nó trên thân Khương Phi Linh, đều sắp bị vãi ra. Rơi vào đường cùng, Lý Thiên Mệnh đưa bàn tay đi lên rời, một thanh đè lại. Ở ngực dị dạng, Khương Phi Linh sửng sốt một chút. Nàng cúi đầu xem xét, kiều nhan soát một chút thì đỏ lên. Ca ca, người, làm gì a? Đây là tại đào mệnh a? Bình tĩnh, cầm bóng đột phá, càng vững vàng. Lý Thiên Mệnh khí định thần nhàn nói. Lôi đình cộng sinh thú, tốc độ thật nhanh. Huy Nguyệt Hải mới từ kết giới đuổi theo ra đến. Liền thấy Miêu Miêu dẫn động ngàn vạn màu đen lôi đỉnh phi nước đại. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn âm lãnh cười một tiếng. Có điều, gãi đúng chỗ ngứa. Trên cánh chay kiếp vòng, đột nhiên bắn ra một đạo tử sắc lôi quang, lấy tốc độ khủng khiếp đuổi kịp Miêu Miêu bên người màu đen lôi đỉnh, dung hội trong đó, chớp mắt biến mất, dung hội vô hình. Dường như không có xuất hiện qua một dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, Miêu Miêu liền đã biến mất tại Huy Nguyệt Hải trước mắt. Ngươi lại làm sao biết, ta là Nguyệt Chi Thần cảnh tốt nhất lôi đỉnh kẻ theo dõi. Ngươi, chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Sau 3 canh giờ, Miêu Miêu một trận này phi nước đại, vượt qua vô số cương vực. Nguyệt Chi Thần cảnh vốn là không lớn. Thì trong khoảng thời gian này đào mệnh, Lý Thiên Mệnh tối thiểu lượn quanh Nguyệt Chi Thần cảnh, vòng vo nửa vòng. Tuy nhiên đã sớm đem Huy Nguyệt Hải cho quăng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là lý do an toàn, rời xa Huy Nguyệt Thành. Thậm chí rời xa Bát Nguyệt Thiên Thành, đến Nguyệt Chi Thần cảnh tới gần Viêm Hoàng Đại Lục cái này một mặt. Cái này một mặt phía trên người ở thưa thớt rất nhiều. Đương nhiên,
nơi này Nguyệt Tinh Nguyên cũng không tính toán nồng đậm. Ngay cả như vậy, vậy cũng so Viêm Hoàng Đại Lục, tốt hơn trăm lần. Làm Lý Thiên Mệnh nói một cái, ngừng, chữ thời điểm, Miêu Miêu đột nhiên giải trừ đế ma hỗn độn trạng thái, hóa thành một cái mềm mại tiểu mèo đen, bị Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh khống chế lấy, tại một mảnh trên đồng cỏ trượt. Lý Thiên Mệnh vội vàng lôi kéo Khương Phi Linh nhảy ra. Không phải là bởi vì sợ áp xấu Miêu Miêu, mà chính là gia hỏa này xương cốt quá cứng, cấn người. Miêu Miêu thật không hổ là toàn thế giới chìm vào giấc ngủ nhanh nhất tồn tại, nó theo phi nước đại trạng thái đến chổng vó, nằm trên đồng cỏ nằm ngáy o o, chỉ cần một cái hô hấp thời gian. Sau khi hạ xuống, Lý Thiên Mệnh thuận tay xốc lên nó một đôi chân sau, đem cái này tiểu mèo đen cho ném vào cộng sinh không gian, động tác thuần thục vô cùng. Linh Nhi, ta còn có 6 cái thức thần, không có bổ sung đầy đủ Nguyệt Tinh Nguyên, ta trước tìm chút thời giờ bổ sung, sau đó chúng ta cùng một chỗ trở về Viêm Hoàng, dù sao thật lâu không có trở về, không biết bên kia tình huống như thế nào. Đồng thời cũng coi như tránh né một chút Nguyệt Chi thần cảnh phong ba. Lý Thiên Mệnh tâm lý đã sớm, cho con đường sau đó sắp xếp xong xuôi. Cái kia về sau đâu? Khương Phi Linh hỏi. Ta hiện tại đại khái giống như ngươi. Ta cảm giác không dùng Nguyệt Thần Điện Thiên Hồn, ta cũng có thể tìm tới Đạp Thiên Chi cảnh con đường, đến đón lấy cảnh giới trưởng thành, bởi vì tại phá kiếp sau bạo phát kỳ, ta nhìn ra áp lực không là rất lớn, chỉ là Viêm Hoàng không có Nguyệt Tinh Nguyên, Tinh Luân Nguyên lực lượng không đủ, nếu là cảnh giới có đột phá, chúng ta mới trở về bên này hấp thu, hiện tại cũng đến Đạp Thiên Chi cảnh, vừa đi vừa về thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần không bị bắt được liền tốt, đến tiếp sau lại nhìn Nguyệt Chi thần cảnh tình huống, nếu như chúng ta có thể tự vệ ở lại chỗ này nữa tìm cơ hội cứu Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại thức thần khai mở, Đạp Thiên đã thành, cứu Dạ Lăng Phong thành hắn mục tiêu lớn nhất. Như vậy, Hy Hoàng cửa này, nhất định phải qua. Bồ Đề tồn tại, Viêm Hoàng nhân tộc cùng quỷ thần tranh chấp, cũng sẽ không kết thúc. Lý Thiên Mệnh đồng dạng cần lực lượng mạnh hơn, mới có thể tại cái này hai đại cường giả quyết đấu trong khe hẹp, vì chính mình vì nhân tộc, cầu được quyền lợi sinh tồn. Rời đi quá lâu, hắn đến đi về trước Viêm Hoàng, xác nhận một chút Thiên Mệnh Hoàng triều vận chuyển. Ân, ta nghe ngươi. Hắn vừa chạy ra Huy Nguyệt gia tộc, cần tránh né một chút danh tiếng. Tại trở về trước đó, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cần phải nhanh đem còn lại 6 thanh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lấy Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, bổ sung đến Đạp Thiên đệ nhất giai trình độ. Quá trình này, đại khái hao phí 2 cái canh giờ. Màn đêm buông xuống thời điểm, Lý Thiên Mệnh 10 cái kiếp vòng bên trong. 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm, đều đã phát triển đến 20 mét. Chỉ là đông nam tây bắc tứ phương thần kiếm, tại không có Miêu Miêu tình huống dưới, đều có thể trợ giúp ta đánh bại Huy Nguyệt kiếp, nếu là có thể 10 kiếm đều xuất hiện, ta lá bài tẩy này, sẽ mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên. Nhưng không có cách, 10 cái kiếp vòng chuyện rất quan trọng, hắn không thể sử dụng. Hắn cảm giác tối thiểu nhất, cái này thập phương kỷ nguyên thần kiếm tổ hợp lại, hẳn là có thể. Cùng cảnh giới huỳnh hỏa bọn họ 4 cái chung vào một chỗ quyết đấu. Theo chiến đấu lực góc độ phía trên nhìn, trên cơ bản tương đương hắn cộng sinh thú số lượng đạt đến 8 đầu trở lên. Dạng này đối phó 6-7 cái thức thần đối thủ, cũng hoàn toàn không thiệt thòi. Mà lại, người, kiếm, thú tổ hợp, càng thăng bằng, càng bổ sung. 1 thêm 4 thêm 10 hiệu quả, lại so với trong tưởng tượng cao. Mà lại, ngoại trừ tứ phương thần kiếm bên ngoài, trật tự hoàng kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm, Chúng Sinh Nhân Quả kiếm, Vãng Sinh Luân Hồi kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm cùng Vô Lượng Giới Vương kiếm thuộc tính, mỗi người không giống nhau, tổ hợp lại, càng có thể phong phú chiêu kiếm của ta. Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, muốn trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Ở nơi đó có thể không chút kiêng kỵ diễn luyện, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, căn bản không cần lo lắng khiến người ta trông thấy. Đi, Linh Nhi, ca ca mang ngươi về nhà, lần trước ngươi dẫn ta phía trên Nguyệt Chi thần cảnh. Lần này ca ca cõng ngươi trở về. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Không dùng, chính ta có thể đi xuống, hừ. Khương Phi Linh hướng về phía hắn phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Nàng mới không muốn lại để cho Lý Thiên Mệnh kiếm cớ chiếm tiện nghi đây. Trong khoảng thời gian này cùng Huy Dạ Thi mỗi ngày lăn lộn cùng một chỗ, nàng ngược lại là hoạt bát rất nhiều. Ai, ngươi lại đang chất vấn ta thuần khiết, Lý Thiên Mệnh đau lòng nhức óc. Không biết xấu hổ. Tiên tiên linh thể chạy như bay tại Khương Phi Linh bên người, phe phẩy nó hoa tươi cánh nhỏ. Nó đều nhìn không được. Lý Thiên Mệnh cho Khương Phi Linh nhìn qua Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, kết quả nàng và tiên tiên một dạng,
đều là không hiểu ra sao. Xuất phát, hắn vừa hô một tiếng. Đột nhiên ở giữa, gặp nguy hiểm buông xuống. Hắn ở lại đây mới, chính là một mảnh trống trải đồng bằng, liếc một chút liền có thể nhìn đến cuối cùng. Như gặp nguy hiểm buông xuống, liền sẽ có đầy đủ phản ứng thời gian. Đây chính là Lý Thiên Mệnh lựa chọn, ở chỗ này làm sao cùng bổ sung nguyên nhân. Tại cái này chính muốn rời đi thời điểm, hắn bất ngờ nhìn đến đường chân trời cuối cùng, một cái tử sắc lôi đỉnh quấn quanh nam tử, chính hướng về hắn chạy nhanh đến. Lại là Huy Nguyệt Hải. Ca ca, đi nhanh đi, Khương Phi Linh thúc giục nói. Không thể đi, Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Chúng ta lại quăng rơi hắn, sau đó lại rời đi Nguyệt Chi Thần Cảnh không được sao? Vấn đề là, lần trước chúng ta đã vứt bỏ hắn, hắn trừ phi có đặc biệt truy tung chi pháp, nếu không không có khả năng lại tìm đến chúng ta. Coi như lại quăng một lần, hắn có khả năng đuổi tới Viêm Hoàng Đại Lục đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia sẽ phiền toái hơn. Việc cấp bách, nhất định muốn moi ra, truy tung của đối phương thủ đoạn, càng phải xác nhận loại thủ đoạn này, phải chăng có thể cùng người khác cùng hưởng. Nếu không phiền phức lớn rồi, chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị đuổi kịp. Tại bọn họ cấp tốc đối thoại thời điểm, Huy Nguyệt Hải đã vượt qua mấy vạn mét, tại tử sắc lôi đình bôn tẩu bên trong, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Làm sao không trốn đây? Tiếp tục a. Huy Nguyệt Hải rơi vào trước mắt hắn. Hắn một đôi tròng mắt bên trong tử điện phun trào, sát khí kinh người. Ngươi đã có thể khóa chặt ta, trốn chỗ nào đều vô dụng. Không nghĩ tới, ngươi lại có thủ đoạn như thế, ta nhận thua. Lý Thiên Mệnh nói. Cho vật đã, chơi đùa ngươi loại này tiểu hài tử, ngược lại là còn có thể. Huy Nguyệt Hải nói. Làm cho ta thua được rõ ràng điểm A. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lời nói khách sáo đâu, nói cho ngươi lại có làm sao. Thức thần đối lôi đình truy tung mà thôi. Ta tại ngươi cộng sinh thú lôi đình bên trong, dung nhập ta thức thần côn lôi ma tiêu ký. Huy Nguyệt Hải không có chút nào sợ Lý Thiên Mệnh biết. Đây chẳng phải là nói, ta trừ phi giết ngươi, nếu không không có khả năng thoát khỏi ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, Huy Nguyệt Hải bĩu môi cười một tiếng, nói, bằng không đâu. Ta sẽ bị ngươi lời nói khách sáo sao. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi biết nhận sợ, cũng đừng đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Cùng ta về Huy Nguyệt Thành, nói không chừng có thể theo nhẹ xử lý. Lý Thiên Mệnh làm ra hai điểm phán đoán. Điểm thứ nhất, Huy Nguyệt Hải không có cách nào cùng người khác cùng hưởng truy tung thủ đoạn. Dù sao, đây là hắn thức thần thủ đoạn. Điểm thứ hai, Huy Nguyệt Hải bất tử, hắn tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, không được an bình, càng không về được Viêm Hoàng. Còn có rất trọng yếu một chút. Cái kia chính là, nếu như mình lần này, tiếp tục chạy trốn. Huy Nguyệt Hải đang kéo dài đuổi không kịp tình huống của mình dưới, sẽ chỉ dẫn tới người mạnh hơn. Muốn là hắn có biện pháp, cùng hưởng cái này truy tung, cái kia Lý Thiên Mệnh liền không khả năng chạy thoát. Càng mấu chốt là, hiện tại Huy Nguyệt Hải đang ở trước mắt. Hắn căn bản không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội, lần nữa động thủ đến bắt. Một đôi cẩu nam nữ, ngay cả ta Huy Nguyệt gia tộc nữ hài cũng dám đùa nghịch, người cái này Lý Thiên Mệnh trước giữ lấy, thì cô gái này, ta trước thay thi thi làm thịt ngươi. Hắn chẳng những muốn đem Lý Thiên Mệnh cầm lấy về, còn muốn làm chàng giết Khương Phi Linh. Kỳ thật cái này rất bình thường, Huy Nguyệt Hải đánh đáy lòng thì xem thường bọn họ. Cái này cùng thiên tài hay không không quan hệ, cũng là hắn Nguyệt thần tộc thân phận kiêu ngạo. Như Lý Thiên Mệnh loại này lại kinh thiên, đắc tội bọn họ, thậm chí phế bỏ Huy Nguyệt kiếp kiếp vòng, Huy Nguyệt Hải đều sẽ coi hắn là nhà giàu mới nổi. Hắn tự xưng là thi thi người giám hộ, đương nhiên muốn cho Huy Dạ Thi lấy lại công đạo. Đến mức Lý Thiên Mệnh thành tài sau trả thù. Chí ít trước mắt xem ra, hắn cảm thấy Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, hắn cũng không phải Huy Nguyệt gia tộc tộc vương một mạch, hắn nhưng không biết hy hoàng những cái kia môn đạo. Huy Nguyệt Hải tự cao là trưởng bối, thực lực cường hãn, xuất thủ thời khắc, sấm sét vang dội. Hắn một tay đến bóp Lý Thiên Mệnh cổ, một tay hướng thẳng đến Khương Phi Linh đầu đập tới. Một cái bàn tay, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần chúng đích, cái kia chính là một cái não. Tương vỡ toang xuống chàng. Lý Thiên Mệnh thật sâu cau mày. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn làm ra phán đoán của mình. Cái kia chính là... giết hắn. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Trốn không thoát, càng trốn càng chết. Mặc kệ hắn có thể hay không, bởi vì vì thiên phú bị lưu lại, Khương Phi Linh tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Mà lại, một khi Nguyệt thần tộc cho rằng...
uy hiếp của hắn so thiên phú càng lớn, hắn nhất định mất mạng. Huy Nguyệt Hải cái này truy tung thủ đoạn, xác thực thuộc về ngoài ý muốn, không cách nào báo trước. Nhưng, nếu như hắn không phải phương diện này có năng lực, Nguyệt Hà bà sẽ để cho hắn giám thị Lý Thiên Mệnh. Đầu này tuyệt lộ, Khương Phi Linh nguy cơ sớm tối. May ra chung quanh nơi này căn bản không ai, để Lý Thiên Mệnh có nếm thử cơ hội. Hắn có thể bò cho tới hôm nay, không có lãng phí thiên phú, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì sát phạt quyết đoán. Sau đó, hắn lúc này phản kháng, lập tức động thủ. Đầu tiên bước đầu tiên, hắn liền đem Khương Phi Linh đẩy chắp sau lưng. Ngay sau đó tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Tại cánh đồng hoang vu này bên trong, tiên tiên cấp tốc cắm rễ, bao phủ toàn bộ chiến trường, vô số màu đen sợi rễ ở trong đất bùn lan tràn. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, toàn bộ xuất hiện. Miêu Miêu còn hỗn loạn, nghe nói có người muốn giết Khương Phi Linh, nó liền tên chữ đều là Khương Phi Linh lấy, đương nhiên giận tím mặt, lúc này thì cho thấy đế ma hỗn độn trạng thái, hóa thành lôi đình quấn quanh sư hổ báo cự thú, nhìn chòng chọc vào Huy Nguyệt Hải. Tại đối phương xông lên thời điểm, Miêu Miêu phun ra một đạo hỗn độn thiên kiếp. Cái kia thô to màu đen lôi đình, ẩn chứa kiếp phòng văn tự lực lượng, tại chỗ biểu bắn đi ra, chính diện đâm vào Huy Nguyệt Hải trên thân. Không biết trời cao đất rộng, còn dám động thủ với ta. Ta trải qua chiến đấu, so ngươi sống số trời đều nhiều. Huy Nguyệt Hải cậy già lên mặt, trực tiếp thì cười. Lần trước Lý Thiên Mệnh tại Nguyệt Thần Điện trước nhất chiến, để cha hắn tử huy phong mất hết, thành Lý Thiên Mệnh thanh danh vang dội bàn đạp, hắn một mực tức giận bất bình. Bây giờ gặp Lý Thiên Mệnh còn dám phản kháng, cái này tức giận trực tiếp dâng lên. Làm một cái trưởng bối, hắn cũng không sợ người chế giễu hắn dùng toàn lực. Hắn tự nhận là không so nắm giữ, Côn Hải Ma, Huy Nguyệt độ kém, chỉ là số tuổi tiểu thôi. Mà lại hắn thức thần, Côn Lôi Ma, lực sát thương càng mạnh. Làm Miêu Miêu hỗn độn thiên kiếp oanh tạc mà đến thời điểm, hắn ngũ đại thức thần Côn Lôi Ma, toàn bộ theo kiếp vòng chi bên trong lao ra tới. Đó là năm cái tử điện quấn quanh cự nhân, khôi ngô thô to, khoảng chừng hơn 200 mét cao. Cái này Côn Lôi Ma cùng Côn Hải Ma rất tương tự, nhưng xác thực càng thô bạo. Cánh tay càng thô to, mà lại hai tay của bọn nó, đều nắm roi dài một dạng tử sắc điện xà, khoảng chừng 400-500 mét dài. Cái này điện xà muốn là quất ở trên người, tuyệt đối nổ thi. Giống giống. Trong đó một đầu Côn Lôi Ma giống giận, đụng vào, sấm sét tử điện bạo phát. Thể tích của nó so Miêu Miêu lớn hơn nhiều. Chỉ là, làm nó lòng tin tràn đầy, muốn phun ra một miệng tử sắc lôi đình, đánh nát Miêu Miêu hỗn độn thiên kiếp thời điểm. Vạn vạn không nghĩ đến, bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo uy lực nổ tung, hình thành lôi đình nổ tung, trực tiếp nổ cái kia Côn Lôi Ma kêu thảm một tiếng. Thần thông uy lực đối thức thần ảnh hưởng to lớn. Cái này vừa thấy mặt, nó thì có một cánh tay, bị Miêu Miêu cho nổ thành phấn vụn. Đây là Huy Nguyệt Hải đại ý kết quả. Nhưng nói thật, cái này cũng chứng minh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cường hãn. Trước đây Huỳnh Hỏa, Lam Hoàng cùng tiên tiên mệnh kiếp thiên phú, tại đối phó thức thần thời điểm. Đều có chút không đúng miệng. Huỳnh Hỏa am hiểu xuyên thấu, tiên tiên sinh mệnh cướp bóc, đều đối thân thể máu thịt lực sát thương càng mạnh. Lam Hoàng đó là bị đánh kỹ năng, đối thủ là ai cũng không có khác nhau, dù sao đều không đánh nổi nó. Bây giờ Miêu Miêu bôn lôi kiếp vừa mở, cái kia uy lực, coi như Huy Nguyệt Hải là, lục hợp thiên, cao thủ, hắn đều phải ước lượng đo một cái. Có thể nói, Miêu Miêu thần thông đối thức thần lực sát thương, để Lý Thiên Mệnh rất kinh hỉ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có thuộc tính khắc chế quan hệ. Côn Lôi Ma cũng là lôi đình thuộc tính, mà Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, nó vốn chính là lôi đình tổ tiên. Hỗn Độn Lôi Đình, tự nhiên so cái kia tia chớp màu tím càng mạnh mẽ hơn. Đối phương duy nhất mạnh địa phương, chỉ là lục hợp thiên thức thần chi lực cùng tinh luân nguyên lực. Bắt đầu hữu hiệu, để Lý Thiên Mệnh lòng tin tăng nhiều. Hắn trước dẫn xuất tứ phương thần kiếm, trong lúc nhất thời, tại nó tứ đại cộng sinh thú. Theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Huy Nguyệt Hải thời điểm, Lý Thiên Mệnh tại ngay phía trước, tay cầm Đông Hoàng kiếm, dẫn động Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm cùng Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, cùng một chỗ chỉ hướng Huy Nguyệt Hải, bạo sát mà đi. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh đã trốn đến Tiên Tiên, Thánh Quang Thủy Tiên, Bông Hoa bên trong. Nơi này tính toán chỗ an toàn, Tiên Tiên sẽ bảo hộ nàng. Nhưng nàng lại không có nhàn rỗi. Nàng cảnh giới so Lý Thiên Mệnh còn cao một trọng, nàng cái kia hoa mỹ trên móng tay, năng lực vẫn còn ở đó.
Trong lúc nhất thời gian chàng 5 tháng gông xiềng, trực tiếp cắm ở Huy Nguyệt Hải trên thân. Càng mạnh mẽ hơn thiên giới vi thành, cũng bắt đầu ở Huy Nguyệt Hải bên người thành lập. Phối hợp tiên tiên thánh quang đằng mạn cùng màu đen sợi rễ, còn có đầy trời phệ huyết kiếm vũ, đối Huy Nguyệt Hải cùng hắn côn lôi ma, tạo thành to lớn uy hiếp. Khương Phi Linh tuy nhiên không thể phụ linh, nhưng là nàng có rất nhiều hoàn toàn mới thủ đoạn. Nói thật, có nàng tại chỗ thời điểm, đối Lý Thiên Mệnh chiến đấu tăng phúc, so có thể phụ linh thời điểm, không kém là bao nhiêu. Nhất là, nàng và tiên tiên cùng một chỗ, nhưng thật ra là song trọng khống chế. Loại này khống chế thủ đoạn, để Huy Nguyệt Hải tại ngay từ đầu thì vô cùng khó chịu. Hắn chỉ có một thân lực lượng, nhưng sâu hãm trong vũng bùn. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh hơn hắn, muốn không phải tự mình kinh lịch, hắn đều không thể tin được. Lại là một cái muốn linh nhi tánh mạng người. Người nói, vì sao trong lòng các ngươi cứ như vậy vặn vẹo đâu? Thiện lương như vậy xinh đẹp cô nương, đối nàng tốt một chút, không được sao? Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ ra vấn đề này. Trong mắt hắn, Khương Phi Linh cũng là hoàn mỹ. Nàng mỗi lần bị để mắt tới, trên cơ bản đều là bởi vì chính mình. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh tâm lý càng táo bạo. Đạp thiên chi cảnh, lục hợp thiên rất mạnh. Đây quả thật là không sai. Nhưng là, hắn hiện tại giận lên, chỉ có chết chiến một con đường, hắn sẽ chỉ so với ai khác đều hung mãnh. Lên! Tại Lý Thiên Mệnh nộ hống thanh âm, hắn cùng tứ đại cộng sinh thú đồng bộ vây giết. Quản ngươi có bao nhiêu thức thần, giết! Phốc phốc phốc! Tiên tiên màu đen sợi rễ theo trên mặt đất lao ra, hướng về đối phương tất cả côn lôi ma lan tràn. Trên trời lại có vô số thánh quang đằng mạn dây dưa. Loại này thánh quang đằng mạn uy lực, đồng dạng làm cho thức thần sinh ra cảm giác mệt mỏi cảm giác. Cùng lúc đó, phệ huyết kiếm vũ gào thét, tiếp tục rơi xuống, tại côn lôi ma bên cạnh nổ tung. Đến mức vĩnh dạ sắc phi thần thông, thích hợp với chiến trường, đối loại này cường độ cao thức thần, ảnh hưởng so sánh có hạn. Huy Nguyệt Hải bị 5 tháng gông xiềng khóa lại, thậm chí, Khương Phi Linh dùng tới toàn lực, tam sinh chi kính, đều tại thời gian chàng bên trong thành hình, càng hạn chế hắn phát huy. Huy Nguyệt Hải quất ra một thanh, cửu hoàn lôi long thương. Cái này một thanh như là lôi long trường thương, phía trên phủ lấy 9 cái vòng tròn, mỗi một cái vòng tròn đều lôi đình nổ tung. Nhìn uy lực, không so thiên tinh diệu long thần kích kém. Làm hắn 10 phần biệt khuất, lại lần nữa nộ hống thời điểm, Huỳnh Hỏa cùng Lý Thiên Mệnh một trước một sau, đều giết tới hắn phụ cận. Trên bầu trời, Miêu Miêu điên cuồng đi bộ, tránh né cái kia côn hải ma lôi đình roi dài. Hắn trên thân cửu trọng hỗn độn lôi giới, tích xúc vô số màu đen lôi đình. Cái kia ẩn chứa bôn lôi kiếp uy lực hỗn độn thiên kiếp, theo trên người của nó, tiếp tục oanh tạc. Cùng lúc đó, hồn thiên điện ngục cùng vạn cực điện võng cái này hai đại thần thông, một loại bao lấy một đầu côn lôi ma. Địa ngục truy hồn điện thần thông, thậm chí theo côn lôi ma, tuôn hướng Huy Nguyệt Hải. Cái kia côn lôi ma còn đang gào thét dẫy giụa. Nói thật, trọn vẹn ngũ trọng đạp thiên chi cảnh chênh lệch, muốn không phải, bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, miêu miêu thần thông, không đạt được khoa trương như vậy hiệu quả. Mèo ca thật là mạnh a. Lam Hoàng cái này nhiệt huyết thiếu niên, nhìn đến huyết mạch sôi sục. Nó người này so sánh thực sự, thủ đoạn cũng so sánh duy nhất, trực tiếp đội lên phía trước đi, một long chảo chụp về phía Huy Nguyệt Hải, lại hướng lên sông lên, tìm tới côn lôi ma. Mặc kệ trên người đối phương có bao nhiêu tia chớp lôi đình, trực tiếp một trận cắn là được rồi. Răng rồng, long chảo, trực tiếp đi lên bắt chuyện. Dù sao có tiên tiên thánh quang đằng mạn dây dưa, lại có miêu miêu thần thông loạn oanh loạn nổ yểm hộ, nó hậu cố vô ưu. Lại thêm ra thịt đủ cứng, trong thời gian ngắn, lục hợp thiên côn lôi ma, đối Lam Hoang tạo thành uy hiếp, còn không bằng huyết nguyệt thiên ma. Tổng hợp đến xem, Lý Thiên Mệnh tăng thêm Khương Phi Linh. Quang chính hắn thì có tứ đại cộng sinh thú, thủ đoạn nhiều lắm. Một trận này tổ hợp quyền đánh xuống, Huy Nguyệt Hải mặt mũi bầm dập, hoa mắt. Cái này có thể bắt hắn cho tức giận đến thổ huyết. Thổ huyết cũng vô dụng, Lý Thiên Mệnh cùng tứ phương thần kiếm cùng một chỗ, thi triển địa ngục luân hồi kiếm. Cơ hồ cùng đánh tan Huy Nguyệt kiếp thủ đoạn giống nhau, thế nhưng dài 20 mét 4 thanh kiếm, đều là hướng về Huy Nguyệt Hải đâm tới. Tại cái này trong hỗn loạn, còn có Huỳnh Hỏa cái này bựa. Khống chế lấy đông thần thái hạo kiếm lăn lộn ở trong đó, ngự kiếm bay gà. Đương 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 đương, âm thanh chói tai vang lên. Huy Nguyệt Hải tay cầm cửu hoàn lôi long thương, thi triển chiến quyết thiên khuyết cuồng lôi thương pháp.
cửu hoàn chấn động, lôi long diệu thế. Làm hắn lục hợp thiên thần uy tránh thức triển khai thời điểm, vẫn là tương đối hung mãnh. Cái kia nhanh đến cực hạn thương pháp, liên tục chấn khai lý thiên mệnh tứ phương thần kiếm, phá hắn địa ngục luân hồi kiếm, hơn nữa còn có thể sừng sững bất động. Từ một điểm này phía trên nhìn, Huy Nguyệt Hải xác thực thấy qua việc đời, gặp nguy không loạn, so Huy Nguyệt kiếp cường. Liên tục chấn khai lý thiên mệnh bốn cái thức thần, lại đối mặt lý thiên mệnh đông hoàng kiếm, hắn trường thương như lôi đỉnh xuyên qua mà ra, vỡ vụn lý thiên mệnh kiếm thế, đem bước lui. Thanh trường thương kia phía trên lôi đỉnh, thậm chí tuôn hướng lý thiên mệnh, ở tại trên thân gảy ra rất nhiều thương tổn, thế nhưng là rất nhanh liền bị thanh linh tháp chữa trị. Thì chút bản lãnh này, thì dám động thủ với ta. Huy Nguyệt Hải nhổ một ngụm nước bọt, xem thường cười lạnh. Sau một khắc, cười lạnh biến thành kêu thảm. Trong tiếng kêu thảm, một con chim nhỏ theo hắn dưới hông lướt qua, lẳng lơ một chém. Máu me khắp người. Không có ý tứ, ta không phải ghen ghét ngươi chứng lớn, chỉ là mình mẹ nói cho ta biết, giết người muốn trước chúng đích nhược điểm. Huỳnh Hỏa cười ha ha. Tại nó vũ trụ hỏa nhận phía dưới, dày nữa lôi đình hộ giáp, cũng đỡ không nổi kiếm của nó. Nó có thể trúng đích, chủ yếu hơn là bởi vì thân thể nó tiểu, hành tung phiêu hốt. Huy Nguyệt Hải chú ý lực toàn ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Làm Lý Thiên Mệnh hình thể nhỏ nhất cộng sinh thú, Huy Nguyệt Hải thậm chí đem nó quên mất. Một quên, vậy liền tao ương. Chỉ thấy cái này trung niên lão tặc, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Hai chân kẹp chặt, kêu thảm kinh thiên. Lý Thiên Mệnh, người hôm nay hẳn phải chết. Hẳn phải chết, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Hắn tức giận nổ tung. Đều tình huống này, còn có thể có cái gì lý trí? Loại sự tình này, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không có lý trí. Cứ như vậy, ngoại trừ phân ra sinh tử, cơ hồ không có đường lui. Lý Thiên Mệnh sẽ không trách Huỳnh Hỏa xuất thủ hung ác, đây là quyết định của hắn, nên hung ác. Tại cái này Huy Nguyệt Hải lúc bộc phát khắc. Hắn năm cái côn lôi ma bị áp chế tức giận hơn. Lúc này thời điểm, trực tiếp đồng thời thi triển thức thần đạo kiếp. Tử tiêu điện ngục. Phốc phốc phốc. Lấy năm cái côn hải ma vì năm cái cực điểm, năm cái lục hợp thiên thức thần chi lực toàn bộ bạo phát. Cuồng bạo sấm sét màu tím tạo thành to lớn tử sắc lôi trì, ầm vang nổ tung, đem tiên tiên thánh quang đằng mạn cùng màu đen sợi rễ nổ tung, càng đem Lam Hoang trấn hưng bay ra ngoài. Lam Hoang nện xuống đất. Dù là có Sơn Hải kiếp thủ hộ, nó lúc này thời điểm đều bị nổ ra không ít vết thương, máu me đầm đìa. Cũng liền Miêu Miêu ra hỏa này một đường đi bộ, tránh né đến nhanh chóng, côn lôi ma cơ hồ cũng đừng nghĩ đụng phải nó. Một chiêu này thức thần đạo kiếp thi triển, Huy Nguyệt Hải xem như triệt để quật khởi, vỡ vụn vừa rồi biệt khuất. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, lửa giận ngút trời, một đôi mắt cơ hồ rớt xuống. Chết, chết! Hắn cắn răng gào rít. Nắm chặt cửu hoàn lôi long thương, dẫn động ngũ đại côn lôi ma, hướng về Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến. Nguy cơ chí mạng, buông xuống. Quả nhiên, lục hợp thiên trưởng bối, vẫn là đủ mạnh. Hắn nếu không phải là bị Lý Thiên Mệnh đánh trước một bộ, tràn đầy khống chế tổ hợp quyền, Lý Thiên Mệnh rất khó ngăn chặn hắn. Chỉ là, liền xem như hiện tại, ngoại trừ liều mạng, không có lựa chọn nào khác. Ca ca, tại cái này nguy hiểm cho thời khắc. Truyền đến Khương Phi Linh thanh âm. Lý Thiên Mệnh cùng nàng tâm hữu linh tê, đương nhiên biết nàng ý tứ. Đúng lúc này khắc, nàng theo tiên tiên trên thân nhảy xuống, xông về Huy Nguyệt Hải. Tam sinh chi kính, thành hình. Ba cái gương, một cái tại đất phía trên, một cái ở trên trời, một cái ở trung ương. Đột nhiên lấy thời gian chi lực, khóa lại Huy Nguyệt Hải, lại lần nữa đem khống chế. Huy Nguyệt Hải phía trước hướng thời khắc, bị dạng này ngăn lại. Trực tiếp khí huyết quay cuồng. Giết! Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, tứ đại cộng sinh thú cơ hồ đồng bộ. Miêu Miêu thần thông lại lần nữa buông xuống, trước khóa kín năm đầu côn lôi ma, để tiên tiên cùng Lam Hoang có thể tiếp tục nhào lên. Trong đó Lam Hoang trực tiếp đem những thứ này côn lôi ma, cũng cắn vào trong nước, một trận cá sấu tử vong lăn lộn. Huỳnh Hỏa lại lần nữa xuất hiện. Phần thiên vũ linh lao vút, hướng về Huy Nguyệt Hải toàn thân xuyên thấu mà đi. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lý Thiên Mệnh quả quyết vô cùng. Tại cái này trong hỗn loạn, hắn giang hai cánh tay, thập đại kiếp vòng đồng thời chấn động. Làm hắn trong đôi mắt, lóng lánh đế hoàng giống như phát sáng thời khắc, còn lại sáu thanh kỷ nguyên thần kiếm, theo trong hai tay ngút trời mà ra. Trong lúc nhất thời,
10 thanh hoàn toàn khác biệt thức thần cự kiếm, buông xuống thiên địa. Tại cái này thập phương kỷ nguyên thần kiếm vây quanh phía dưới, Lý Thiên Mệnh như trong kiếm thần hoàng, ánh sáng buông xuống. 10 thanh kiếm. Huy Nguyệt Hải thấy cảnh này về sau, trực tiếp thét lên. Bất kỳ một cái nào mệnh kiếp nhất tộc, đều biết đây là cái gì ý nghĩa. Thất, có thể tại Nguyệt Chi thần cảnh làm đế hoàng. 8, là trật tự thiên tộc cực hạn. 9, đã để trật tự chi địa oanh động, vô số lão tổ tông rời núi, liền vì gặp cửu Nguyệt thần nữ, một mặt. 10, này lại là cái gì? Không thể không nói, tình cảnh này để Huy Nguyệt Hải, có trong nháy mắt tâm linh sụp đổ. Loại này sụp đổ, để hắn tại trong kinh ngạc, toàn thân không còn chút sức lực nào. Tư tưởng phía trên lâm vào trong tuyệt vọng. Một cái hắn xem thường người, thực sự 10 cái thức thần. Hoàn toàn không thể nào là ảo giác, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn đều không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh có 10 cái thức thần, vì cái gì bất hòa Lý Khinh Ngữ một dạng lập tức bại lộ, trực tiếp lên trời. Đừng nhúc nhích tay. Huy Nguyệt Hải trực tiếp đổi giọng, bối rối nói ra. Hắn nhưng lại không biết, làm hắn nhìn đến cái này 10 thanh kiếm thời khắc, Lý Thiên Mệnh đã cho hắn hạ tử hình. Nếu như Huy Nguyệt Hải giờ phút này không có như vậy rung động, nói thật, hắn đã phá vỡ Khương Phi Linh tam sinh chi kính. Thì chậm một bước, triệt để hoảng hốt. Lý Thiên Mệnh triệu hoán thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 10 thanh hoàn toàn khác biệt kiếm, tại thời khắc này hội tụ ở chung quanh. Làm Lý Thiên Mệnh ra tốc lấy Đông Hoàng kiếm đánh tới thời điểm, tất cả thức thần cự kiếm, đồng thời xuất thủ. Lần này, hiện lên tại Lý Thiên Mệnh trong kiếm thế, chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo, là lục đạo mạnh nhất một đạo. Đây là, Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm. Lục đạo sinh tử kiếm quyết chung kết một kiếm, tại thành thần về sau, nhẹ nhõm quán thông. Lục đạo kiếm thần suốt đời chi tinh hoa, tại vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp trước mặt, hoàn toàn không có khó khăn. Cái này Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm vừa ra, Lý Thiên Mệnh ánh sáng như thiên thần hàng lâm, bên người vô số thần linh vần quanh. Càng đáng sợ chính là, bên cạnh hắn 10 thanh kiếm, sử dụng chính là giống nhau kiếm quyết, mà lại càng lớn, phạm vi bao trùm rộng lớn hơn, hết nuốt trọn đối phương thức thần. Không có thập phương kỷ nguyên thần kiếm trước đó, Lý Thiên Mệnh kiếm chiêu, rất khó bao trùm lớn như vậy phạm vi, cho thức thần tạo thành thương tổn, chỉ có thể dựa vào huỳnh hỏa bọn họ. Mà bây giờ, chính nó một kiếm, đều có thể đem Huy Nguyệt Hải cùng Côn Lôi Ma hết nuốt trọn. Thiên Đạo Luân Hồi phía dưới, chân thần hàng lâm, một kiếm chu ma. Huy Nguyệt Hải, nhìn thứ không nên thấy, gặp lại. Lý Thiên Mệnh bạo hống một tiếng, cái kia đế hoàng thanh âm, tại Huy Nguyệt Hải bên tai oanh minh. Rầm rầm rầm, uy lực bạo phát. Làm thập phương kỷ nguyên thần kiếm thêm Đông Hoàng kiếm, giết tới trước mắt thời điểm, đờ đẫn Huy Nguyệt Hải rốt cục phá vỡ tam sinh chi kính, cầm lên cửu hoàn lôi long thương. Nhưng là, thật đã chậm. Nếu như không phải là bởi vì ngốc trệ, rung động, nếu như không phải 10 cái thức thần, siêu việt nhận biết, hắn không đến mức ngốc thành dạng này. Chiến đấu cùng chém giết, là hai việc khác nhau. Mạnh hơn người, bởi vì một số sơ sẩy, cũng có thể chết. Khác a, có thương lượng. Huy Nguyệt Hải tuyệt vọng hô một tiếng, chỉ có thể thi triển chiến quyết ngăn cản. Chỉ là lúc này thời điểm, hắn ngũ đại côn hải ma, đều ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không quản được phía trên hắn. Tại đờ đẫn thời khắc, huỳnh hỏa tối thiểu có 10 mấy mảnh vũ trụ hỏa nhẫn lông vũ, đã xuyên thủng thân thể của hắn. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh kiếm thế buông xuống. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lấy Thiên Đạo Luân Hồi chi lực, đem năm đầu bị áp chế Côn Lôi Ma tại chỗ xuyên thủng. Huỳnh hỏa phối hợp Lý Thiên Mệnh, phá Huy Nguyệt Hải trường thương. Chết! Làm huỳnh hỏa một kiếm quét ngang, chém xuống Huy Nguyệt Hải đầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng song kiếm, đem chặn ngang chặt đứt. Phốc phốc! Thi thể chia ra làm ba. Mặc kệ đạp thiên chi cảnh sinh mệnh lực mạnh hơn, cái này đều chết hết. Không! Cái kia rơi xuống thủ cấp, còn tại tuyệt vọng hô to. Im miệng! Huỳnh hỏa đi theo, một miệng luyện ngục hỏa phun lên. Thi thể đốt đi, lập tức đi. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết đoán. Giết người về sau, hắn một khắc đều không hưởng thụ cái này thành quả. Hôm nay chỉ là một lần trở về từ cõi chết. Hắn trực tiếp thu hồi thức thần, lấy trộm thiên chi nhãn xem xét chung quanh. Tạm thời nhìn ra, chung quanh hẳn là không người. Thập đại thức thần, không có bại lộ. Tại huỳnh hỏa đem gào thảm Huy Nguyệt Hải, triệt triệt để đốt thành cho bụi về sau, Lý Thiên Mệnh đem hắn vật lưu lại,
ném tới nơi xa, một cái đều không lấy đi. Hắn không xác định những vật này, phải chăng có truy tung thủ đoạn. Sau đó, hắn để Huỳnh Hỏa bọn họ, lập tức trở về cộng sinh không gian. Linh Nhi, đi. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay của nàng. Hai người bốn mắt đối lập. Lại một lần, chạy thoát. Lần này, chủ yếu vẫn là hai người bọn họ phối hợp, trước tiên đem Huy Nguyệt Hải đánh cho hồ đồ. Lại lấy ra thập đại thức thần, đem đối thủ hung hăng chấn nhiếp một thanh, thừa cơ chém giết. Thật luận thực lực, Lý Thiên Mệnh đơn thể quyết đấu Huy Nguyệt Hải, còn là rất khó. Nhiều lắm là bảo mệnh. Nếu chỉ có thể sử dụng tứ phương thần kiếm, cũng không cần muốn lục hợp thiên. Bất kể nói thế nào, đạp thiên, thức thần, cái này hai bộ đường, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đúng, cũng kiếm lời. Tiếp đó, về nhà. Sinh tử mạo hiểm về sau, hắn cùng Khương Phi Linh, đối mặt cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh có thể như vậy nắm tay của nàng, ở phía trước mở đường, cùng đi hướng Vĩnh Hằng. Huy Nguyệt Thành, Nguyệt Thần Điện. Hy Hoàng ở đây đợi chờ đợi có một phút. Lúc này thời điểm, Nguyệt Hà bà mới vội vàng chạy đến. Bệ hạ, xảy ra chút sai lầm. Nguyệt Hà bà mồ hôi lạnh ứa ra nói. Nói, cái đứa bé kia không biết vì sao, vậy mà theo phong bế kết giới chui đi ra, có thể là bởi vì cùng tôn nhi ta tranh chấp, để hắn cô dám lưu tại Huy Nguyệt Thành. Nguyệt Hà bà nói. Sau đó thì sao? Người của ta an bài, đã ở trên người hắn lưu lại dấu hiệu, hắn truy đi ra, cần phải rất nhanh liền có thể bắt trở lại. Nguyệt Hà bà nói. Cũng là để chấm tiếp tục chờ, đúng không? Hy Hoàng thật cao đứng đấy, cái kia bạch miêu mặt nạ, càng lộ ra yêu dị. Lão nô có tội, lão nô đáng chết, Nguyệt Hà bà lo sợ không yên quỳ xuống. Bệ hạ, nhắc nhở còn lại thiên thành, thiết kế chặn giết hung thủ quan trọng. Có hoàng tộc phía trên tới nhắc nhở. Hy Hoàng ngắm Huy Nguyệt kiếp liếc một chút, nói, Huy Nguyệt gia tộc, đem cái đứa bé kia bắt lấy, đưa đến hoàng thành, chút chuyện này muốn là làm không xong, tòa này thiên thành sẽ đổi người, hiểu. Tuân mệnh, tất cả Huy Nguyệt gia tộc còn lại các cường giả, toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ mồ hôi lạnh ứa ra bên trong, cung tiễn Hy Hoàng rời đi. Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh vào lúc ban đêm liền trở lại. Nơi này rất an tĩnh, sự tình gì đều không phát sinh. Như hắn sở liệu, Bồ Đề không nguyện ý để Nguyệt Thần tộc đem hung thủ cùng một tỷ quỷ thần liên hệ với nhau. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không động Viêm Hoàng nhân tộc mảy may. Đối Lý Thiên Mệnh Thiên Mệnh Hoàng Triều tới nói, đây là hiếm thấy thăng bằng. Hắn cùng Bồ Đề cũng sẽ không đánh vỡ. Những ngày qua, từ Lý Thải Vi cùng Dịch Tinh Ẩn bọn người dẫn đầu, trên cơ bản đem Viêm Hoàng Đại Lục thông hướng Trầm Uyên chiến trường thông đạo, phòng bế đến không sai biệt lắm. Đại Lục ở bên trên, ước vạn chúng sinh an nguy, đạt được nhất định cam đoan, làm đến bọn hắn không dùng phong thành, vượt qua giống như ngày thường phồn hoa, náo nhiệt sinh hoạt. Lý Thiên Mệnh sau khi trở về, mới biết được Lâm Tiêu Tiêu đến Đạp Thiên Chi Cảnh, đi Nguyệt Chi Thần Cảnh đi tìm bọn họ. Nhà đầu này tìm không thấy chúng ta, lại hỏi thăm một chút, đại khái liền biết ta có thể trở về. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Không ra hắn đoán trước, ba ngày sau Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma, thì theo Nguyệt Chi Thần Cảnh trở về. Có cái sự tình, ta muốn nói với ngươi một chút. Lâm Tiêu Tiêu nói. Có việc lên tấu. Làm nhân hoàng, Lý Thiên Mệnh phái đoàn 10 phần. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt một cái, nói, tháng kia thần điện phá thời điểm, ta cùng Vũ U vừa tốt đến trên không, nó nuốt 100.000 thiên hồn, giấu ở trong bụng. Thật. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm bên cạnh nàng Thái Cổ Tà Ma nhìn. Làm gì, đây là ta tư nhân tài sản, ngươi dám động, ta liền đi Nguyệt Chi Thần Cảnh ra ánh sáng ngươi. Thái Cổ Tà Ma hung hoành nói. Làm hoang, đỉnh nó. Lý Thiên Mệnh vung tay lên. Tỷ tỷ, chơi đỉnh thật cao a. Làm hoang hưng phấn giống to, vọt lên, đem Thái Cổ Tà Ma đỉnh bay lên trời, phù phù nện xuống tới. Nôn không phun ra, Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nôn, ta nôn, khác đến rồi. Thái Cổ Tà Ma buồn bã hô. Hắn không lo lắng Thái Cổ Tà Ma có thể làm yêu. Hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền, không nghe lời, đối với nó không có chỗ tốt gì. Lý Thiên Mệnh chỉ làm cho nó làm ra 10.000 thiên hồn, cái này tựa hồ là Trạm Tinh Cổ Lộ tiếp nhận mức cực hạn. Những ngày này hồn, làm cho Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, còn có Thiên Mệnh Hoàng Triều người đời sau, có mạnh hơn tu hành tư bản. Bất quá, hắn tạm thời chỉ cho nhân vật trọng yếu tu hành, mà lại nếu là hắn không tại cái này,
hắn hẳn là sẽ để thái cổ tà ma một lần nữa nuốt trở về, tránh khỏi để Nguyệt thần tộc phát hiện. Mấy ngày nay, Nguyệt chi thần cảnh như thế nào? Không rõ lắm, hoàng tộc giống như đang đuổi giết hung thủ, Huy Nguyệt thành người, giống như đang tìm ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói, tìm ta, bọn họ đại nạn trước mắt, ta thì phế đi Huy Nguyệt kiếp một kiếp vòng, liền tóm lấy không thả đâu. Lý Thiên Mệnh nói, không biết, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Nàng chuyến này đi lên, ngoại trừ mang đi 100.000 thiên hồn, cái gì cũng không làm. Phía sau ngươi tính thế nào? Nàng hỏi. Trước tu hành, thực lực không đủ, cái gì đều là lời nói suông, cứu người không bàn nữa, chớ nói chi là để mọi người sống sót. Tại Nguyệt Chi thần cảnh, mặc kệ Lý Thiên Mệnh làm sao trèo lên trên, vậy cũng là ăn nhờ ở đậu. Chỉ có trở lại mảnh này thương mang đại lục, hắn mới sẽ cảm thấy, chính mình là chủ nhân. Hắn thuộc về nơi này. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Diệp Thiếu Khanh, Khương Thanh Loan, Hiên Viên Mộc Tuyết, Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương. Còn có Thập Phương Đạo Quốc bên kia nãi nãi, ông ngoại, còn có Bạch Tử Căng, Mộ Uyển Thượng Sư. Bọn họ những người này, đều là Lý Thiên Mệnh sinh mệnh bên trong, phần quan trọng nhất. Hắn khát vọng, để cái thế giới này, để thân nhân bằng hữu đều có tốt hơn tương lai, có sống tiếp tư cách. Hắn Thiên Mệnh Hoàng Cung đã tu thành lập xong được. Hắn ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút, về sau sẽ từng bước đem hạch tâm, hướng bên kia di chuyển. Nguyệt Chi thần cảnh không có người sẽ đoán được, hắn sẽ trốn ở như thế cằn cỗi địa phương. Nơi này tuy nhiên cằn cỗi, nhưng là rộng lớn, cuồn cuộn, có bao la hùng vĩ phong cảnh. Ở chỗ này, Lam Hoàng có thể tùy ý chạy, Miêu Miêu có thể càn rỡ ngủ, Tiên Tiên có thể cắm rễ tại Nhiên Linh Cung, tùy tiện sinh trường, Huỳnh Hỏa có thể trên nhảy dưới tránh, tùy ý mở xe ngựa. Nói tóm lại, thoải mái. Đây chính là nhà cảm giác. Nguyệt Chi thần cảnh, hoặc là cái kia xa xôi trật tự chi địa, không cho được. Sau khi an định, Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy nghĩ đạp thiên chi cảnh trưởng thành đường. Ở trước đó, hắn trước đó một mực kẹp lại một việc, tại thành tựu đạp thiên chi cảnh về sau, ngược lại là thuận lợi đột phá. Cái kia chính là thần hồn thiên thư. Chấn hồn chi đồng đại thành, tầng thứ tư công pháp sinh ra. Theo mê linh chi đồng, động tất chi nhãn, lại đến chấn hồn chi đồng, Lý Thiên Mệnh rốt cục chờ đến thiên cực chi nhãn. Không nghĩ tới, ta tại Ly Hỏa Thành bên cạnh Hỏa Lăng Sơn, vậy mà lại đạt được dạng này thần vật. Bọn họ đem cái chết linh thiên hố bên trong thế giới, gọi là hỗn độn thiên lao, như vậy, những thứ này cổ quái sự tình, cùng hỗn độn thiên lao, có thể có quan hệ. Lý Thiên Mệnh duy trì hoài nghi, sau đó bắt đầu tu luyện thiên cực chi nhãn. Vừa tu luyện, hắn thì ngây ngẩn cả người. Thiên cực chi nhãn, cũng là một môn, nhìn đến chính mình, thiên hồn, công pháp. Rất rõ ràng, hoàn toàn không có lực công kích. Nhưng là, đạt được linh hạch thời điểm, thanh âm kia nói, tu thành thiên cực chi nhãn, thì có thể mở ra linh hạch, tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Vậy liền nhìn một chút, ông trời của ta hồn, là cái dạng gì? Hiện tại, mệnh hồn thành tiểu nhân, toàn thân đều là kiếp vòng văn tự, làm đến Lý Thiên Mệnh lĩnh ngộ lực, đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Địa hồn thành thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Tam hồn thái nhất, như vậy thiên hồn, sẽ có thay đổi gì? Trời tối người yên thời điểm, hắn suy nghĩ thiên cực chi nhãn khẩu quyết, đi tu luyện trộm thiên chi nhãn. Bàn tay hắn phía trên trộm thiên chi nhãn cường độ rất cao, nhất là tại dung hợp thái cổ tà ma chi nhãn về sau, lại thêm não tử rõ ràng, cái này người tu luyện trình tự lộ ra rất dễ dàng. Chỉ cần tại trộm thiên chi nhãn bên trong, xây dựng ra thiên cực linh mạch, liền có thể nhìn đến chính mình thiên hồn. Toàn bộ quá trình, hao phí Lý Thiên Mệnh một ngày thời gian. Thành công, đến, nhìn xem ta, thiên hồn, có đẹp trai hay không? Lý Thiên Mệnh híp một chút trộm thiên chi nhãn, vận chuyển thiên cực linh mạch, sau đó mở ra. Nghe nói thiên hồn ở trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh lòng bàn tay hướng lên trên, mở mắt. Ta đi. Hắn sửng sốt một chút, trên đỉnh đầu, một cái cùng mình giống nhau như đúc bóng người, ở trên cao nhìn xuống, lấy một đôi nóng rực ánh mắt nhìn lấy chính mình. Hết thảy đều như thế. Thiên hồn trên thân, cùng địa hồn, mệnh hồn một dạng, đồng dạng đều là kiếp vòng văn tự. Bất quá, hắn cơ bản bất động, cứ như vậy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Khả năng theo Lý Thiên Mệnh xuất sinh bắt đầu, hắn thì nhìn hắn chằm chằm, ghi chép hắn hết thảy. Có lẽ chỉ có ta trong giấc mộng, hắn mới sẽ rời đi ta, chui vào mộng cảnh. Nói thật, so với địa hồn, thiên hồn càng quỷ dị.
Hắn tuy nhiên cùng Lý Thiên Mệnh giống như đúc, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, hắn chính là mình cùng thiên địa kết nối một cái tiếp lời, hắn càng thuộc ở thiên địa. Đây là hắn lần thứ nhất, nhìn đến còn sống thiên hồn. Ngoại trừ cái này một cái, còn lại bao quát hiên viên đại đế thiên hồn ở bên trong, kỳ thật cùng hắn xứng đôi địa hồn, mệnh hồn, cũng sớm đã tiêu tán, luân hồi. Rất rõ ràng, còn sống thiên hồn, cùng những cái kia chết đi thiên hồn, cũng không giống nhau. Chết đi thiên hồn, chỉ có trí nhớ, không có cảm tình. Mà cái này thiên hồn, có lẽ là bởi vì nhìn Lý Thiên Mệnh quá lâu, trong ánh mắt của hắn, có thể nhìn ra hắn đối Lý Thiên Mệnh lòng trung thành, nhìn ra tình cảm của hắn. Nhìn đến thiên hồn, sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đem cái kia trên người mình, phong tồn thật lâu, linh hạch, lấy ra. Một hồi này tất cả mọi người không có tu luyện. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu đều hiếu kỳ đứng ở bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa bọn họ mấy cái cũng xông tới. Nhanh, biến ảo thuật. Huỳnh Hỏa thúc giục nói. Lý Thiên Mệnh cũng không biết làm sao làm, hắn thì đơn giản thô bạo, liền đem thiên cực chi nhãn, chiếu ở linh hạch phía trên. Một phút sau, linh hạch phản ứng gì đều không có. Mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta dựa vào, nguyên lai là lừa gạt ta. Lam Hoang, cho ngươi làm đường hoàn ăn. Lý Thiên Mệnh tiện tay quăng ra. Thật tốt. Lam Hoang nhảy dựng lên, kết quả hai cái đầu đều muốn ăn, trực tiếp đụng vào nhau. Làm. Linh hạch nện xuống đất. Tạch tạch tạch. Không nghĩ tới lúc này thời điểm, nó ngược lại là có phản ứng, phát ra kèn kẹt tiếng vang. Có động tĩnh. Bọn họ vây ở cùng nhau, chăm chú nhìn. Rõ ràng có thể nhìn đến, cái này linh hạch mặt ngoài, xuất hiện rất nhiều thiên văn. Lúc đó văn như sợi tóc một dạng nhỏ bé, nhưng tuyệt đối rất phức tạp. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này linh hạch bên trong, lại có một cái buồn tẻ máy móc thanh âm vang lên. Này huyễn thiên chi môn, hết thảy bao hàm bốn tòa, thiên vị kết giới, có thể cung cấp bốn cái chủ thể thiên hồn, tiến vào, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia linh hạch chia ra làm bốn, đột nhiên hóa thành bốn cái màu trắng hình cầu. Mỗi cái hình cầu đường kính đại khái chừng 2 mét. Hình cầu này nội bộ là trống không, mặt ngoài tràn đầy du tẩu quỷ dị thiên văn, mỗi một đường vân đều cực kỳ phức tạp. Tổng thể phối hợp, tạo thành một cái thế giới đồ án. Nhìn sang, thật giống như bốn cái tinh thần thế giới, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Mời vào, thiên vị. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Huyễn thiên chi cảnh, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới. Là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người, nhìn về phía xa xa thái cổ tà ma. Nó là bác học nhất người. Ta chưa nghe nói qua a. Thái cổ tà ma nói. Bốn cái chủ thể thiên hồn, cái này lại là có ý gì? Lấy một thí dụ, người thiên hồn, là chủ thể thiên hồn, người cộng sinh thú, đều có ngày hồn, nhưng ông trời của bọn nó hồn, phụ thuộc vào ngươi, không tính chủ thể thiên hồn. Nó câu nói này ý tứ, cũng là bốn cái thiên vị kết giới, có thể cung cấp bốn cái ngự thú sư đi vào. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nếu như là thức thần tu luyện giả, không có cộng sinh thú, vậy cũng tính toán một cái chủ thể thiên hồn. Ý tứ chính là, ba người chúng ta, đều có thể đi vào. Còn có thể chống đi một vị trí. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, vấn đề là ngươi có dám hay không, ai biết đây là cái gì đồ chơi. Nói không chừng muốn mạng. Thái cổ tà ma bĩu môi nói. Ta dám vào đi, Lâm Tiêu Tiêu nói. Ai ai ai, ngươi cái này xú nha đầu. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Cộng sinh thú lớn như vậy hình thể, muốn đi vào, khẳng định chỉ có thể về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh liền để Huỳnh Hỏa bọn họ tất cả thuộc về đến, hắn muốn đi vào thử một chút. Cái đồ chơi này, không giống sẽ muốn mệnh, Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, ta và ngươi cùng một chỗ đi, Khương Phi Linh nói. Được, các loại Lâm Tiêu Tiêu đem thái cổ tà ma cưỡng ép kéo vào cộng sinh không gian, nơi này chỉ còn lại bọn họ một nam hai nữ ba người. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, tuyển trung gian hai cái thiên vị. Lâm Tiêu Tiêu thì đến Khương Phi Linh bên kia đi, tuyển nơi hẻo lánh một cái thiên vị. Đi vào là được rồi, Khương Phi Linh hỏi. Đúng, ta thử trước một chút. Lý Thiên Mệnh triệu hoán ra nhân hoàng long giáp, lấy ra đông hoàng kiếm hộ thể. Tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đặc biệt. Tiếp đó, hắn dậm chân va vào quả bóng kia hình thiên vị kết giới. Kết giới này mặt ngoài tràn đầy quỷ dị phụ trách thiên văn, nhưng lại cũng không bố trí phòng vệ. Lý Thiên Mệnh tựa như là xuyên qua một tầng thủy chi bình chướng như thế, đi vào trong đó. Sự tình gì đều không phát sinh.
Nhưng là từ nội bộ nhìn, có thể nhìn đến ngày này vị hình cầu vách trong thiên văn, càng thêm phức tạp. Lấy Lý Thiên Mệnh hiện tại mệnh hồn, nhìn nhiều mấy lần, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn hoàn toàn không biết, cái này là cấp bậc gì thiên văn. Tất cả thiên văn chồng chất tổ hợp, phảng phất là một cái thế giới chân thật, buông xuống tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ông! Một tiếng chấn động truyền đến. Mời ngồi tốt, lần đầu sử dụng, thiên vị, cần, vĩnh hằng huyễn thiên kết giới, thu thập nhục thể của ngươi, cảnh giới, lực lượng, binh khí, hệ thống tu luyện các loại tin tức, mời biểu hiện ra hết thảy thực lực, để, vĩnh hằng huyễn thiên kết giới, sức phán đoán chuẩn xác lực chiến đấu của ngươi, quan hệ này đến ngươi tại, huyễn thiên chi cảnh, tranh phong, mời thận trọng. Xin tin tưởng, huyễn thiên thần tộc, sẽ làm giữ lại ngươi hết thảy tư ẩn. Câu nói này đối Lý Thiên Mệnh tới nói, quả thực thiên mã hành không? Cái này hắn meo là cái gì a? Nghe thẳng trang bức bộ dáng. Huỳnh Hỏa nói. Huyễn thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình thanh âm, còn có thể truyền đi, hắn liền vội hỏi phía ngoài Lâm Tiêu Tiêu, huyễn thiên thần tộc, là cái gì? Hắn hỏi là thái cổ tà ma. Nó nói không biết, không nghe nói, đoán chừng là trật tự tinh không tam lưu nhân tộc. Chỉ có tam lưu, mới dám đại nghịch bất đạo. Tự xưng thần tộc. Lâm Tiêu Tiêu truyền lời nói. Nàng lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, lúc đó vị trong kết giới vách tường quỷ dị thiên văn, đã tiến vào thân thể của mình, tại huyết nhục, thiên tinh luân các loại này địa phương du tẩu. Thậm chí, còn lướt qua Đông Hoàng Kiếm, Nhân Hoàng Long Giáp, còn có trên cánh tay 10 cái kiếp vòng. Tôn kính thiên vị người sử dụng, người là hiếm thấy bản nguyên thú tộc cùng thức thần song tu người, mời sơ bộ triển lãm thức thần, để ngươi tại huyễn thiên chi cảnh. Triển lãm thức thần thực lực, để ngươi ngày sau chiến đấu, tranh đoạt. Sơ bộ triển lãm thức thần. Nơi này cũng không đủ lớn a. Lý Thiên Mệnh đem Đông Nam Tây Bắc 4 thanh kiếm triệu hoán đi ra. Cái này thức thần trường kiếm, vượt ra khỏi thiên vị kết giới, nhưng là Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn đến, cái kia lít nha lít nhít thiên vị thiên văn, đã lướt qua cái này 4 thanh kiếm, sau đó nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, có thể thu lại. Xin yên tâm, huyễn thiên thần tộc cùng tinh không vạn tộc có đầu ước. Tuyệt không tiết lộ hoặc là một mình xem xét người sử dụng bí mật, một khi làm trái quy định, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới sắp sụp nát, không còn tồn tại. Đây là trật tự tinh không điều thứ nhất trường hợp. Thanh âm kia lại vang lên. Tiếp đó, mời triển lãm cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa bọn họ đi ra, mỗi người bị qua một lần, tên kia còn sơ bộ để chúng nó thi triển một số thần thông. Cảm tạ người hoàn mỹ phối hợp, đến đón lấy ghi chép còn lại tin tức. Một phút sau. Ghi chép hoàn tất, người thiên hồn, sẽ ở huyễn thiên chi cảnh bên trong, thể hiện ra người ghi chép tất cả thực lực. Tiếp đó, lập tức tiến vào huyễn thiên chi cảnh, hoặc là chờ đợi còn lại thiên vị bằng hữu. Cái kia máy móc khô khan thanh âm lại lần nữa vang lên. Lý Thiên Mệnh thì muốn nhìn một chút, cái này mặc danh kỳ diệu đồ vật, đến cùng có thể làm ra cái gì thành tựu tới. Các cái khác người, hắn ra hiệu dưới, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu cũng cùng một chỗ tiến đến. Các nàng trình tự đơn giản một số, nhất là Khương Phi Linh, liền cộng sinh thú đều không có. Hết thảy ghi chép hoàn tất. Sau đó thì sao, ngươi làm cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Mời ngủ say, ngươi thiên hồn, đem thay thế ngươi, tiến vào, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới. Ta đại biểu huyễn thiên thần tộc, hoan nghênh ba vị buông xuống. Như ngươi muốn rời khỏi vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, chờ lệnh hồn thức tỉnh là đủ. Ngủ thiếp đi. Thì có thể đến tới một cái thế giới khác. Mộng cảnh sao? Nói thật, Lý Thiên Mệnh không quá tin tưởng. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn đến chính mình thiên hồn thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Giống như tin tức ghi chép hoàn tất về sau, nó bị sửa đổi rồi. Nói thí dụ như, Lý Thiên Mệnh chỉ bại lộ 4 cái thức thần, thiên hồn trên cánh tay kiếp vòng, cũng chỉ có 4 cái. Ca ca, phải ngủ sao? Khương Phi Linh hỏi. Đối với tu luyện giả tới nói, không quá cần giấc ngủ. Nhưng thật muốn chìm vào giấc ngủ, độ khó khăn không lớn. Thử một chút, nếu như phát sinh cái gì, còn không phải một giấc mộng. Chủ yếu nhất là, Lý Thiên Mệnh cho rằng, lúc trước cho hắn linh hạch người kia, hắn sẽ không hại chính mình. Có nguy hiểm gì, thân thể bên này sẽ có phản ứng, lập tức liền có thể thức tỉnh. Cứ như vậy, hắn ngủ thật say. Truyền thuyết người chìm vào giấc ngủ về sau. Thiên hồn sẽ chui vào một cái hư vô mộng cảnh, đó là một cái quỷ dị thế giới. Không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì, chỉ cần tỉnh lại, thiên hồn trong nháy mắt trở về,
cái kia chính là cái gì đều không phát sinh, dù là ở bên trong giết người phóng hỏa, dù là ở trong giấc mộng tử vong, cái kia cũng không quan hệ. Vậy cũng là mộng. Thế mà, người tin không? Làm ngươi ở trong mơ, tìm tới một quyển sách, mở ra đọc qua, làm những cái kia văn tự rõ ràng bày ra ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi khi tỉnh lại, là có thể nhớ. Cho nên, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, là một cái có thể chiến đấu, có thể khiêu chiến, có thể tu luyện, có thể lĩnh hội tiền bối truyền thừa địa phương. Đến từ tinh không vạn tộc tuyệt đại cường giả nhóm, ngăn cách ức vạn tinh không, cả đời đều khó có khả năng gặp gỡ, nhưng lại có thể tại huyễn thiên chi cảnh, phân cao thấp, không phân sinh tử. Một cái ngôi sao, khó tìm chi âm, như vậy, ức vạn tinh thần đâu? Rõ chưa? Con đường tu hành, trong mộng tiến lên, chính là, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, chân lý. Những lời này, là tại Lý Thiên Mệnh dần dần mơ hồ thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Hắn cảm giác mình dần dần trong giấc mộng thức tỉnh. Ông, ý thức của hắn, triệt để thanh tỉnh lại. Thế mà, hắn phát hiện thân thể của mình, lại là hư vô. May mắn, hư vô chỉ là một cái nháy mắt. Rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn thành thực thể. Huyết nhục, nhịp tim đập, cảm quan, toàn bộ đều trở về. Thế nhưng là, hắn cũng không tại nguyên chỗ. Hắn xuất hiện ở trong hư không, dưới chân của hắn, chỉ có một cái bạch ngọc bình đài. Ca ca, Khương Phi Linh hô hắn một tiếng. Nhìn lại, nàng và Lâm Tiêu Tiêu đều tại, cùng bình thường đã gặp các nàng, tựa hồ cũng không có khác nhau. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể nghe thấy được, trên người nàng mùi thơm. Chúng ta ở đâu? Lâm Tiêu Tiêu ngốc trệ nói. Cần phải hỏi, chúng ta thiên hồn, bây giờ ở nơi nào? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại nhấc lên sóng to gió lớn. Quá thần kỳ. Hắn vậy mà lấy thiên hồn thị giác, đối đãi cái thế giới này. Đến cùng là làm sao làm được? Có ý tứ gì? Lâm Tiêu Tiêu cùng Khương Phi Linh đều có chút mơ hồ. Thiên hồn, thế nhưng là, chúng ta là thực thể A, thịt của ta, đều ở đây. Khương Phi Linh chính mình bóp một cái miệng, phát hiện có chút đau. Nói nhảm, người nằm mơ thời điểm, sẽ cảm thấy mình không có thực thể, sẽ cảm thấy mình là một đoàn xương mù sao. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết A, là thật kỳ quái nha. Khương Phi Linh nói. Mau nhìn bên kia. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên hô một tiếng. Cái này hư vô thế giới phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái vỗ cánh màu sắc rực rỡ hồ điệp. Quá lộng lẫy. Càng đến gần, thì càng to lớn. Đến nó trước mắt thời điểm, phát hiện nó cũng là một cái cự đại thế giới. Cái kia máy móc khô khan thanh âm, lại lần nữa vang lên. Bốn huyễn thiên chi môn bốn cái thiên vị, đến từ Tử Diệu Tinh, các vị Tử Diệu Tinh đệ tử, xin hỏi phải chăng tiến vào. Tiến. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không biết, Tử Diệu Tinh ở nơi nào. Hắn rõ ràng, hắn hiện tại thì tương đương với đang nằm mơ, chỉ là so bình thường thanh tỉnh nhiều. Lần này, là chính hắn trưởng khống thiên hồn, mà lại, đạt tới tầm thường mộng cảnh, căn bản nơi mà không đến được. Cái kia chính là huyễn thiên chi cảnh. Một giấc mộng bên trong huyễn cảnh. Hắn nắm một chút cánh tay của mình, phát hiện thật sẽ đau, quá chân thực. Sau cùng chỉnh hợp tin tức. Số 1 thiên vị, người sử dụng, xin nhớ quay tính danh. Lâm Phong, Lý Thiên Mệnh chuyện phiếm nói. Ghi chép hoàn tất, người sử dụng, Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong, tuổi tác, 23 tuổi, nghề nghiệp, ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, thị tộc, nhân tộc. Đến đón lấy ghi chép Lâm Tiêu Tiêu, nàng cũng dùng tên giả, thiếu một cái tiêu chữ, gọi Lâm Tiêu. Cuối cùng là Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, tuổi tác phương diện. Thanh âm này là tự động báo, sau Nguyệt Chi Thần cảnh khảo nghiệm tỷ tỷ muốn tinh chuẩn. Đoán chừng nhìn chính là trời hồn tuổi tác. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh nghe được Khương Phi Linh tin tức về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Số 2 Thiên Văn, người sử dụng, Tử Diệu Tinh đệ tử Tiểu Linh, tuổi tác, vô cùng lớn, nghề nghiệp, phổ thông tu luyện giả, thị tộc, nhân tộc. Vô cùng lớn. Khương Phi Linh một chút thì giận. Người mới vô cùng lớn, người ta 20 tuổi. Lý Thiên Mệnh đều cười. Quá tuyệt. Vô cùng lớn a. Nhưng là hắn rất nhanh không cười được. Nếu như khảo nghiệm là thiên hồn tuổi tác. Như vậy, Khương Phi Linh thiên hồn, là cái kia vĩnh sinh bất tử người. Hắn nhìn lấy Khương Phi Linh ánh mắt. Nàng cũng giống như mình mê hoặc. Điều này nói rõ hiện tại đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, vẫn là Khương Phi Linh. Thế nhưng là, vô cùng đại. Dùng mình. Ong ong. Lý Thiên Mệnh ba người bọn họ.
va vào cái kia lập lòe hồ điệp thế giới. Hoan nghênh quang lâm, Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh. Tại một trận oanh minh bên trong, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đứng ở một tòa không người trên đảo nhỏ. Bốn phía là biển, ở trên đảo, thảo mộc mùi thơm ngát. Cái này huyễn cảnh, tuyệt a, cùng thế giới chân thật, khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn ngồi xổm xuống, hái được một cái cỏ tươi, thả ở trong miệng nhấm nuốt, cũng là cái kia khô khan vị đạo. Cỏ tươi phía trên, còn có mấy con kiến. Lý Thiên Mệnh cầm bốc lên đến, nhìn lấy bọn họ thật nhỏ thân thể, ở trong tay chính mình rung động. Cái này là như thế nào cường đại, bao nhiêu năm thời gian, mới có thể sáng tạo thế giới như vậy. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Trong tầm mắt của hắn, bầu trời, mây trắng, sóng biển, phi điểu. Hết thảy chân thật như vậy. Coi như ngẫu nhiên có hư vô cảm giác, nhưng có thể làm được loại trình độ này, đều đã tuyệt. Khương Phi Linh nâng một nắm cát, để chúng nó từ ngón tay trượt xuống, nhìn đến nàng nhìn mà than thở. Cái thế giới này, thật có thể thu hoạch được công pháp, chiến quyết, truyền thừa, có thể chiến đấu luận bàn sao. Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động. Không nghĩ tới, Đông Hoàng kiếm thật ra hiện trên tay hắn. Lúc này thời điểm, hắn cảm nhận được một số cùng hiện thực thế giới khác nhau. Nói thí dụ như, Đông Hoàng kiếm chỉ còn lại có sắc bén, nhưng là Đông Hoàng vòng xoáy loại hình thủ đoạn, biến mất. Lại hoặc là nói, không có bị ghi chép lại. Đương nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh chiến đấu lực, ảnh hưởng không tính rất to lớn. Hắn nhìn một chút, trên cánh tay hết thảy bốn cái kiếp vòng. Hắn nếm thử triệu hoán, tứ phương thần kiếm, thật ra đời. Trường kiếm quét qua, sóng biển cuốn lên. Thật có thể chiến đấu. Lý Thiên Mệnh đều nhanh mất tiếng. Hắn chỉ có thể nói, đem mộng làm thành loại này bộ dáng, thực như bức. Liền Khương Phi Linh đều thử một chút. Nàng có một bộ phận thủ đoạn, tại thiên văn kết giới ghi chép thời điểm thi triển qua, nơi này vậy mà có thể lại hiện ra. Đúng rồi, ta cộng sinh thú đâu? Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn cộng sinh không gian hết rồi. Nói thật, cái này chính là chỗ này không phải chân thực thế giới chứng cứ. Thế giới chân thật. Làm sao có thể không có cộng sinh không gian đâu. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, Khương Phi Linh đứng tại trước mắt hắn, nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh mặt, bỗng nhiên cười. Ca ca, ngươi xem ra tốt đùa a, nàng nói. Cái gì? Ngươi xem một chút chính mình. Lý Thiên Mệnh dùng bàn tay phía trên con mắt thứ ba, nhìn một chút mặt mình. Ba đóa hoa, Khương Phi Linh nói. Không sai, Lý Thiên Mệnh trên mặt, nhiều ba đóa hoa hình xăm. Theo thứ tự là đen trắng đỏ. Cái này không phải liền là Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa cùng Vĩnh Dạ Sắc Phi sao? Không chỉ là như vậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn thân mình trên dưới, đều là tiên tiên cành lá, thân cây, sợi rễ hình xăm. Tiên tiên, là ngươi sao? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Ngô, là ta đây, ta làm sao tại ngươi tiểu lý tử trên thân? Qua, ta biến thành mặt phẳng hình xăm à nha? Tiên tiên hoảng sợ nói. Bình tĩnh đi, đây là mộng cảnh thế giới huyễn thiên chi cảnh, sự tình gì đều có thể phát sinh, một hồi ta tỉnh, liền có thể rời đi cái này, không có việc gì. Lý Thiên Mệnh nói, ô ô, tốt a, miễn cưỡng ở trên thân thể ngươi lưu một hồi, tiên tiên ủy khuất nói. Ngươi còn dám ghét bỏ ta, cẩn thận ta đập bọn ngươi ăn. Đừng, Lý Thiên Mệnh vạn tuổi, trên người ngươi thật là thơm. Tiên tiên lập tức đổi giọng. Đúng rồi, bọn họ ba cái đâu? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nói. Làm sao lại tiên tiên nói chuyện, còn lại ba cái không có động tĩnh. Hắn vừa hỏi tới, miêu miêu thanh âm, thì sâu kín vang lên. Lão đại, không phải chúng ta không nguyện ý ngoi đầu lên, mà chính là. Chúng ta vị trí, có lẽ có ít xấu hổ, miêu miêu nói. Cái gì, Lý Thiên Mệnh ngây người. Nhắc nhở ngươi một câu, trái tinh long, phải hắc hổ. Miêu miêu nói. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút cánh tay, nói. Không có a, ta đều nhìn qua, toàn thân đều là tiên tiên. Ngươi chắc chắn chứ, toàn thân, miêu miêu nội hàm nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh đuổi kịp. Còn có hai bên cái mông không thấy. Bọn họ muốn là đều biến thành hình xăm, cái kia. Lý Thiên Mệnh run run một chút, duỗi ra trộm thiên chi thủ, hướng phía sau nhìn một chút. Quả nhiên, một cái hắc miêu hình xăm, cùng một cái song đầu long hình xăm, chiếm cứ hắn. Lý Thiên Mệnh nhanh khóc. Ca ca, bọn họ ba cái đâu? Ở nơi nào a? Để ta xem một chút.
Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ không tồn tại, Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Chúng ta tại hắn cái giám phía trên. Lam Hoàng giọng quá lớn, nó là muốn nói thì thầm tới. Có thể trong lúc nhất thời, mọi người đều nghe được. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt hóa đá. Quy đệ, vị trí này quá lúng túng, người khác giống lớn tiếng như vậy a. Miêu Miêu ụ oán nói. Được rồi, lần sau ta chú ý. Lam Hoàng đáp ứng. Phốc. Khương Phi Linh ôm bụng, trực tiếp cười đến gãy lưng rồi. A, vì cái gì cộng sinh thú, muốn văn ở trên người, cái này cái gì thiểu năng trí tuệ thiết lập. Lý Thiên Mệnh nhanh nôn. Trái tinh long, phải hắc hổ, cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng rồi, các ngươi có phải hay không quên gà đại ca? Tiên Tiên đột nhiên hỏi, ngay cả ta đều không nhìn thấy gà đại ca đâu, gà đại ca ở đâu? Đúng a, gà đại ca đâu? Miêu Miêu vì tiêu trừ xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Quên ta đi đi. Bỗng nhiên, một cái càng thêm thanh âm u oán truyền đến. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. A, thanh âm giống như theo chúng ta đối diện truyền đến. Lam Hoàng ngây thơ nói. Đối diện với của bọn nó, đó là. Thương Thiên, sẽ không như thế chơi ta đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác, mặt đều nhanh đã nứt ra. Ngươi đừng kích động, chim tại chim phía trên, không phải rất bình thường à. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. A ha 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 ha. Khương Phi Linh còn không có cười, bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp cười ra heo gọi. Im miệng. Lý Thiên Mệnh tê cả ra đầu, lưng phát lạnh. Hắn cảm giác mình thẳng tiến quan tài, bị chuyên nghiệp nhân sĩ giơ lên. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Lập tức tỉnh lại, cũng không tiếp tục đến địa phương quỷ quái này a. Tại hắn cùng Huỳnh Hỏa đều sụp đổ thời điểm. Nguyên bản còn cảm thấy lúng túng Miêu Miêu, nhất thời sướng rồi. Đến, tặng ngươi một câu BMW lời kịch. Thiên sinh kỳ tài Lý Thiên Mệnh, trái tinh long, phải hắc hổ, trung gian một cái khờ khạo. Mèo đệ, ngươi nói thêm câu nữa, lão tử tự bảo. Huỳnh Hỏa phát điên nói. Lý Thiên Mệnh cảm giác lạnh lạnh băng vũ, tại hướng trên mặt đập. Hắn nhìn thoáng qua Khương Phi Linh, Khương Phi Linh đỏ mặt nhìn hắn. Ha ha, Lý Thiên Mệnh xấu hổ nở nụ cười. Ha ha. Khương Phi Linh cũng nở nụ cười. Đều do Tiên Tiên quá bá đạo, đem đất mới cho chiếm toàn. Lý Thiên Mệnh vò đầu nói. Ngươi không dùng cùng ta giải thích. May mắn, tại cái này chí mạng lúng túng thời khắc, trên bầu trời, bỗng nhiên bay xuống một cái trắng như tuyết hình cầu. Cái kia hình cầu phía trên, mọc ra một đôi cánh trắng như tuyết, lại còn có tai mắt mũi miệng tồn tại. Tôn kính những người mới, ta là của các ngươi Huyễn Thiên chi cảnh dẫn đường, ta gọi Huyễn Thiên Tinh Linh. Tiếp đó, ta có thể vì các ngươi giải đáp tất cả nghi hoặc, đồng thời mang theo các ngươi cùng một chỗ lãnh hội Huyễn Thiên chi cảnh huyền diệu nha. Lý Thiên Mệnh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn vấn đề thứ nhất là, vì cái gì cộng sinh thú lại biến thành hình xăm? Đó là bởi vì, bọn họ không phải chủ thể thiên hồn, cho nên bám vào ngự thú sư trên thân, nơi này là không phải chiến đấu khu vực, chỉ có tại chiến đấu khu vực, mới có thể để cho cộng sinh thú xuất hiện nha. Huyễn Thiên Tinh Linh một bên lắc lư vừa nói. Cái kia, có thể thay đổi bọn họ ở trên người vị trí sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bình thường không được, nhưng là ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta có thể giúp ngươi nha. Cái kia, đem phía dưới ba cái kia, đi lên chuyển một chuyển, đem những địa phương kia, để chống đi. Lý Thiên Mệnh che mặt nói. Được rồi nha. Sốt cục, Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Tiên Tiên không chiếm cứ lớn như vậy địa bàn. Bọn họ chen một chút, vẫn là có thể. Xấu hổ, cuối cùng kết thúc. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, một lần nữa ngẩng đầu lên làm người. Tử Diệu Tinh những người mới, lần đầu tiên tới Huyễn Thiên chi cảnh đệ tử, bình thường đều sẽ đi cổ thần tượng, tham dự thí luyện, thông qua khiêu chiến cổ thần tượng, quen thuộc Huyễn Thiên chi cảnh, đồng thời còn có thể thu được khen thưởng nha. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Ban thưởng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Công pháp, chiến quyết đều có. Quyết định bởi khiêu chiến của ngươi số lượng, khiêu chiến cổ thần tượng càng nhiều, lấy được khen thưởng sẽ càng nhiều, tân nhân đều sẽ có cách xù khen thưởng. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Tối cao có mấy tòa? 100 tòa. 100 tòa đều khiêu chiến thành công, sẽ có ban thưởng gì? Cái kia sẽ nhận được chúng ta Tử Diệu Tinh Chúa Tể, Tử Diệu Đế Quân, tự mình lưu lại truyền thừa nha. Đó là vô số đời Tử Diệu Tinh đệ tử mộng tưởng. Huyễn Thiên Tinh Linh ra vẻ nói. Lý Thiên Mệnh không biết Tử Diệu Tinh ở nơi nào.
nhưng là rất rõ ràng, bọn họ bị xem như Tử Diệu Tinh đệ tử. Được, cái kia dẫn đường đi, Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ba vị tân nhân bằng hữu, mời theo sát Huyễn Thiên Tinh Linh bước chân, lập tức mang các ngươi, đi, Huyền Diệu khó giải thích đảo, xuất phát. Tuy nhiên quá trình có chút xấu hổ. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh xác thực rất muốn biết. Cái này trong mộng, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, nó, thật như nói rõ như thế, có thể khiến người ta tại ức vạn tinh không bên ngoài, đạt được đỉnh cấp truyền thừa. Thậm chí, cùng cái này Tử Diệu Tinh đệ tử, đối chiến. Dị độ ký ức không gian. Dạ Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, nằm ở cái kia màu sắc rực rỡ hồ điệp phía trên. Cầm trong tay hắn một cây dao găm, một thanh chân thực chủy thủ. Hắn nhìn chằm chằm thân thể của mình. Hắn đã đem quần áo, đều trừ đi. Đúng vào lúc này, bụng của hắn, đột nhiên nứt ra, xuất hiện một cái con mắt màu tím. Vù vù. Dạ Lăng Phong dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về cái kia ánh mắt đâm vào đi. Phốc phốc. Ánh mắt biến mất. Hắn đâm trúng huyết nhục của mình. Ây. Hắn sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh, hồn ma chỉ có thể lo lắng suông. Không có cách, dị ma nhập thể, chỉ có thể chậm rãi chờ chết rồi. Dạ Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Ô ô, hồn ma đánh ở ngực, không ngừng khóc giống. Đừng như vậy, đều là mệnh. Dạ Lăng Phong an ủi nó nói. Hồn ma vẫn bị ai, bất an. Hồn ma, để ông trời của ta hồn đi vào, ta muốn lại đi, Huyền Diệu khó giải thích đảo, coi như muốn chết, ta cũng muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, coi như chỉ là thiên hồn rời đi, đều đầy đủ. Dạ Lăng Phong nói. Ô ô, hồn ma gật đầu. Nguyệt Chi thần cảnh, phủ thành chủ, Nguyệt Hà bà trước mặt, quỳ một đám người. Huy Nguyệt Kiếp nắm chặt song quyền, ngơ ngác đứng ở bên cạnh, ánh mắt càng ngày càng âm ngoan. Lại tìm không thấy Lý Thiên Mệnh, chúng ta Huy Nguyệt Thành, liền muốn đổi tên, hiểu không các vị? Nguyệt Hà bà nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người cúi đầu. Tìm không thấy, cũng là tìm không thấy. Manh mối hoàn toàn gãy mất, bà. Huy Nguyệt Hải chết rồi. Người nào giết cũng không biết. Biển người mênh mông, chỗ nào tìm một người. Nếu như hắn giấu đi, người nào cũng không tìm tới. Chúng người đau đầu nói. Nãi nãi, Huy Nguyệt Kiếp bỗng nhiên hô một tiếng. Làm sao? Đem Thi Thi gọi tới, ta hỏi lại nàng một vài vấn đề. Huy Nguyệt Kiếp nói. Ánh mắt của hắn, u quang tràn ngập. Ánh mắt chỗ sâu, kim hắc sắc quang mang tại du tẩu, ai cũng không phát hiện được. Đó là... Đế quân kiếm ngục. Lý Thiên Mệnh nguyên bản còn tưởng rằng, tiến về cái kia, Huyền Diệu khó giải thích đảo, cần ở cái này, Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên chi cảnh, bên trong, hướng chỗ cần đến bay qua đây. Không nghĩ tới, cái kia, Huyễn Thiên tinh linh, thân thể biến ảo, thành một cái vòng sáng, về sau phát ra âm thanh. Ba vị tân nhân, nhanh đứng lên đây đi. Lý Thiên Mệnh liền cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ, đi lên vòng sáng bên trong. Tiếp đó, trước mắt lóe lên, cảnh vật biến hóa, trời đất quay cuồng. Đột nhiên, bọn họ thì xuất hiện ở một địa phương khác. Đối với cái này Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, huyễn thiên chi cảnh, cuối cùng không phải chân thực thế giới. Hắn cũng chỉ là thiên hồn tại ở trong đó hành động. Rất nhiều hiện thực thế giới không chuyện có thể xảy ra, nơi này tùy tiện phát sinh. Nói tóm lại, cũng là một cái thanh tỉnh mộng. Làm hắn ở chỗ này đứng vững về sau. Trước mắt cấp tốc truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn tập trung nhìn vào, một cái tân thế giới, xuất hiện tại hắn trước mắt. Nơi này chính là cổ thần tượng khiêu chiến chi địa, huyền chi hữu huyền đảo. Cái kia tròn vo, mọc ra cánh huyễn thiên tinh linh, lần nữa theo bên cạnh bọn họ xuất hiện. Danh tự thật đúng là tùy tiện, Lý Thiên Mệnh nói. Huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô cùng, huyễn thiên tinh linh nói. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt của hắn, chính là một cái bao phủ tại màu trắng trong sương mù hòn đảo. Nói là hòn đảo, nhưng lại vô cùng to lớn, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Dưới chân của hắn, là một cái bát ngát quảng trường. Dưới chân mặt đất, đều là cổ lão mà tang thương, có được năm tháng dấu vết tảng đá xanh đắp lên mà thành. Liền bàn đá phía trên rêu xanh, đều chân thật như vậy. Nơi này chỗ lấy ồn ào, là bởi vì, ngay tại trên quảng trường này, cơ hồ khắp nơi đều là người. Lý Thiên Mệnh trong tầm mắt, cơ hồ đều có hơn nghìn người. Này này, nhường một chút a, khác ngăn cản đường đi. Mẹ nó, thối trang bức, xếp hàng a, có hay không tố chất a,
chỉ một mình ngươi muốn khiêu chiến, cổ thần tượng, a. À. Cháu trai, ngươi cái nào cái tông môn, không phục chúng ta đi trước, huyễn thiên chiến trường, làm một trận chiến. Tại huyễn thiên chi cảnh xính cái gì anh hùng, có loại về thế giới chân thật chiến đấu, lão tử đem ngươi cái này thiểu năng trí tuệ đầu cho vặn xuống tới. Xì sao bàn tán, cãi lộn, giận mắng. Dù sao loại người gì cũng có. Bởi vì tất cả mọi người là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ lắm những người này, đại khái đều là cảnh giới gì. Rất hiển nhiên, cái này Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh người thực sự nhiều lắm, khiêu chiến cổ thần tượng còn phải xếp hàng. Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn, trước hết đứng hàng đội. Sau đó, hắn hỏi lại huyễn thiên tinh linh. Vì cái gì ta chỉ thấy ngươi một cái huyễn thiên tinh linh đâu? Một cái huyễn thiên chi môn, sẽ có một cái huyễn thiên tinh linh phục vụ. Bọn họ trên cơ bản đều có. Có điều, mỗi cái huyễn thiên chi môn tiến đến đệ tử, chỉ có thể nhìn thấy chính mình huyễn thiên tinh linh. Nó nói, dù sao đây chính là mộng thế giới, nhìn không thấy cũng bình thường. Cái này Tử Diệu Tinh là cái địa phương nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trật tự tinh không một cái tinh thần thế giới. Huyễn thiên tinh linh nói. Cầm giữ có hàng tinh nguyên, cùng trật tự chi địa không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh rung động nói. Đương nhiên cầm giữ có hàng tinh nguyên a, nếu không làm sao có thể có tư cách để huyễn thiên thần tộc, vì Tử Diệu Tinh sáng tạo huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên tinh linh nói. Huyễn thiên thần tộc là. Lý Thiên Mệnh phát hiện, thông qua nơi này, tựa hồ làm cho hắn, hiểu rõ hơn trật tự tinh không. Gần 100.000 năm tại trật tự tinh không quật khởi cường đại chủng tộc, bây giờ trật tự tinh không tối cường giả. Huyễn thiên tinh linh nói. Nói kỹ lưỡng hơn điểm. Lý Thiên Mệnh nói. Quyền hạn hạn chế, liên quan tới huyễn thiên thần tộc, ta chỉ có thể nói hai câu này. Huyễn thiên tinh linh nói. Đừng nghe nó nói mò, trật tự tinh không tối cường nhất tộc, là các ngươi kẻ trộm nhất tộc. Lâm Tiêu Tiêu văn trên người thái cổ tà ma bỗng nhiên nói. Nó không biết, trộm thiên nhất tộc đã diệt vong. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh biết. Việc này liên lụy đến Lý Mộ Dương, hắn cô dám hỏi, mà chính là đem chú ý lực đặt ở Tử Diệu Tinh phía trên. Nói cách khác, Tử Diệu Tinh là cùng mặt trời cùng cho địa phương khác. Ta không tới trật tự chi địa, lại có thể trước một bước đến Tử Diệu Tinh, mộng cảnh nơi truyền thừa, đi làm một cái Tử Diệu Tinh đệ tử. Cái này mang ý nghĩa, nếu là tương lai, hắn nếu là có điều kiện, đi trật tự chi địa tìm Lý Khinh Ngữ, không đến mức giống đi Nguyệt Chi Thần Cảnh như thế, hoàn toàn không có cơ sở, nhất định phải đi Huy Nguyệt Thành. Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, tuy nhiên không phải hắn thế giới chân thật, có thể Lý Thiên Mệnh bây giờ nghĩ hiểu rõ nơi này. Nói thí dụ như, khiêu chiến cổ thần tượng, ta thật có thể tại mộng cảnh này bên trong, thu hoạch được đến từ tại phía xa ngàn tỷ dặm tinh không bên ngoài khen thưởng. Chờ một lúc, cái nghi vấn này, liền có thể công bố. Ngoại trừ cái này huyền chi hữu huyền đảo cổ thần tượng, cái này Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, vẫn còn có hạng mục sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh hết thảy có 3.000 cái nơi truyền thừa, cổ thần tượng chỉ là hắn một, nơi này là Tử Diệu Tinh 18 tòa đại lục, hơn 3.900 cái tông môn liên hợp cùng hưởng nơi truyền thừa. Chỉ cần ngươi có thiên phú, chỉ cần ngươi đầy đủ khắc khổ, ngươi có thể ở chỗ này đạt được ngươi hết thảy. Nếu như ngươi ở chỗ này biểu hiện ưu dị, những cái kia đỉnh cấp tông môn, cũng sẽ ở thế giới chân thật, đối ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu. Huyễn thiên tinh linh nói. Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Hắn biết, Nguyệt Chi Thần Cảnh diện tích, tương đương với Viêm Hoàng Đại Lục chừng phân nửa. Mà trật tự chi địa, nghe nói có Nguyệt Chi Thần Cảnh nghìn lần, vạn lần to lớn. Cái này Tử Diệu Tinh phía trên, có hơn 3.000 cái tông môn, đoán chừng trật tự chi địa quy mô cũng kém không nhiều. Một cái hằng tinh nguyên, có thể truyền thừa mấy triệu năm, thậm chí càng xa xưa. Tại hằng tinh nguyên rồi dào lực lượng phía dưới, ngàn vạn năm truyền thừa, ra đời hạng gì cường hãn cao các loại chủng tộc. Cho nên nói, trước mắt hắn những thứ này, cùng hắn cùng một chỗ xếp hàng người, cũng tương đương với, trên Thái Dương cao các loại chủng tộc. Người nơi này, căn bản đoán không được, sẽ có 3 cái đến từ thiên nhất giới diện thiên hồn, đánh bậy đánh bạ, tiến vào bọn họ tu luyện thế giới. Thiên hồn dù sao cũng là thiên hồn, cho nên Lý Thiên Mệnh rất khó coi đi ra, những người này có cái gì chỗ cường đại. Nhưng, đại khái cảm giác, cần phải đều rất mạnh, mà lại tướng mạo vô cùng kỳ quặc, quả thực loại người gì cũng có. Rất rõ ràng, hắn liền thấy không ít quỷ thần, bản nguyên thú tộc chờ. Lý Thiên Mệnh vừa hỏi đến nơi đây,
trước mặt hắn thì có một cái ghim viên thịt đầu nữ hài quay đầu. Cô bé này có một đôi con mắt màu xanh lục, xinh được dí dỏm đáng yêu, xem ra tuổi tác còn càng nhỏ hơn. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi. Tóc của ngươi cùng ánh mắt rất đẹp à, có thể nhận thức một chút sao? Ta gọi Liễu Hoàn Hoàn, đến từ Huyền Nhất Đại Lục, Huyền Tiên Các, ngươi thì sao? Đương nhiên là có thể, ta gọi Lâm Phong, cái kia, ta còn không có tiến tông môn đâu, ta cùng sư tôn ta tu hành. Lý Thiên Mệnh nói, không phải tông môn đệ tử, có thể được đến Huyền Thiên Chi Môn, nói rõ ngươi sư tôn rất lợi hại đây. Liễu Hoàn Hoàn nói, bình thường, bình thường, Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Hai vị này đâu, đều là đồng bọn của ngươi sao? Liễu Hoàn Hoàn hỏi. Đúng, các nàng gọi Tiểu Linh cùng Lâm Tiêu, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đang nghĩ, nhiều nhận biết mấy cái Tử Diệu Tinh đệ tử, đối với mình mở rộng nhãn giới, sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta đã hiểu, một cái là ngươi người yêu, một cái là ngươi muội muội, theo tên đều có thể đã nhìn ra. Liễu Hoàn Hoàn cười đùa nói. Ngươi tốt, Hoàn Hoàn. Bọn họ rất nhanh, thì lăn lộn đến cùng một chỗ đi. Cái này Liễu Hoàn Hoàn, vẫn là cái thật đáng yêu cô nương. Lưu cái phương thức liên lạc, Liễu Hoàn Hoàn hỏi. Làm sao Lưu, chúng ta lần thứ nhất tiến đến đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ai nha, các ngươi làm sao điều này cũng không biết đâu. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta song phương Huyễn Thiên Tinh Linh liền sẽ ghi chép. Chỉ cần chúng ta đều tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, ta liền có thể thông qua ta Huyễn Thiên Tinh Linh, tìm tới vị trí của các ngươi á. Liễu Hoàn Hoàn nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thần kỳ. Hắn Huyễn Thiên Tinh Linh lúc này thời điểm cũng đang hỏi hắn, nguyện ý cùng Liễu Hoàn Hoàn thành lập liên hệ sao? Lý Thiên Mệnh lựa chọn nguyện ý. Được rồi, chúng ta là bằng hữu, về sau chiếu cố nhiều hơn. Liễu Hoàn Hoàn vươn tay, cùng Lý Thiên Mệnh ba người đều cầm một chút. Chúng ta mới đến, còn có rất nhiều không hiểu chỗ, mời Hoàn Hoàn tỷ tỷ chiếu cố nhiều mới là. Lý Thiên Mệnh nói. Nói mò, ta cũng không có người lớn, người ta mới 30 tuổi. Liễu Hoàn Hoàn nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười không nói. Có cơ hội, ta mang các người đi địa phương khác đi loanh quanh, ta tới này Huyễn Thiên Chi Cảnh 10 năm, nơi này chơi cũng vui. Liễu Hoàn Hoàn nói. Cảm ơn Hoàn Hoàn, Khương Phi Linh ôn nhu nói. Tiểu Linh tỷ tỷ, người thật là dễ nhìn, nói thật, ta chưa thấy qua mấy cái, như ngươi như vậy có khí chất cô nương. Liễu Hoàn Hoàn cảm thán nói. Nói thật. Nàng vừa rồi chú ý tới Lý Thiên Mệnh ba người này, cũng là theo Khương Phi Linh bắt đầu. Các nàng nữ sinh trò chuyện, đề tài giống như liền không có xong. Lý Thiên Mệnh chen miệng vào không lọt, liền an tĩnh nghe. Lúc này thời điểm, Liễu Hoàn Hoàn phía trước một thanh niên quay đầu lại. Thanh niên này gánh vác lấy một thanh kiếm, tóc đen mày trắng, mắt như kiếm phong, xem xét cũng không phải là bình thường bối. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn liếc một chút, có chút không vui nói. Hoàn Hoàn, tại sao lại loạn kết giao bằng hữu? Không có việc gì nha, ba người bọn hắn rất tốt, cận sư huynh. Liễu Hoàn Hoàn nói. Đừng chậm trễ tu hành, người chính là chơi tâm thái trọng, đều 30 tuổi, mới, lục hợp thiên, cảnh giới, để người đồng lứa hất ra. Cận sư huynh nói. Chán ghét, không muốn vạch trần người ta ngắn. Liễu Hoàn Hoàn trợn mắt nói. Cái kia cận sư huynh xoay người, không lại phản ứng nàng. Thì hắn ra vẻ, hừ. Liễu Hoàn Hoàn quay đầu lại, nói, không có ý tứ, để mọi người chê cười, ta quả thật có chút đồ ăn. 30 tuổi, lục hợp thiên, có chút đồ ăn. Quả nhiên, Nguyệt Chi thần cảnh, so sánh Tử Diệu Tinh, chỉ là một cái chạm gác. Lý Thiên Mệnh cũng không nản chí. Hắn cảm thấy, ngay tại lúc này, chính mình có thể vượt qua Nguyệt Chi thần cảnh, đến Tử Diệu Tinh chỗ như vậy, là một loại to lớn may mắn. Đúng rồi. Các ngươi là lần đầu tiên khiêu chiến cổ thần tượng rồi. Liễu Hoàn Hoàn hỏi. Đúng vậy, có cái gì bí quyết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bí quyết, chuẩn bị tốt bị đánh là có thể. Liễu Hoàn Hoàn cười nói, ta khiêu chiến gần 10 năm, cuối cùng khiêu chiến đến tòa thứ 3 cổ thần tượng, thật sự là quá khó khăn. 10 vị trí đầu tòa tượng thần, bọn họ tuy nhiên về mặt sức mạnh, cùng chúng ta ngang hàng, nhưng lại nắm giữ trăm vạn năm tích lũy chiến đấu kỹ xảo, một loại chiến quyết, tối thiểu sử dụng ngàn vạn lần. Muốn bắt lại bọn họ, so với lên trời còn khó hơn. Nghe, xác thực rất khó. Dù sao đây là Tử Diệu Tinh thiên tài sàng chọn. Trách không được nói, khiêu chiến 100 tòa tượng thần, có thể cầm xuống, Tử Diệu đế quân, truyền thừa. Phụng trộm nói cho các người biết,
Cận sư huynh hôm nay là tại khiêu chiến thứ 7 tòa tượng thần, hắn mỗi lần đều bị đánh mặt mũi bầm dập, hì hì, mặc dù là thiên hồn thế giới, nhưng là chỉ cần không tỉnh lại, đau đớn là chân thật tồn tại. Liễu Hoàn Hoàn nhỏ giọng nói. Khụ khụ, phía trước cận sư huynh ho khan. Liễu Hoàn Hoàn vội vàng im miệng, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt. Ta còn có một cái nghi vấn, nhiều người như vậy xếp hàng đi vào, không phải chỉ có 100 tòa thần giống chứ? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải a, 100 tòa, chỉ là 100 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc cổ thần tượng, số lượng đều có không ít, mỗi một loại đại biểu một loại chiến quyết khen thưởng. Nói thí dụ như, người khiêu chiến tòa thứ nhất cổ thần tượng, kỳ thật là cái thứ nhất cấp bậc. Cái này thứ một cấp bậc tượng thần, thì có hơn vạn loại. Đẳng cấp càng cao cổ thần tượng, một cái cấp bậc bên trong, tượng thần chủng loại càng ít. Đương nhiên, mỗi một loại cấp bậc cổ thần tượng, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một loại. Xác định sau không thể sửa đổi. Tử Diệu Đế Quân truyền thừa, là 100 cấp, chỉ có một tòa, là tất cả người khiêu chiến mục tiêu cuối cùng, nó vẫn tồn tại, đã nói lên đến bây giờ không ai thành công qua. Liễu Hoàn Hoàn nói, Lý Thiên Mệnh minh bạch, cái gọi là 100 tòa, nhưng thật ra là 100 cấp. Mỗi một cấp bậc cổ thần tượng đều có rất nhiều, mỗi một loại, đại biểu một loại chiến quyết, nhưng chỉ có thể chọn một loại. Lý Thiên Mệnh hôm nay, chỉ có thể khiêu chiến đệ nhất cấp bậc cổ thần tượng. Vừa nói xong nơi này, thì đến phiên bọn họ tiến vào. Một lứa đi vào người, đúng lúc là 5 cái. Lý Thiên Mệnh bọn họ thì cùng cận sư huynh, Liễu Hoàn Hoàn cùng một chỗ đi vào. Bọn họ đầu tiên đi vào một ngôi đại điện bên trong. Cận sư huynh cùng Liễu Hoàn Hoàn muốn khiêu chiến tượng thần, bọn họ đã sớm khiêu chiến qua vô số lần, cho nên không lại dùng lựa chọn. Lý Thiên Mệnh ba người bọn hắn lần đầu tiên tới, mới cần tuyển định, chính mình khiêu chiến thứ một cái tượng thần. Thứ một cấp bậc tượng thần, có hơn vạn loại, nhưng kỳ thật, cái này hơn vạn loại, đều là một cái hình tượng. Cái kia chính là một cái người lập hoàng kim viên hầu. Chọn lựa tượng thần, cũng là chọn lựa khen thưởng, nói thí dụ như, nếu như ta lựa chọn khen thưởng vì cái môn này, thiên tinh nhất khí quyền, cái này thứ một cái tượng thần, liền sẽ thi triển thiên tinh nhất khí quyền cùng ta chiến đấu. Những thứ này đoán chừng đều là thần cấp chiến quyết. Lý Thiên Mệnh hôm nay thì chỉ là muốn tiểu thí nghiêu đao, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp chọn lựa thiên tinh nhất khí quyền. Tuyển định hoàn tất về sau, hắn trước một bước đi vào trong đại điện một cái quang trong vòng. Siêu! Hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại một địa phương khác. Đây là một cái hình tròn chiến trường. Đường kính có chừng khoảng 1 vạn mét, 4 phương 8 hướng, hoàn toàn phong bế. Bên trong chiến trường, 10 phần lóe sáng. Cổ thần tượng tức sắp giáng lâm, người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm hùng hậu, tại hình cầu này trong chiến trường chấn động. Chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh nghĩ trước tiên sự tình, đương nhiên là đem huỳnh hỏa bọn họ phóng xuất. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhất động, trên người hình xăm, rốt cục chóc ra. Trong lúc nhất thời, trước đây chỉ có thể biệt khuất ở trên người hắn cộng sinh thú nhóm, toàn bộ oa oa rơi xuống đất. Khôi phục bọn họ nguyên bản dáng vẻ. Lý Thiên Mệnh cấp tốc xuất ra Đông Hoàng kiếm, đồng thời đem Tứ Phương Thần kiếm kêu gọi ra. Chuẩn bị hoàn tất, Tiên Tiên đã cấp tốc triển khai, tại hình cầu này trên chiến trường chiếm cứ vị trí. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang còn tại thích ứng chính mình trong mộng cảnh thân thể. Ta đoán, Thanh Linh Tháp công hiệu khả năng không có. Huỳnh Hỏa nói. Đúng. Huyễn Thiên chi cảnh ghi chép, khẳng định sẽ bỏ sót. Lý Thiên Mệnh ở chỗ này động thủ, thực lực sẽ hơi kém một chút. Bọn họ vừa nói đến đây, cổ thần tượng buông xuống. Một đầu cao 20 mét hoàng kim viên hầu, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thứ này xem ra cũng không phải là sinh linh, đúng là một tòa pho tượng, nhưng là nó lại có thể động. Có thể là Lý Thiên Mệnh lựa chọn, thiên tinh nhất khí quyền, quan hệ, nó hai cái quyền đầu, biến đến nhất là to lớn, trên đó còn có tinh quang thiểm diệu. Làm nó hoạt động ra thời điểm, tựa như là một trời sinh quyền thủ. Liễu Hoàn Hoàn nói, nó đã tiếp nhận 100 vạn lần khiêu chiến, đem thiên tinh nhất khí quyền sử dụng 1000 vạn lần trở lên. Loại này độ thuần thục, chỉ có thể nói nổ tung. Còn không có động thủ, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác được, cái này cổ thần tượng tuyệt đối là chí mạng quyền sư. Tin tức tốt duy nhất là, cảnh giới của nó lực lượng, giống như cùng Lý Thiên Mệnh lực lượng thăng bằng. Cái này cùng phẩm chất không quan hệ. Lý Thiên Mệnh biểu hiện cái gì cường độ lực lượng, nó lập tức sẽ bày ra ngang nhau lực lượng.
duy nhất có thể đánh bại nó phương pháp, cũng là lực lượng bên ngoài phương diện, vượt qua cổ thần tượng. Trách không được khó như vậy a. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú nhiều, thức thần nhiều, tại loại này tỉ thí với, rõ ràng sẽ có nhất định ưu thế. Khiêu chiến bắt đầu. Theo một tiếng tuyên cáo, cái kia viên hầu cổ thần tượng, trong nháy mắt xuất thủ. Nó trực tiếp lao vụt mà đến, một đạo thiểm quang, đột nhiên vọt tới trước, bạo loạn xuất quyền. Một quyền kia thần uy, dẫn động tinh thần lực lượng, hội tụ tại trên nắm tay, nhất quyền đánh ra, tinh hải hội tụ, hình thành mãnh liệt âm bạo. Lại nhanh lại hung mãnh. Có thể là bởi vì Lam Hoang hình thể so sánh lớn, cho nên nó lựa chọn mục tiêu, chính là Lam Hoang. Gia hỏa này còn không có kịp phản ứng, thời khắc nguy hiểm, trực tiếp mở ra thiên trọng tinh hoàn cùng đối phương cứng rắn. Kết quả, cái kia cổ thần tượng quyền pháp, thì cùng mọc mắt giống như, trong lúc nhất thời như là thiên tinh vẫn lạc, hoàn toàn xuyên qua Lam Hoang phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên người của nó. Ầm ầm, Lam Hoang cái kia lớn như vậy thân thể, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đập vào hình tròn chiến trường trên vách tường. Vừa đối mặt, nó hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Thật sẽ đau. Lam Hoang ngạc nhiên nói. Tại nó ngạc nhiên thời điểm, cái kia cổ thần tượng quét ngang bốn phương tám hướng, tại toàn bộ hình tròn trong không gian điên cuồng đánh người. Một loại sử dụng ngàn vạn lần chiến quyết, quả thực hạ bút thành văn. Rầm rầm rầm. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người chịu cái môn này quyền pháp. Còn thật đừng nói, cho dù là ở trong giấc mộng, đều có thể cảm nhận được cái môn này quyền pháp hung tàn. Chống đỡ. Lại chịu đánh xuống, khẳng định phải mặt mũi bầm dập. Lý Thiên Mệnh cắn răng hống một tiếng, toàn lực trùng sát. Một người bốn kiếm bốn thú, đồng thời xuất thủ. Tuy nhiên không quá hoàn chỉnh, có thể bọn họ bốn cái thần thông, vẫn là phát huy ra. Lý Thiên Mệnh thủ đoạn phong phú, một chiêu thiên đạo luân hồi kiếm, tứ phương thần kiếm cùng một chỗ thi triển, uy lực có thể so với chém giết Huy Nguyệt Hải một chiêu kia. Lại thêm huỳnh hỏa bọn họ đồng loạt ra tay. Có người dây dưa, có người đánh lén, lại đến phiên Lý Thiên Mệnh chính diện bạo sát. Đương 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 đương. Một lần vây giết, cổ thần tượng, phá nát. Xác thực nói, cái này cổ thần tượng lực lượng, tương đương với ta cùng tất cả cộng sinh thú, thức thần điệp ra. Có điều, thủ đoạn của chúng ta, phối hợp, vẫn là đầy đủ phong phú, cầm xuống cái này thứ một cái tượng thần, không tính rất khó khăn. Hắn cảm giác, cái này cổ thần tượng khảo nghiệm là thiên phú. Đương nhiên, cảnh giới là thiên phú hiện ra. Cho nên hướng xuống khiêu chiến, một chút thiên phú xuất chúng, nhưng là cảnh giới phía trên lạc hậu, thiên tài, hẳn là sẽ bị đào thải rơi. Khiêu chiến thành công. Hắn tiến đến trước hỏi qua huyễn thiên tinh linh. Cái này cổ thần tượng, 10 ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, mà lại mặc kệ thành công hay không, đều phải rời đi. Dù sao tư nguyên có hạn. Người đã thu hoạch được thiên tinh nhất khí quyền, pháp quyết. Huyễn Thiên Chi Cảnh đã có ghi chép, nếu là ngoại truyền, tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm. Lần sau, có thể khiêu chiến tòa thứ hai tượng thần. Như thế nào thu hoạch được pháp quyết? Đơn giản, nghe Huyễn Thiên Tinh Linh niệm tụng. Nếu như ta là Tử Diệu Tinh đệ tử, ta ngoại truyền pháp quyết, bọn họ có thể tra được, nhưng vấn đề là, ta không tại A. Làm sao tra? Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cảm giác có lỗ thủng. Giả thiết nói, hắn đem cái này chiến quyết. Truyền cho Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo tại Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên sử dụng, Tử Diệu Tinh người, làm sao có thể biết. Cái này một tòa huyễn thiên chi môn, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trong tay, hẳn là một cái ngoài ý muốn. Khiêu chiến hoàn tất về sau, Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện tại huyền chi hữu huyền đảo phía trên. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu còn chưa có đi ra. Lý Thiên Mệnh liền để huyễn thiên tinh linh niệm tụng pháp quyết, hắn thì một lần lại một lần đọc thuộc lòng. Lấy hắn hiện tại mệnh hồn thiên phú, lại thêm quan sát cổ thần tượng xuất quyền ảo diệu, cái môn này quyền pháp, hắn cảm giác không khó. Dù sao đây là huyền chi hữu huyền đảo, kém cỏi nhất tầng thứ chiến quyết. Hắn cảm giác, dựa theo mình bây giờ mức độ, còn có thể khiêu chiến vài tòa. Không biết, hiện tại đọc thuộc lòng xem rõ ràng, tỉnh mộng về sau, ta sẽ không quên. Nếu như không biết quên, vậy liền triệt để nói rõ, cái này huyễn thiên chi cảnh. Với hắn mà nói, là một cái bảo tàng chi địa. Đúng vào lúc này, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đồng thời đi ra. Làm Lý Thiên Mệnh đã gặp các nàng thời điểm, hắn nhịn không được cười ra tiếng âm. Ha ha! Đó là bởi vì, hai gia hỏa này bị đánh thảm rồi. Thật đúng là mặt mũi bầm dập.
thật là đau a. Khương Phi Linh bụng mặt nói. Nơi quái quỷ gì, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Lý Thiên Mệnh vội vàng an ủi. Đúng rồi, không tới, Khương Phi Linh nói. Cho nên, các ngươi đều thua. Các nàng cùng một chỗ gật đầu. Ta chính là chưa chuẩn bị xong, lần sau, ta nhất định đánh nó. Khương Phi Linh nói. Không có vấn đề. Ca ca, ngươi thành công. Khương Phi Linh hỏi. Đúng, ta chính muốn trở về xem một chút, mộng tỉnh về sau, còn có thể hay không nhớ được. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Thức tỉnh rất đơn giản, một cái ý niệm trong đầu sự tình. Có lúc thế giới chân thật biến hóa, cũng sẽ dẫn đến thiên hồn cưỡng ép thức tỉnh. Nằm mơ làm đến một nửa, cũng là loại cảm giác này. Hô! Làm Lý Thiên Mệnh hít thở một hơi thật sâu, mở mắt thời điểm. Hắn phát hiện, chính mình về tới Viêm Hoàng Đại Lục. Trời đã sáng. Hắn theo trời vị trong kết giới đi ra, giãn ra một thoáng hai tay, sảng khoái tinh thần. Cái này, mới là chân thực, còn sống cảm giác a. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, tại huyễn thiên chi cảnh lấy được khen thưởng, còn nhớ rõ ở sao? Khương Phi Linh khẩn trương hỏi. Thử một chút. Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám tí, ngưng tụ thành quyền. Sau đó, đột nhiên xuất thủ. Ông! Nhất quyền, tinh thần chấn động, phía trước hiên viên hồ, lãng vượt lên trời. Đây chính là thiên tinh nhất khí quyền. Đây chỉ là rất đơn giản một chiêu thần cấp chiến quyết, thậm chí còn không bằng lục đạo sinh tử kiếm. Nhưng là, nó sinh ra, mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh có thể tại Viêm Hoàng Đại Lục. Thì khai sáng một đầu mới tu luyện chi lộ. Trời cũng giúp ta. Lý Thiên Mệnh nhìn qua Nguyệt Chi thần cảnh, ánh mắt nóng rực. Một số thời khắc, cái kia đưa Huy Nguyệt kiếp lên đường A. Nguyệt Chi thần cảnh, Huy Nguyệt thành. Ngươi nhanh đi vào, ta ca có lời muốn hỏi ngươi. Huy Dạ Âm hung hăng đạp Huy Dạ Thi một chân. Âm tỷ, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Huy Dạ Thi u oán nói. Mau cút đi vào. Huy Dạ Âm cả giận nói. Huy Dạ Thi bĩu môi, đi vào trong đình viện, ngẩng đầu nhìn lên. Rít lên một tiếng, vang vọng đám mây. Rất rõ ràng, đây là Huy Dạ Thi kêu thảm. Nàng vừa mới đi vào đi, thì phát ra cái này kinh hồn kêu thảm, sau đó từ bên trong liền bò mang lăn chạy ra đến, trực tiếp đụng phải Huy Dạ Âm trong ngực. Xú nha đầu, người muốn chết à? Huy Dạ Âm giữ nàng lại vạt áo, liền muốn hướng trên mặt nàng tát một phát. Huy Dạ Thi sắc mặt như giấy trắng, còn tại thét lên. Ngươi cầm miệng cho ta. Huy Dạ Âm thấy được nàng đã dài ra một chút tóc, tâm lý càng nén giận. Nàng đều còn chỉ riêng đây. Ca ngươi bể đầu. Huy Dạ Thi dùng hết tất cả khí lực, đem mấy chữ này nói ra miệng, vẫn nhịn không được nghĩ mà sợ. Ta bảo ngươi cái đầu heo. Huy Dạ Âm trợn mắt nói. Ngay tại vừa mới, nàng còn cùng kiếp, nói chuyện qua đây. Lần trước Huy Nguyệt kiếp thụ thương, tuy nhiên thức thần tạm thời không có khôi phục, có thể trên mặt thương thế, cơ bản đã tốt. Ngươi nhanh vào xem một chút đi, cầu văn ngươi, khác lão làm ta bị người đùa bỡn cảm tình, đã đầy đủ thảm rồi âm tỷ. Huy Dạ Thi cầu khẩn nói. Xác thực, Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh chạy về sau, hiện tại Huy Nguyệt Thành đều biết, nàng bị lợi dụng. Người khác dở trò gian, cùng ta đi vào chung, còn muốn chạy. Huy Dạ Âm chỉ muốn bật cười. Ở trong mắt nàng, cái này Huy Dạ Thi càng lúc càng giống là một cái ngốc thiếu. Nàng kéo lấy Huy Dạ Thi đi vào đình viện, trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ, ngẩng đầu nhìn lên, đình viện trong lương đình trên mặt ghế đá, ngồi đấy một người nam tử, chính là huynh trưởng của nàng Huy Nguyệt Kiếp. Chỉ là lúc này thời điểm, Huy Nguyệt Kiếp giống như ghé vào trên bàn đá, hai tay vô lực gục xuống. Đầy bàn đều là đỏ trắng dịch thể, chính lẫn vào ngón tay của hắn cùng góc bàn. Ào 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 chảy xuống. Huy Dạ Âm như bị sét đánh. Ngươi xem đi, ta không mù nói đi, đầu không có. Huy Dạ Thi nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn. Một khắc này, Huy Dạ Âm thế giới dừng lại. Nàng tại chút thời gian trước, mắt thấy phụ thân chính là chết không nhắm mắt, vốn cho rằng là một cái kết thúc. Nhưng là hôm nay, nàng tận mắt thấy, Huy Nguyệt Kiếp lấy mạc danh kỳ diệu phương thức, chết tại hiện tại phong bế Huy Nguyệt Thành. Nàng phát ra một tiếng nhọn hơn kêu thảm, chậm rãi quỳ trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Mau tới người, người tới đây mau, hô bà. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Nghe được cái này thanh âm huyên náo, bên ngoài không ít người mang theo nghi hoặc tiến đến, nhìn thấy màn này.
Tại Huy Nguyệt gia tộc rất nhiều cường giả chiến tử về sau, Huy Nguyệt kiếp mang ý nghĩa Huy Nguyệt gia tộc tương lai hy vọng. Liền nữ hoàng đều đem hắn lưu tại nơi này, trọng kiến Huy Nguyệt gia tộc, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Thế nhưng là, hắn chết. Người nào giết? Không biết a, một chút âm thanh đều không có. Một phút trước, ta còn đã nói với hắn lời nói đâu. Nhanh đề phòng, hung thủ rất có thể liền tại phụ cận, cũng là người áo bào trắng kia, hắn lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời, kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Toàn bộ Huy Nguyệt thành, lần nữa thần kinh căng thẳng, đóng giữ các cường giả một vừa xuất hiện. Bồ đề mang đến ác mộng, lại lần nữa xuất hiện. Hết thảy giống như Lý Thiên Mệnh đoán như thế, cách hắn lần trước cùng Huy Nguyệt kiếp chi chiến, đã qua quá lâu. Đế quân kiếm ngục là cao cấp thủ đoạn giết người, không hề tưởng tượng lực, căn bản không đoán ra được. Không có khả năng có người lại bởi vậy, hoài nghi đến trên người hắn. Một tháng làm nhục mối thù, hắn thì đơn giản như vậy dứt khoát, trực tiếp báo thù. Việc này không có thương lượng. Tháng kia, hắn cùng Khương Phi Linh là làm sao qua được, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Hắn thậm chí đoán được, Huy Nguyệt gia tộc những người này, lập tức liền sẽ đem nổi vung ra bồ đề trên thân. Chỉ có hắn, có thể vô thanh vô tức giết người. Tại ồn ào trong hỗn loạn, Huy Nguyệt gia tộc còn lại trưởng bối cường giả, toàn bộ vây quanh. Cùng tháng bờ sông bà nhìn đến Tôn Nhi thảm trạng về sau, thân thể nàng mềm nhũn, trực tiếp vững quyết đi qua, hơn nửa ngày mới tỉnh lại, trực tiếp té ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Không hề nghi ngờ, nàng cái này dáng vẻ tuyệt vọng rất thảm. Bà, kiếp thực lực không kém, có thể lặng yên không một tiếng động tuấn sát hắn người, tối thiểu cửu tôn thiên trở lên. Sát thủ kia rất có thể lại trà trộn vào đến rồi. Không thể nào, hiện tại Huy Nguyệt thành toàn phong bế, hắn lần trước xông tới, động tĩnh đều rất lớn. Ta thế nào biết hắn là làm sao làm được, bên này xuất hiện sát thủ tung tích, đến lập tức thông báo bệ hạ. Những ngày qua địch nhân mai danh ẩn tích, lại ra đến rồi. Thì cái này một cái đỉnh phong giết hại cuồng ma, núp trong bóng tối, đã sớm đem Nguyệt thần tộc dọa sợ. Hiện tại Bát Nguyệt Thiên Thành vũ trang đầy đủ, đều đang đợi hắn xuất hiện. Huy Nguyệt gia tộc quần long vô thủ, hiện tại cũng dựa vào Nguyệt Hà bà uy vọng, cùng nàng còn lại hai đứa con trai tại chèo trống. Trước phòng thủ, nhanh, nhanh. Nhìn đến cái này một mảnh hỗn loạn thê thảm tràng diệt, Huy Dạ Thi tránh trong góc, run lẩy bẩy. Nàng thì một cái sinh tử kiếp cảnh, tự nhiên không ai hoài nghi đến trên người nàng tới. Dù sao, nàng vào xem Huy Nguyệt kiếp, không đến thời gian ba cái hô hấp, liền bị hoảng sợ đi ra. Cái này tử trạng, không quá giống là sát thủ kia động thủ, mà lại, người kia giết người như ngoé, nếu như hắn theo sẽ Huy Nguyệt kiếp bắt đầu, hiện tại tối thiểu chết 10 cái. Nàng ý tưởng này, rất nhiều người đều có. Nhưng nói thật, mọi người đều bị dọa sợ. Hiện tại cũng là chim sợ cành cong, nghe được cung thanh âm, đều cho là mình muốn bị bắn thủng. Tại cái này trong hỗn loạn, Huy Nguyệt kiếp bị ôm vào trong quan tài. Khiêng đi, cả đời kết thúc. Sẽ không có người biết, hắn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cùng tại phía xa thiên nhất giới diện bên trong Lý Thiên Mệnh có quan hệ. Ta vẫn là tranh thủ thời gian chuồn mất đi. Huy Dạ Thi thừa dịp không ai chú ý, hóp lưng lại như mèo, vụng trộm đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng đâu, bỗng nhiên phía trước có một nhóm người ngự không bay tới. Theo phục sức để phán đoán, đám người này chính là Nguyệt Thần Hoàng tộc. Hết thảy hơn 30 cường giả. Huy Nguyệt gia tộc bọn người thấy một lần người đến, liền vội vàng hành lễ. Nguyệt Hà bà hoảng vội vàng đứng lên nghênh đón, nói. Lão hủ mang Huy Nguyệt gia tộc, cung nghênh, Phong Nguyệt Thân Vương, cùng các vị đại nhân. Vị này Phong Nguyệt Thân Vương, chính là Hy Hoàng thân đệ đệ. Cùng Hy Hoàng cùng cha cùng mẫu. Hy Hoàng cầm quyền về sau, hắn thâm thụ trọng dụng, chính là Hy Hoàng trợ thủ đắc lực. Hắn cũng là Nguyệt thần tộc bài danh 10 vị trí đầu cường giả, lúc này chính vào năm đó. Phong Nguyệt Thân Vương dài đến 10 phần tuấn giật, hắn người mặc trường bào màu trắng, trường bào phía trên thêu lên màu xanh lam trăng sáng, này làn da 10 phần trắng nõn, tướng mạo cùng Hy Hoàng có chút tương tự. Anh Tuấn sau khi, lại có 3 phần yêu dã. Phía sau hắn hơn 30 vị, đều là đi theo hắn dòng chính cường giả. Vốn là Huy Nguyệt Thiên Ngự địa vị, miễn cưỡng có thể cùng Phong Nguyệt Thân Vương so sánh. Nhưng bây giờ, hắn không có. Huy Nguyệt thành những người còn lại, đều phải đối Phong Nguyệt Thân Vương, tất cung tất kính. Phong Nguyệt Thân Vương vừa mới đến, liền cau mày nói.
nghe nói sát thủ kia lại xuất hiện. Còn không thể xác định, nhưng là tôn nhi ta. Nguyệt Hà bà cưỡng ép đè lại tâm lý đau xót, nhìn thoáng qua bên trong quan tài kiếm cháu trai. Biết, Huy Nguyệt gia tộc tiếp chỉ. Phong Nguyệt thân vương hô một tiếng. Huy Nguyệt gia tộc toàn bộ quỳ bái. Xét thấy hung đồ tàn phá bừa bãi, Huy Nguyệt Thành tổn thất nặng nề, không năng lực tự vệ. Ngay hôm đó lên, Huy Nguyệt Thành tạm thời giao cho Phong Nguyệt thân vương trưởng khống, tất cả mọi người nghe theo chỉ huy. Tuân chỉ. Liền Huy Nguyệt kiếp đều đã chết, Huy Nguyệt gia tộc, triệt để sợ. Tạm thời không có còn lại thương vong, mà lại tôn thiên Huy Nguyệt kết giới phong bế, không nhất định là hung đồ xuất hiện. Nguyệt Hà, người tôn nhi cái chết, có thể là những người khác gây nên. Việc này chính các ngươi điều tra, ta tiếp đó, sẽ phụ trách bảo toàn Huy Nguyệt Thành an nguy. Phong Nguyệt thân vương nhanh chóng quyết đoán nói. Vâng, Nguyệt Hà bà mang theo Huy Nguyệt gia tộc già yếu tàn tật, nghe theo an bài. Đúng rồi, Lý Thiên mệnh đâu? Bệ hạ cho thời gian của các ngươi, đủ dài. Phong Nguyệt thân vương híp mắt, nhìn lấy bọn hắn. Chúng ta, có phụ bệ hạ nhờ vả, tạm thời mất đi manh mối. Nguyệt Hà bà nói. Ha ha, thật là một đám phế vật, một cái oa oa đều bắt không được, muốn các ngươi làm gì dùng. Phong Vân thân vương cười lạnh một tiếng, hắn ngữ khí lạnh lẽo, nói, nghe rõ ràng, bệ hạ hiền năng ái tài, đối với người này cảm thấy hứng thú vô cùng, trước khi đi, nàng còn nhắc nhở qua ta, phải tất yếu tìm tới người này. Cho nên, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều phải hoàn thành nhiệm vụ này, hiểu chưa? Minh bạch, Nguyệt Hà bà bọn họ mồ hôi lạnh ứa ra. Theo giọng điệu này nghe, Hy Hoàng đối Lý Thiên Mệnh, đã đến khao khát cấp độ. Cái kia đây là muốn là làm hư, bọn họ Huy Nguyệt gia tộc, chỉ sẽ thảm hại hơn. Huy Nguyệt kiếp chết, phía dưới lại đi điều tra, hiện tại các ngươi nói với ta rõ ràng, cái này Lý Thiên Mệnh, đến cùng là tình huống như thế nào. Tất cả đi qua, chi tiết, ta đều phải biết. Phong Nguyệt thân vương nói. Lão hủ cái này nói tỉ mỉ. Nguyệt Hà bà liền đem Lý Thiên Mệnh tại Huy Nguyệt thành chi tiết, toàn bộ nói một lần. Nàng còn chỉ một chút Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi, cũng là ngươi. Phong Nguyệt thân vương ánh mắt quét qua, để mắt tới nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bẩy Huy Dạ Thi. Hồi thân vương, là ta. Đều tại ta quá ngu, khiến người ta lợi dụng. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Mượn danh nghĩa ở rể tu hành, đắc tội Huy Nguyệt kiếp, cho nên chạy, trực tiếp đem ngươi ném đi. Phong Nguyệt thân vương cười tủm tỉm hỏi. Hẳn là dạng này, tên vương bát đản này, ăn cây táo rào cây sung. Huy Dạ Thi cả giận nói. Ngươi đừng vội tỏ thái độ. Phong Nguyệt thân vương sắc mặt lạnh lẽo, ra hiệu nàng im miệng, sau đó đối Nguyệt bờ sông bà nói. Nghe cho kỹ. Tuyên bố ra ngoài, coi như làm cho cả Nguyệt chi thần cảnh người biết, cũng không đáng kể. Liền nói, nếu như Lý Thiên Mệnh trong nửa tháng, không trở về Huy Nguyệt Thành, liền đem cái này Huy Dạ Thi tháo thành tám khối. Coi như hắn trốn ở trong hốc núi, nửa tháng, đều có thể nghe được tin tức đi. À, Nguyệt Hà bà bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Huy Dạ Thi sắc mặt trắng bệch, dọa đến lui lại đâm vào trên vách tường. Thân vương đại nhân, người đem ta chặt thành bao nhiêu khối, cái này đàn ông phụ lòng cũng sẽ không chớp mắt a. Huy Dạ Thi vừa nói chuyện, một bên hàm răng phát run. Nàng là thật sợ. Thân vương, cái này vô dụng, hắn đều chạy, như thế nào phản ứng đứa nhỏ này? Nguyệt Hà bà nhớ tới nàng đã không cha không mẹ, lương tâm phát hiện, còn sách Huy Dạ Thi nói một câu. Kỳ thật chủ yếu nhất, vẫn là nàng cảm thấy căn bản vô dụng. Huy Dạ Thi hoàn toàn mộng. Lý Thiên Mệnh không phải liền là phế đi Huy Nguyệt kiếp một kiếp vòng sao? Hiện tại Huy Nguyệt kiếp người đều đã chết, bọn họ lại không tìm hung thủ, mà chính là muốn như thế khuếch trương thanh thế, thông báo toàn bộ Nguyệt chi thần cảnh, dùng cái mạng nhỏ của mình bức Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh, đào hoàng tộc tổ phần A? Nàng hoàn toàn không nghĩ ra A. Tuy nhiên mệnh của nàng là nhỏ mệnh, nhưng là thông báo toàn bộ Nguyệt chi thần cảnh, quá khoa trương. Nàng nghĩ tới Phong Nguyệt thân vương lời mới vừa nói, nhất thời ngây dại. Nguyên lai nguyên nhân chân chính là, nàng sùng bái nữ hoàng, coi trọng Lý Thiên Mệnh rồi. Vậy cũng không cần, lấy loại phương thức này a. Cái này, đây là chưa từng thấy nam nhân sao. Huy Dạ Thi khóc không ra nước mắt a. Chủ yếu nhất là, nàng và Lý Thiên Mệnh, ngay từ đầu đều cho rằng, lỗi của bọn hắn, chỉ là phế đi Huy Nguyệt kiếp một kiếp vòng, cho nên không nghĩ nhiều. Bằng không, Huy Dạ Thi sớm liền theo hắn cùng một chỗ chạy.
Nàng vội vàng cho Phong Nguyệt Thân Vương quỳ xuống, khóc ròng ròng nói. Thân Vương Điện Hạ, ta phụ mẫu vì sát thủ kia giết chết, ta bây giờ cơ khổ không nơi nương tựa, còn bị đàn ông phụ lòng lừa gạt, liền xem như trời sập xuống, người này cũng không có khả năng tới cứu ta a, đây không phải để cho ta trắng chết vô ích sao? Nàng bộ dáng quá đáng thương. Huy Nguyệt gia tộc rất nhiều người, đều muốn nói lại thôi, muốn cho nàng nói chuyện, lại sợ gây phiền toái. Chủ yếu là, Phong Nguyệt Thân Vương phương pháp này, xác thực quá bất hợp lý. Cái này bệ hạ, đến đói khát tới trình độ nào a? Nghe Huy Dạ Thi, Phong Vân Thân Vương thản nhiên nói, ta biết, hắn 99% sẽ không cứu ngươi. Vậy tại sao a? Cũng là cầm mệnh của ngươi, chế tạo đề tài, để hắn nghe được, bệ hạ đang tìm hắn, mà lại, chuẩn bị đưa cho hắn lớn nhất khoáng đạt tiền đồ. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Huy Dạ Thi mờ mịt, ngồi trên mặt đất. Cho nên, đối bệ hạ tới nói, mệnh của ta, cũng là cỏ rác. Đó là thần tượng của nàng. Nàng mơ ước cũng có ngày, gặp nàng một mặt, thuật nói mình kính ngưỡng. Thế mà, hiện thực lại cho trầm trọng nhất nhất kích. Nghĩ gì thế ngu xuẩn nha đầu, thì ngươi cái này mạng nhỏ, cỏ rác, ngươi xứng với sao? Phong Nguyệt Thân Vương sau khi nói xong, khoát tay chặn lại, quơ quơ ống tay áo, quay người rời đi. Hắn là phủ lên dư luận cao thủ. Tùy tiện một tiểu chiêu, loại sự tình này, thì sẽ truyền rất rộng. Chờ bọn hắn sau khi đi, Nguyệt Hà bà bọn họ nhìn lấy ngây người như Phống Huy Dạ Thi, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ngươi đáng thương sao, ta ca cha ta cũng bị mất, tất cả mọi người một dạng, đừng khóc, chờ chết đi ngươi. Ta muốn là ngươi, nửa tháng này, thỏa thích vui đùa đi. Huy Dạ Âm vỗ đầu của nàng, thở dài một hơi. Thỏ chết hồ buồn. Nàng không lại chán ghét Huy Dạ Thi, dù sao, nàng trước kia còn là theo bên người lẫn vào tiểu muội. Huy Dạ Âm chỉ có thể nói, việc này đụng phải, liền xui xẻo đi. Tất cả mọi người đi. Không có người, có thể cứu được Huy Dạ Thi. Ô ô, Huy Dạ Thi ngồi xổm ở vách tường bên cạnh, co do, ôm lấy hai chân, oa oa khóc giống. Viêm Hoàng Đại Lục, ban đêm. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trên trời ngân sắc ánh trăng. Tiểu Phong, chờ một chút, ta tìm tới cơ hội, nhất định rất nhanh. Linh hạch mở ra, huyễn thiên chi cửa mở ra, bốn cái thiên vị kết giới xuất hiện. Hắn cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, hóa thân thành Lâm Phong, Tiểu Linh cùng Lâm Tiêu, lần nữa đi tới huyễn thiên chi cảnh, xuất hiện ở lần trước trên đảo nhỏ. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh sắc mặt tối sầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, lại xuất hiện ở chỗ cũ. Hắn meo, ta không thuần khiết, chúng ta tại bị Lý Thiên Mệnh trà đạp, đời ta, rốt cuộc rửa không sạch sẽ cái này bẩn thỉu thân thể. Huỳnh Hỏa kêu rên nói. Người mẹ nó đi chết đi, Lý Thiên Mệnh phát điên nói. Linh Nhi thật xin lỗi, cái này vốn nên là ngươi. Huỳnh Hỏa buồn bã hô. May mắn, huyễn thiên tinh linh xuất hiện. Tôn kính Tử Diệu Tinh đệ tử, xin hỏi cần huyễn thiên tinh linh cho các ngươi phục vụ sao? Nhanh, nhanh cho ta cải biến hình xăm vị trí. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Được rồi, huyễn thiên tinh linh vì ngươi cống hiến sức lực. Sốt cục, Phong Khinh Vân đạm. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, làm bộ nhìn không thấy cười thành một đoàn Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đối huyễn thiên tinh linh nói. Cái kia, ta lần trước không phải cải biến vị trí sao? Tại sao lại trở về rồi? Bởi vì ngầm thừa nhận vị trí sẽ thiết lập lại, đây là huyễn thiên chi cảnh thiết lập, dù sao, sẽ không có người để ý, cộng sinh thú thiên hồn vị trí. Huyễn thiên tinh linh nói. Nói cách khác, ta mỗi lần tiến đến, cũng biết này dạng. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Đúng thế. Ta dựa vào, ta cũng không tiếp tục đến địa phương quỷ quái này. Khóc không ra nước mắt a. Ngươi còn ghét bỏ ta. Lão tử ghét bỏ ngươi a. Huỳnh Hỏa cả giận nói. Ai? Hai người bọn họ, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn được. Hâm mộ gà đại ca, có chim đi theo, bị rực song phi. Miêu Miêu nói. Lý Thiên Mệnh nhanh nôn. Huyễn thiên chi cảnh, ta đi tra ngươi. Hắn chỉ có thể phân phó huyễn thiên tinh linh, nói, lần sau ta tiến đến, ngươi tốt nhất trong nháy mắt, giúp ta cải biến vị trí, nếu không cái chỗ chết tiệt này, ta cũng không tới nữa. Được rồi, bất quá ngươi không đến, liên quan ta cái rắm. Huyễn thiên tinh linh nói. Ngươi còn dám dỗi ta. Lý Thiên Mệnh trợn mắt hốc mồm. Dựa theo chủ nhân thiết lập, ta có thể. Huyễn thiên tinh linh nói.
người chủ nhân là ai? Vậy dĩ nhiên là không gì làm không được, siêu việt thiên địa huyễn thiên thần tộc. Huyễn thiên tinh linh tự hào nói. Lần trước ban đầu thể nghiệm cái này huyễn thiên chi cảnh, sau khi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh tâm lý sinh ra không ít nghi hoặc. Hắn lần này tiến đến, dự định hướng cái này huyễn thiên tinh linh, duy nhất một lần hỏi rõ ràng. Cho nên, hắn không vội mà đi khiêu chiến rất nhiều, nơi truyền thừa. Ta muốn thỉnh giáo mấy vấn đề, Lý Thiên Mệnh nói. Tùy tiện hỏi, không vượt qua quyền hạn, ta đều có thể trả lời. Huyễn thiên tinh linh nói. Đệ nhất, huyễn thiên chi cảnh thành lập ở nơi nào? Nó bản chất là cái gì? Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn thiên chi cảnh, xây dựng ở, dị độ ký ức không gian. Nó bản chất, là một cái đăng phong tạo cực, vĩnh hằng huyễn thiên kết giới. Huyễn thiên tinh linh nói. Dị độ ký ức không gian. Cái kia chính là dạ lăng phong, bị lưu đầy địa phương. Đúng. Đây là một cái thế giới như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản tới nói. Vũ trụ của chúng ta thiên địa, xây dựng ở thế giới chân thật, bên trong, thế mà có một cái, hư vô thế giới, điệp ra tại thế giới chân thật phía trên, một thật một giả, mới là thế giới diện mục thật sự. Người vị trí bất luận cái gì không gian, đều là song trọng thế giới, nhưng là, người chỉ có thể nhìn thấy, cảm nhận được thế giới chân thật tồn tại. Cái này hư vô thế giới, cũng là dị độ ký ức không gian, nó là một giấc mơ, là một cái thuộc về thiên hồn thế giới. Thiên hồn thường ngày đều đang theo dõi mệnh hồn, duy chỉ có tại mệnh hồn giấc ngủ, lúc hôn mê, thiên hồn mới có thể chui vào cái này, dị độ ký ức không gian, ở cái này hư vô thế giới lang thang. Bởi vì thiên hồn va chạm cái thế giới này, sẽ đem tự thân trí nhớ cùng hư vô thế giới dung hợp, cho nên, trong cái không gian này hết thảy đều rất hỗn loạn, thiên hồn tại dị độ ký ức không gian lữ trình, nói trắng ra là cũng là nằm mơ thời điểm, hết thảy vô cùng kỳ quặc, không liên hệ sự tình, sẽ đụng vào nhau, trí nhớ sẽ tùy tiện nhảy vọt. Khi tỉnh lại, người sẽ không nhớ quá rõ ràng, trong mộng phát sinh qua cái gì, đó là bởi vì thiên hồn cùng mệnh hồn trí nhớ, chỉ là bộ phận liên hệ. Thiên hồn tại mộng cảnh trí nhớ, chỉ có một số nhỏ có thể trở lại mệnh hồn. Thiên hồn tại dị độ ký ức không gian lữ hành, nguyên bản một chút ý nghĩa đều không có. Thế mà, huyễn thiên chi cảnh sáng tạo, cải biến đây hết thảy. Chúng ta, để vô ý nghĩa thiên hồn lang thang, cũng chính là, nằm mơ, thành tu hành phần quan trọng nhất. Đây chính là huyễn thiên thần tộc vĩ đại tạo hóa. Huyễn thiên tinh linh lúc nói lời này, rõ ràng mang có đắc ý tâm tình. Ngươi nói cải biến đây hết thảy, như thế nào cải biến? Lý Thiên Mệnh theo nó hướng xuống hỏi. Mọi người đều biết, dị độ ký ức không gian, là một cái không có, khoảng cách khái niệm, thế giới, hai điểm ở giữa lộ trình, có lúc rất dài, có lúc rất ngắn, ngắn thời điểm, hai cái tinh thần thế giới ở giữa, một bước đều có thể đến tới. Huyễn thiên thần tộc, tại dị độ ký ức không gian, lấy thông thiên thị tộc thủ đoạn, kiến tạo huyễn thiên chi cảnh, lại thông qua thiên vị kết giới, để tu luyện giả thiên hồn, có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái, không lại tại dị độ ký ức không gian lang thang, mà chính là đem thiên hồn trực tiếp kéo vào, cái này dị độ ký ức không gian bên trong huyễn thiên chi cảnh bên trong. Sau cùng, lại đem các loại truyền thừa, thí luyện, thậm chí đem bọn hắn bản tộc, thiên hồn, trực tiếp đưa đến huyễn thiên chi cảnh bên trong, để đệ tử thiên hồn tiếp xúc chết đi trước thiên hồn tu hành, hiệu suất càng cao. Thậm chí, huyễn thiên chi cảnh còn có thể mô phỏng chiến đấu, để cách nhau rất xa hai người, lấy thiên hồn hình thức, tại huyễn thiên chi cảnh bên trong làm một trận vô hại chiến đấu luận bàn, phong phú chiến đấu mức độ. Huyễn thiên tinh linh nói, bên này còn có tiền bối truyền thừa thiên hồn. Đương nhiên là có, đây là huyễn thiên chi cảnh chủ hạng mục. Tử diệu tinh tiền bối thiên hồn, có nhiều hơn một nửa, đều tại huyễn thiên chi cảnh, tử diệu tinh thần tháp. Nơi này là tử diệu tinh đệ tử, tu luyện hạch tâm chi địa. Huyễn thiên tinh linh nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật sự là quá thần kỳ. Nguyệt thần tộc tiền bối thiên hồn, giấu ở Nguyệt thần điện. Cái này tử diệu tinh ngược lại tốt, một nhiều hơn phân nửa, trực tiếp tại huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên chi cảnh chỗ tốt lớn nhất, cũng là thiên hồn di động, không có khoảng cách hạn chế. Nghe nói tu hành đẳng cấp cao, còn có thể trực tiếp đạt đến, khác tinh thần thế giới huyễn thiên chi cảnh, trực tiếp cùng ước vạn khoảng cách bên ngoài cường giả giao phong, thậm chí học tập người khác tạo hóa. Rút ngắn tinh không khoảng cách, thống nhất mộng cảnh tu hành. Tuy nhiên cùng thế giới chân thật tu hành, có nhất định khác nhau, nhưng xác thực tính toán đại tạo hóa. Thế giới chân thật, vận chuyển hằng tinh nguyên, cái gì thời điểm,
mới có thể đụng tới còn lại tinh thần thế giới. Đụng một cái phía trên, đoán chừng đều có thể muốn khai chiến. Cái này huyễn thiên chi cảnh, hoặc là nói vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, là làm sao kiến tạo tại dị độ ký ức không gian bên trong? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Vũ trụ nguyên lực, nói thí dụ như hằng tinh nguyên trung ương chi địa, bởi vì làm lực lượng xé rách, sẽ xuất hiện thế giới chân thật cùng dị độ ký ức không gian thông đạo, cái lối đi này làm cho chân nhân, tránh thức chui vào dị độ ký ức không gian, thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn đi vào chung. Nhưng là, cái này vô cùng nguy hiểm hành động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.